chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 41 biệt thự cao cấp. Ngày hôm sau sớm đem lương thực đưa đi lương hành, Lý Thu Nguyệt liền hướng chi chính thảo đường chạy đến xa xa liền nhìn ngày hôm qua đứng ở huyện lệnh bên cạnh gia đình ở cửa tiệm chờ nhìn đến nàng xuất hiện vội vàng chào đón nói cô nương ngươi đã tới nhà của chúng ta lão gia sợ ngươi không biết lộ ta chính là trời chưa sáng liền ở chỗ này chờ chứ ngượng ngùng a đại ca từ nhà ta lại đây cũng yêu cầu chút thời gian hơn nữa ta cũng không nghĩ tới các ngươi khách khí như vậy sớm như vậy liền ở chỗ này chờ bị hắn như vậy vừa nói lý thu nguyệt chính mình cũng có chút ngượng ngùng vội vàng đi theo vị này hướng tới huyện lệnh trong phủ đi đến. Đây chính là nàng đi vào thế giới này lúc sau, lần đầu tiên đi đại quan quý nhân trong phòng. Phía trước xem phim truyền hình thời điểm, cổ đại quan gia, chẳng sợ chỉ là một cái cửu phẩm quan tép triêu, chỗ ở kia đều là nhất đẳng nhất xa hoa. Lý Thu Nguyệt lần này nhưng thật ra muốn nhìn, này huyện lệnh trong nhà, có phải hay không thật liền cùng phim truyền hình như vậy, ba tầng ngoại ba tầng, đình đài lầu cát, mọi thứ không thiếu. Càng muốn nàng liền càng kích động, nhịn không được ở phía sau xoa khởi tay tới tươi cười cũng bò lên trên gương mặt cô nương ngươi như vậy vui vẻ chính là đã xảy ra cái gì chuyện tốt đối phương như vậy vừa hỏi giống như một chậu nước lạnh vào đầu tưới hạ làm nàng nháy mắt tỉnh táo lại đại ca ta hỏi một câu nhà chúng ta huyện lệnh trụ phòng ở lớn không lớn nha đại nhưng thật ra rất đại ngươi hỏi cái này làm gì không có gì chính là ở trong thôn ngày thường trụ đều là nhà tranh giống tồn nhà có tiền nói chính mình phòng ở cái cùng huyện lệnh gia giống nhau đại, ta liền có điểm tò mò huyện lệnh gia đến tục cùng có bao nhiêu đại. Lý Thu Nguyệt lời này đảo cũng không xem như ở nói dối. Trong thôn có một hộ nhà, trong nhà nhi tử thành tú tài, đi ra ngoài tránh chút bạc trở về, đem nhà ở cái đến lại đại lại rộng thoáng. Thế cho nên nhà bọn họ gặp người liền nói, nhà mình phòng ở cùng trong thị trấn huyện lệnh gia giống nhau đại, giống nhau rộng thoáng. Nghe được lời này, đi ở phía trước gia đình đều nhịn không được cười lên tiếng nhân tiện nói câu, hắn ở trong thôn cái phòng ở lại đại lại như thế nào, lại không phải chúng ta trong thị trấn đất, cũng lấy không được khế đất, không có gì quá lớn tác dụng. Khế đất. Lý Thu Nguyệt nháy mắt bắt được trọng điểm. Xem ra chính mình về sau tưởng rời đi thôn, tại đây trong thị trấn cắm rễ, đầu tiên cũng đến đạt được một trương khế đất. Huyện lệnh gia không xa, vốn là tại đây thị trấn nhất trung tâm vị trí. Chỉ là từ bên ngoài nhìn lại, tòa nhà này liền đại kỳ cục. Đối lập lên, lần trước lương hành lão bản nương nhà mẹ đẻ đảo thật là một chút đều không trúng xem đến nỗi có hay không đình đài lầu cát lý thu nguyệt này liền môn cũng chưa đi vào thật sự không dám xác định đi theo gia đình từ cửa hông chui vào đi lý thu nguyệt xem như minh bạch cái gì kêu lưu bà ngoại tiếng đại quan viên chỉ thấy nhập môn đó là khúc chiếc hành lang dưới bậc đá mạng thành dũng lộ lớn nhỏ trong phòng áo khoác liếc mắt một cái nhìn lại tuy là so le không đồng đều nhưng cũng có vẻ phá lệ thú vị có tỳ nữ tới tới lui lui ra vào, trong tay phủng chút thức ăn hoặc là tạp vật. Dù cho là mùa đông khắc nghiệt, toàn bộ trong viện cũng như củ phím lục ý, ngay cả viện giác chuối tây, thế nhưng cũng không có đi theo khô vàng đi. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Lý Thu Nguyệt tổng cảm thấy này trong viện không khí, như có như không bay một sợi dược vị. Nhịn không được mở miệng hỏi, đại ca, trong phòng này là ở sắc thuốc sao? Đúng vậy, phu nhân thân thể không tốt, từ sớm đến tối trên cơ bản đủ loại kiểu dáng dược đều phải uống cái biến kia ta trước trực tiếp mang ngươi đi phu nhân trong phòng có cái gì muốn hỏi cô nương trực tiếp hỏi phu nhân cùng lão gia đó là ta một cái đương hạ nhân lại là cái nam nhân rất nhiều chuyện biết đến cũng không rõ ràng lắm gia đình triều nàng hàm hậu cười nói đảo cũng minh bạch lý thu nguyệt nghĩ nghĩ liền cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống mãi cho đến đẩy ra một gian chu khắc gỗ hoa nhà ở đủ loại kiểu dáng thảo dược vị quậy với nhau, ập vào trước mặt. Khụ khụ. Khụ, Lý Thu Nguyệt bị sặc đến khụ lên, trong phòng này như thế nào như vậy nùng dược vị. Cô nương chê cười, nhà ta phu nhân này thân thể, liền dựa này đó dược treo. Huyện lệnh bước nhanh từ trong phòng chào đón, mau tiến vào nhìn xem. Lý Thu Nguyệt không chối từ, đi theo hướng trong đi rồi vài bước, liền nhìn kia trầm khắc gỗ hoa trên giường, nằm một vị nhìn qua ba mươi tới tuổi phụ nhân, sắc mặt tái nhật gian, phím một mặt không bình thường ửng hồng lộ ở chăn bên ngoài cánh tay như từ trong viện loại thúy trúc tinh tế đến chỉ còn khung xương huyện lệnh phu nhân bệnh so trong tưởng tượng còn dọa người lý thu nguyệt hít hà một hơi vội vàng đi vào mép giường đều không kịp cùng huyện lệnh phu nhân lên tiếng kêu gọi liền đem tay đáp tới rồi đối phương trên cổ tay mạch tượng hỗn loạn suy yếu thậm chí có kinh mạch chảy ngược chi tượng thường thường lại đột nhiên mạnh mẽ vài cái như là bị người đánh chất xúc tác nhìn lý thu nguyệt vẫn luôn đáp ở phu nhân trên cổ tay mày càng nhăn càng chặt bên cạnh huyện lệnh tâm cũng đi theo nhắc tới cổ họng đã muốn biết trước mặt này tiểu cô nương có thể hay không trị phu nhân bệnh lại sợ hãi chính mình ra tiếng quấy rầy tới rồi đối phương đến nỗi mang lý thu nguyệt lại đây gia đình ở đẩy ra này phiến môn lúc sau liền đã không thấy thân ảnh trận này mạch suốt đem một chén trà nhỏ công phu thẳng đến phu nhân đều mở bừng mắt lấy cực kỳ mỏng manh thanh âm hỏi đại phu ta này thân thể hẳn là cũng cứ như vậy đi Ngươi đừng nói như vậy, này tiểu cô nương chính là thần y, nói không chừng. Câu nói kế tiếp, viện lệnh chính mình đều nói không được nữa. Lý Thu Nguyệt chậm chạp không mở miệng, lại vẫn luôn khóa chặt mày, nhìn qua cùng phía trước tới những cái đó đại phu, không có gì quá lớn khác nhau. Duy nhất khác nhau, chính là này tiểu cô nương nhìn qua, không có nửa điểm đại phu bộ dáng. Liền ở phu thê hai người mặt ủ mày ê khoảnh khắc, Lý Thu Nguyệt đột nhiên đã mở miệng. Phu nhân vừa mới, có phải hay không uống lên cái gì? a à, huyện lệnh sửng sốt ánh mắt nhìn về phía phu nhân bên cạnh hầu hạ thị nữ khi tiểu cô nương vội vàng bưng lên chén giải thích nói phu nhân vừa mới uống lên một chén canh sâm canh sâm lý thu nguyệt mày nhăn càng khẩn có thể hay không lấy tới cấp ta nhìn xem người nọ tham là cái dạng gì hảo Tỳ nữ đồng ý sau xoay người liền đi sợ chính mình tốc độ chậm một chút sẽ chậm trễ phu nhân bệnh tình nhìn trong phòng không có người khác huyện lệnh vội vàng mở miệng tiểu cô nương, ta phu nhân này bệnh. Lý Thu Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa mới còn tính thanh tỉnh phu nhân, hiện tại lại nhắm lại hai mắt, toàn thân cơ hồ một chút sức lực đều không có. Có thể thử xem, nhưng ta cũng không có quá lớn nắm chắc. Thật sự có thể. Huyện lệnh cho rằng chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, chỉ cần có một chút khả năng, liền nhất định phải thử xem. Xem hắn như thế kiên định, Lý Thu Nguyệt nheo lại đôi mắt, cũng không có sốt ruột nói tiếp, vừa lúc tỳ nữ đem kia chén canh sâm nhân sâm cấp cầm trở về. Chỉ là liếc mắt một cái, Lý Thu Nguyệt liền có thể nhìn ra tới, đây là lúc trước chính mình đổi cấp lão đại phu những người đó tham. Người này tham, là chi chính thảo đường lưu đại phu cấp đi. Chương 42 châm cứu. Huyện lệnh gật đầu, nói, ngươi như thế nào biết? Người này canh sâm, phu. Nhân thân mình nhận không nổi. Lý Thu Nguyệt nhìn trước mặt người, có chút nói không nên lời trong lòng cảm giác trước mặt huyện lệnh, phía trước biểu hiện đủ loại hành vi, nhìn qua đều là người tốt. Nhưng Lý Thu Nguyệt như thế nào đều không thể quên, lão đại phu ngăn cản chính mình gia nhập chi chính thảo đường khi, luôn miệng nói là cùng huyện lệnh có quan hệ. Nếu là vị này thật sự biểu hiện như chính mình nhìn đến như vậy, vì sao lão đại phu sẽ như thế kiên kỵ? Lão nhân kia, cũng dám hù ta. Huyện lệnh nhíu mày, theo bản năng mắng một tiếng. Thanh âm tuy nhỏ, Lý Thu Nguyệt vẫn là nghe đến rõ ràng lưu đại phu không hại phu nhân chỉ là phu nhân này thân mình chịu không nổi bổ tính lớn như vậy đồ vật lý thu nguyệt nhìn hắn hắn chỉ là tưởng cấp phu nhân bổ bổ thân thể mà thôi đương đại phu liền này đó cơ bản thường thức cũng không biết sao huyện lệnh cao mày ngữ khí cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng hoặc là nói đây mới là hắn chân thật bộ dáng đều nói trong nghề xem môn đạo người ngoài nghề xem náo nhiệt tại đây loại khai phương thuốc sự tình thường mỗi cái đại phu đều có chính mình bất đồng thói quen. Tự như người này canh sâm, phu nhân không uống xong đi phía trước, nàng cũng chưa chắc biết, sẽ có lớn như vậy phản ứng. Cá nhân thể chất bất đồng, đồng dạng phương thuốc uống xong đi, dược hiệu tự nhiên cũng bất đồng. Ta đây gia phu nhân này bệnh, có phải hay không bởi vì này đó lan băm loạn khai căn tử, cho nên mới vẫn luôn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Huyện lệnh lời này vừa ra, Lý Thu Nguyệt rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phía trước lão đại phu vẫn luôn không muốn chính mình trộn lẫn tiếng vào. Cảm tình hắn không chỉ là không hiểu, còn đem hết thảy chậu phân toàn bộ đều khấu ở đại phu trên đầu. Loại này người bệnh, trị hết hảo thuyết, trị không hết nói, ngược lại dễ dàng chọc phải một thân tanh. Đối mặt như vậy người bệnh người nhà, Lý Thu Nguyệt cũng không dám đem nói quá vẹn toàn. Trực tiếp ăn ngay nói thật, phu nhân này bệnh, tuổi tác trường, nói muốn hoàn toàn chữa khỏi, trên cơ bản là không có khả năng ta có thể làm cũng chỉ là giúp phu nhân điều trị một chút, ngày thường trong sinh hoạt, khí huyết cũng có thể hơi chút tốt một chút. Ngươi vừa mới không phải nói còn có cơ hội sao? Có cơ hội, cũng chỉ là nói có cơ hội thử xem, không đại biểu phu nhân này bệnh nhất định có thể hảo lên. Thử xem đi. Huyện lệnh thở dài, trên mặt dần dần hiện ra vài phần không tin. Thật giống như ngày hôm qua chuyên môn tới cửa, thỉnh lý thu nguyệt lại đây người, không phải hắn giống nhau. Đối với loại này hoài nghi, Lý Thu Nguyệt chính mình nhiều ít cũng có chút bất đắc dĩ. Trước cuộc tuổi tác bãi tại nơi này, nhà ai đại phu nhìn qua, tuổi còn trẻ, ăn mặc lại như là trong đất làm cu ly. Ta có thể thử xem, nhưng có một chuyện muốn trước tiên cùng ngươi nói tốt. Nàng biểu tình nghiêm túc nhìn trước mặt người. Sự tình gì? Có ngân châm sao? Huyện lệnh mặt trực tiếp suy sụp xuống dưới, ngươi. Tưởng cho ta phu nhân làm châm cứu. Trừ bỏ châm cứu phu nhân thân mình hiện tại bất luận cái gì dược hiệu lực cơ bản đều nhận không nổi nàng lời này cũng không phải là ở hồ người vừa rồi bắt mạch thời điểm huyện lệnh phu nhân mạch tượng quả thực là lý thu nguyệt ở thư thượng đều không có gặp qua thái quá ngay cả châm cứu nàng cũng chỉ có thể nói thử xem không được huyện lệnh không cần suy nghĩ liền cự tuyệt nhà ta phu nhân thân mình đã nhược tới rồi tình trạng này ngươi còn phải dùng kim đâm nàng hơn nữa lại không thể bảo đảm đem nàng y hảo này ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Đáp ứng không đáp ứng, khi đều là các ngươi hai người làm quyết định, dù sao ta có thể thử xem biện pháp, cũng chỉ có này một loại, nếu là không muốn, vậy vẫn là dùng phía trước lão đại phu khai phương thuốc treo đi. Khi nói chuyện, Lý Thu Nguyệt lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên giường nằm người. Huyện lệnh phu nhân không biết khi nào lại tỉnh lại, mở mắt ra, giật giật trắng bệt môi. Huyện lệnh vội vàng đem lỗ tai dán lên đi, sợ bỏ lỡ phu nhân trong miệng bất luận cái gì một chữ thử xem đi phu nhân thanh âm cực nhẹ giống như là vào đông rơi xuống trận đầu tuyết làm người sợ hãi thanh phong phất quá liền đem này chấn động rất xuống ngọn cây nhưng châm cứu muốn đem kim đâm tiếng thịt ngươi hiện tại thân thể chưa chắc thừa nhận được cùng phu nhân nói chuyện khi huyện lệnh thanh âm đồng dạng ôn nhu đến cực điểm trên mặt tràn ngập lo lắng cho dù là làm quần chúng lý thu nguyệt cũng không khỏi cảm khái một câu thật sự là vị si tình nam tử thử xem đi không quan trọng Phu nhân lưu lại như vậy một câu, liền lại lần nữa nhắm mắt lại, phản phất vừa rồi hai câu này lời nói, dùng hết nàng toàn thân sức lực. Xem nàng mệt mỏi, huyện lệnh cũng không có tiếp tục quấy rầy, quay đầu tới nhìn Lý Thu Nguyệt. Ngươi thật sự có nắm chắc. Đối với này lặp đi lặp lại nhiều lần nghi ngờ, Lý Thu Nguyệt nhịn không được thở dài, đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Này kim đâm đi xuống, ta không có nắm chắc có thể làm phu nhân bệnh hảo lên, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm phu nhân giống như hiện tại giống nhau nói hai câu lời nói liền không có sức lực lời này cũng không phải là nàng thác đại nếu là này kim đâm đi xuống phu nhân liền một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có nàng cũng sẽ không nhắc tới này vừa ra thật sự huyện lệnh có chút kích động ân bất quá này ngân châm khả năng muốn phiền toái huyện lệnh ngài chính mình chuẩn bị này không là vấn đề ngươi chừng nào thì động thủ hôm nay còn không được phu nhân giờ phút này mạch tượng hỗn loạn còn cần làm một đoạn thời gian điều trị chờ năm sau lại bắt đầu cũng không muộn nghe được năm sau mới có thể bắt đầu thi châm huyện lệnh có chút khó nén thất vọng nhưng chung quy chỉ là cảm khái một câu phải đợi lâu như vậy ta còn tưởng rằng năm nay có thể hảo hảo cùng nàng cùng nhau quá cái năm lý thu nguyệt công công môi an ủi nói nhiều năm như vậy đều đợi cũng không vội với này nhất thời chờ phu nhân mặt sau thân mình hảo đi lên mỗi một năm không đều là cái hảo năm sao. Kia! Đợi lát nữa ta về trước lưu đại phu nơi đó, vãn chút ngài phái gia đình lại đây lấy thuốc là được, ta liền đi trước cáo từ. Đi theo huyện lệnh lại khách sáo vài câu, Lý Thu Nguyệt liền vội vàng rời đi. Đồng dạng là xa hoa vô cùng huyện lệnh phủ, tới thời điểm, Lý Thu Nguyệt tràn ngập hâm mộ, mà hiện tại nàng chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi. Thâm cung đại viện, quả nhiên là ăn thịt người không nhã xương địa phương chẳng sợ chỉ là cái này tiểu địa phương một phương huyện lệnh nàng cũng không cảm thấy đối phương bỗng lộc có thể kiến đến khởi như thế đại gia trạch làm quan bạc không đều là từ bá tánh trên người tới sao chờ trở lại chi chính thảo đường khi lão đại phu nhìn nàng sửng sốt một chút Người hôm nay vẫn là bị mang ra huyện lệnh trong phủ sao lão đại phu nhăn đầu liền râu đều sắp đánh thành kết ân lý thu nguyệt gật đầu đợi chút huyện lệnh trong phủ sẽ có người lại đây lấy dược hắn phu nhân bệnh, tới tới lui lui như thế nào chút năm, không biết tìm nhiều ít đại phu tới xem, cố tình này bệnh, không ai có thể trị đến hảo. Lão đại phu, ngài cùng ta nói nói, ngài phía trước không cho ta cho ngươi hỗ trợ, có phải hay không chính là sợ huyện lệnh đem ta cũng kêu đi. Lão đại phu ý vị thâm trường nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi tuổi còn trẻ, không cần thiết giảo tiếng này một chuyến nước đục. Chương 43 phán đoán sai lầm. Vừa nghe lời này, Lý Thu Nguyệt nháy mắt tới hứng thú này tuyệt đối là có dưa ăn, bằng không. Lão đại phu cũng sẽ không nói nói như vậy. Nếu là xem không hảo phu nhân bệnh, chẳng lẽ hắn còn phải đối chúng ta động thủ. Nàng nghiêng đầu, làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Nếu là động thủ, liền cũng coi như. Cố tình mặt ngoài hạn định cái gì đều không nói, còn sẽ đem bạc đều cho ngươi, nhưng ngày sau, mặc kệ ngươi là xích cước đại phu, vẫn là cùng ta giống nhau khai cái dược phòng, trên cơ bản ba ngày hai đầu đều sẽ đã chịu chèn ép. Nói nói, lão đại phu liền bắt đầu liên thanh thở dài, nguyên bản già nua trên mặt, tự hồ lại tan thương vài phần. Chèn ép. Lý Thu Nguyệt theo bản năng nhớ tới chi chính thảo đường hiện tại bộ dáng. Tuy nói đã là dược phòng, lại lành nghề y xem bệnh, nhưng làm vẫn luôn là thâm hụt tiền sinh ý. Theo đạo lý nói lão đại phu y thuật cao minh, trong tiệm sinh ý cũng coi như là náo nhiệt, cho dù là tâm tồn thiện ý, cố tình thiếu thu một ít bạc, cũng không đến mức đến thâm hụt tiền tình trạng này ngày cửa hàng này lý thu nguyệt nhìn hắn muốn nói lại thôi còn tính bảo đảm tiền vốn đi không đói chết người nhưng cũng tránh không đến mấy cái tiền đồng khi vì cái gì không đem cửa hàng đóng hoặc là nói đi địa phương khác sấm sấm đây mới là lý thu nguyệt nhất quan tâm vấn đề chẳng lẽ này huyện lệnh lão gia đã bá đạo tới rồi như thế nông nổi liền người rời đi quyền lợi đều tước đoạt sao lão đại phu lắc đầu giải thích nói đi nhưng thật ra có thể đi nhưng ta đi rồi lúc sau này trấn trên nếu là lại có ai sinh bệnh, cũng không biết nên đi tìm ai. Lại không phải không có mặt khác đại phu. Đại phu là có, cũng không phải là mỗi người đều để mắc bệnh. Đây cũng là huyện lệnh cao minh chỗ, ta xem bệnh thu tiền thiếu, hắn thu ta thuế má liền thiếu, những người khác xem bệnh thu tiền nhiều, hắn thu cũng nhiều. Chiếu người nói như vậy, này huyện lệnh hoàn toàn chính là một cái người xấu. Lý Thu Nguyệt càng nghe càng tới khí, hận không thể hướng hồi huyện lệnh trong phủ, đem kia nam nhân bắt được tới, hung hăng tấu một đốn. Mệt hôm qua hắn tới hỗ trợ thời điểm, Lý Thu Nguyệt còn ở trong lòng cảm thấy đây là người tốt. Kết quả là, hoàn toàn là bị phân gà hồ đôi mắt, sai đem người xấu đưa người tốt. Nhà đầu ngươi lời này đã có thể nói sai rồi, khi huyện lệnh tuy rằng có một số việc làm được quá mức, nhưng cũng không tính là là cái người xấu. Nhưng ngài vừa mới rõ ràng nói, hắn sẽ cố ý nhằm vào chúng ta, Lý Thu Nguyệt có chút không hiểu rõ ràng vừa mới lão đại phu nói đã nói đến cái này phân thượng, như thế nào hiện tại phản quá mức tới, lại nói nhân gia không phải người xấu. Nếu không phải người xấu, như thế nào sẽ làm ra loại này nhằm vào người khác sự tình? Khi huyện lệnh tuy rằng có chút áp bức chúng ta, nhưng ở lớn nhỏ sự thượng sự, một chút đều không hàm hồ, khả năng chỉ là bởi vì chúng ta không có cùng hắn phu nhân, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi. Không nói việc này còn hảo, càng nói, Lý Thu Nguyệt Biên càng là cảm thấy lão đại phu những năm gần đây quá đến chua sót. Y giả nhân tâm, thấy có người bệnh ở chính mình trước mắt trị không hết, vốn chính là một kiện làm người khổ sở sự tình. Kết quả là, người bệnh người nhà còn dây dưa không thôi, ngược lại càng làm cho nhân tâm hàng. Ta nghe đối diện bán đồ ăn đại nương nói, ngươi mỗi tháng còn phải có 3 ngày đi huyện lệnh trong phủ cấp phu nhân xem bệnh, nhưng phu nhân này bệnh vẫn luôn không tốt, chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn như vậy sao? Khi còn có thể làm sao bây giờ đâu? lý thu nguyệt vừa mới chuẩn bị tiếp tục hỏi phía trước dẫn hắn vào cửa gia đình liền chạy tới thấy lão đại phu thuận miệng chào hỏi lưu đại phu này cửa hàng tới tân nhân thật đúng là rất có bản lĩnh cái gì lão đại phu bị hắn nói sửng sốt lý thu nguyệt có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi chạy nhanh phối ra một bộ phương thuốc làm người bắt đi nhân tiện dặn dò hảo uống thuốc thời gian mãi cho đến gia đình cầm dược rời đi nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía lão đại phu cùng vừa rồi bất đồng chính là, lão đại phu hiện tại trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng vội vàng chủ động công đạo nói, phu nhân kia bệnh, ta cùng huyện lệnh nói ta có thể thử xem, bất quá đến làm phu nhân điều trị một đoạn thời gian thân thể, chờ năm sau lại nói. Ngươi có thể thử xem. Những năm gần đây, nhà bọn họ tìm đại phu, không có 50 cái, cũng có 3-40, như vậy nhiều người xem xuống dưới một chút chuyển biến tốt đẹp đều không có, ngươi xác định ngươi có thể. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, Lý Thu Nguyệt liền phải cảm thấy đây là đang xem không dậy nổi chính mình. Nhưng cố tình lời này là từ trước mặt vị này lo lắng cho mình lão đại phu trong miệng nói ra, nàng nhưng thật ra cảm thấy lời này tràn đầy quan tâm. Có một số việc tổng phải thử một chút. Tựa như lão đại phu ngài khai quá khứ canh sâm, đối với đại bộ phận người tới nói đều là thuốc bổ, nhưng phu nhân kia thân mình, ngược lại tệ lớn hơn lợi. Đột nhiên bị nhắc tới chính mình canh sâm, lão đại phu sắc mặt biến đổi môi khép mở gian chung quy nói cái gì đều không có nói ra nếu ngươi tưởng vậy lưu lại đi bất quá chúng ta này cửa hàng nhưng cho ngươi khai không bao nhiêu tiền tiêu vặt thiên ngôn vạn ngữ tới rồi bên miệng cuối cùng chỉ hóa thành như vậy một câu lý thu nguyệt cực đầu đồng ý đi theo lão đại phu đi phía trước ngồi một buổi trưa nhiều ít cũng nhìn mấy cái người bệnh chờ về nhà trên đường lý thu nguyệt trộm hướng tới trong không gian xem xét liếc mắt một cái thứ gì đều không có nhiều vẫn là từ đầu chí cuối kia mấy thứ đồ vật bãi tại nơi đó nhìn qua lẻ loi nàng nhịn không được nói thầm một câu chẳng lẽ này thăng cấp phương thức không phải trị bệnh cứu người ta đây mấy ngày này công phu chẳng phải là bạch làm hôm nay mới vừa đáp ứng rồi lão đại phu không cần tiền tiêu vặt kết quả cái gì chỗ tốt đều không có này không phải chính mình cho chính mình tìm tội chịu nghĩ đến đây lý thu nguyệt cảm giác chính mình hảo tâm tình nháy mắt hủy trong một sớm liên quan trong tay sách theo những cái đó lương thực nhìn qua đều ảm đạm vài phần. Hôm nay buổi chiều từ chi chính thảo đường ra tới thời điểm, nàng lại lần nữa trở về một chuyến lương hành, ở trưởng quầy trong tay mua một ít gạo trắng bạch diện trở về. Mắt thấy quá mấy ngày liền muốn ăn Tết, trong nhà hôm nay náo nhiệt, tổng không thể thứ gì đều không có đi. Nhưng là mỗi ngày mang về như vậy mấy thứ hàng Tết, nhưng chung quy, Lý Thu Nguyệt không biết bọn họ huynh đệ hai người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nếu không ngày mai mang tiểu gia hỏa cùng đi chợ thượng đi dạo cái này ý niệm vừa ra tới lý thu nguyệt liền cảm thấy đích xác có thể làm như vậy chính mình cái này làm tẩu tẩu tuy rằng chỉ là trên danh nghĩa tẩu tẩu nhưng ăn tết thời gian dù sao cũng phải cho bọn hắn mua điểm cái gì thứ tốt đi này huynh đệ hai người cốt xấu ở thôn những người khác xem ra đó là chính mình phu quân cùng phu quân đệ đệ nếu là đối bọn họ không tốt chẳng phải làm người ngoài nhìn chê cười đi tôn mộc dương ngày mai làm tiểu gia hỏa đi theo ta cùng đi chợ thượng đi lý thu nguyệt đề nghị nói Tôn Tử Đồng nghe được lời này, đôi mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Còn không có tới kịp đáp ứng, liền nghe thấy Tôn Mộc Dương kiên định cự tuyệt nói, không được. Vì cái gì? Hai người trăm miệng một lời hỏi. Ngươi là đi làm công, đem tiểu gia hỏa này mang đi, kia không phải không duyên cớ cho chính mình thêm phiền toái sao? Hơn nữa. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Mộc Dương sắc mặt lại đỏ vài phần. Xem đến Lý Thu Nguyệt càng thêm mê mang. Hơn nữa cái gì ngươi nhưng thật ra nói nha, chương 44 làm tân y phục. Mắt nhìn gia hỏa này tám gậy tre đánh không. Ra một cái thí tới, Lý Thu Nguyệt bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Đồng đồng không thể đi theo ngươi, ngươi nếu là tưởng mua cái gì, chính mình quyết định liền hảo, rốt cuộc này tiền là ngươi tránh. Tôn một Dương nói đơn giản, nhưng trên mặt kia mặt đỏ ửng lại chậm chạp không có tiêu tán. Mê người bộ dáng, làm Lý Thu Nguyệt nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ta chỉ là mang đồng đồng đi chợ thượng mua vài thứ, sẽ không khuya khoắt mới trở về, người cái này đương ca ca cứ yên tâm đi. công tử đồng thực rõ ràng cũng không muốn buông tha cơ hội này, lập tức lôi kéo chính mình ca ca cánh tay liền bắt đầu làm nũng. ca ca, ta tưởng cùng tẩu tẩu cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, ta bảo đảm không loạn mua đồ vật. này không phải loạn không loạn mua đồ vật vấn đề. công một dương bất đắc dĩ xoa xoa đầu của hắn, mà là hắn lời này không nói rõ ràng, lý thu nguyệt trong lòng nghẹn kia cổ kính chính là thượng không tới cũng không thể đi xuống có chuyện gì nói thẳng một đại nam nhân như thế nào như thế ngượng ngùng xoắn xiết chủ yếu là ta hiện tại hành động không tiện ngươi đem đồng đồng mang đi ta một người ở nhà giữa trưa ăn chút cái gì tôn mục dương lời này xem như cắn răng một hơi nói ra chỉ là thanh âm càng ngày càng nhỏ đến cuối cùng chính là lý thu nguyệt hết sức chăm chú lúc này mới nghe rõ câu nói kia phục nàng nở nụ cười ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự bất quá chính là một bữa cơm thôi. Không được tẩu tẩu. Tôn tử đồng thập phần nghiêm túc nói cho nàng, ca ca hiện tại bị thương, không thể không ăn cái gì, đồng đồng ngày mai không cùng tẩu tẩu đi chợ thượng, đồng đồng muốn ở nhà chiếu cố ca ca. Biết hắn là vì nhà mình ca ca, nhưng Lý Thu Nguyệt vẫn là nhịn không được đậu hắn nói, ngươi xem phía trước trong nhà không có lương thực thời điểm, ca ca ngươi cũng không có đói ra cái gì tật xấu tới, gần nhất đốn đốn ăn no, liền như vậy một đốn, sẽ không có cái gì trở ngại chính là tôn tử đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua tôn một dương, chính là ca ca thương còn không có hảo, hiện tại trong nhà rõ ràng có ăn, vì cái gì muốn cho ca ca đói bụng. Khi nói chuyện, non nớt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc, như là sợ lý thu nguyệt ngược đãi tôn một dương giống nhau. Được rồi được rồi, không đùa ngươi, ta gần nhất từ chợ trở về thời điểm, nhìn có cái gì thứ tốt, nhiều mua một ít trở về, chúng ta năm nay ở bên nhau, quá cái vô cùng náo nhiệt năm. Dứt lời, Lý Thu Nguyệt còn chuyên môn duỗi tay ở tiểu gia hỏa chấp mũi thượng quát một chút. Đột nhiên thấy chính mình cổ tay áo mụn vá, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không có phản ứng lại đây. Tránh tiền lúc sau, chỉ nhớ rõ cấp huynh đệ hai người, một người đổi kiện chống lạnh quần áo mới. Kết quả là, thế nhưng đã quên chính mình trên người còn ăn mặc một kiện rách tung tóe, tràn ngập mụn vá của áo bông. Nàng có chút tự dễu cười cười, nói, đều nói người dựa y trang mã dựa an, giống các ngươi huynh đệ hai người, lớn lên như thế tuấn tiếu, cho dù là chúng ta trong thôn phá bố y thường, mặc ở trên người cũng có vẻ đẹp. Không giống ta, cho dù là dây vàng áo ngọc, mặc ở trên người cũng chỉ có vẻ buồn cười. Đương nhiên, lời này nàng cũng không có nói ra khẩu, vạn nhất làm tôn một dương nghe xong đi, đến lúc đó lại đến bị hắn chê cười. Lại đi chợ khi, trừ bỏ mua chút ăn tết thức ăn bên ngoài, Lý Thu Nguyệt chuyên môn lại đi một chuyến tiệm may. Khi may vá vừa nhìn thấy nàng, trên mặt nháy mắt dơ lên ý cười. Cô nương này chính là một hơi ở chỗ này làm hai kiện sim y, tuy rằng không tính là là hảo vải dệt, nhưng này sinh ý làm được dứt khoát đến cực điểm. Gặp được như vậy khách nhân, nhà ai lão bản không thích đâu. nha đầu, hôm nay lại tới, là chuẩn bị cấp trong nhà ai mua kiện tân y phục. Tiệm may lão bản thấu đi lên, trên mặt sắp cười ra một đóa hoa. Đối mặt hắn lôi kéo làm quen, Lý Thu Nguyệt trong lòng nhưng thật ra không có nửa điểm cảm giác. Cái gọi là khách hàng chính là thượng đế, nàng lại là bỏ tiền vị kia, Chưởng quầy biểu hiện khách sáo chút, cũng là thực bình thường sự tình. Hôm nay không cho trong nhà người khác làm sim y, Chưởng quầy ngươi nhìn xem, ta thân hình, năm trước có thể hay không làm kiện xinh đẹp sim y ra tới. Lý Thu Nguyệt nhìn hắn, trong ánh mắt mơ hồ lộ ra vài phần chờ mong. Tuy nói biết chính mình bộ dáng này cao lớn thô kệch, nhưng cũng không đại biểu nàng không yêu Mỹ. Chính tương phản, Lý Thu Nguyệt hiện tại đang suy nghĩ tẩn biện pháp, làm chính mình trở nên hơi chút xinh đẹp một ít. Bao gồm mỗi lần ăn cơm, rõ ràng còn không có hoàn toàn ăn no, chính là ở chính mình bảy phần no thời điểm buông xuống chiếc đũa. Tiểu cô nương gia gia, 20 suốt đầu tuổi tác, đúng là xinh đẹp thời điểm. Lý Thu Nguyệt nhưng không nghĩ chính mình mỗi lần vừa ra đi, người khác liền cảm thấy, cô nương này chỉ biết hạ thể lực sống. Người xuyên nói, may vá ánh mắt ở Lý Thu Nguyệt trên người nhìn từ trên xuống dưới, xem là đơn thuần vì đẹp, vẫn là vì làm việc phương tiện chút. Làm việc phương tiện chút. Lý Thu Nguyệt nhíu nhíu mày, Ta mua này tân y phục là vì trở về ăn Tết, không phải chuyên môn vì xuống đất làm việc. Ta biết tân y phục là vì ăn Tết, nha đầu, chúng ta này quanh năm suốt tháng cũng mua không vài món tân y phục, tổng không thể chỉ là vì ăn Tết xuyên một hồi đi. Chưởng quầy nhìn trước mặt cô nương này, lời nói thấm thí khuyên. Tuy nói làm thành cái dạng gì đều là kiếm tiền, nhưng vẫn là sợ cô nương chỉ lo ái mỹ, đến lúc đó lãng phí bạc. Bất quá hắn khuyên về hắn khuyên, Lý Thu Nguyệt một khuôn mặt đã hắc thành đáy nồi. Bỗng hy vọng chính mình mua tân y phục, là có thể nhìn qua xinh đẹp chút, không như vậy giống thành thiên hạ mà làm việc người. Kết quả này làm sim y may vá, trực tiếp cam chịu nàng mỗi ngày đều phải xuống đất làm việc. Này ủy khuất, cho ai ai chịu nổi. Chưởng quầy, ngươi nói này đó đạo lý ta đều minh bạch, nhưng ta chính là muốn làm thân xinh đẹp sim xin y, ăn tết thời điểm xuyên, đến nỗi ngày thường ta xuyên cái gì, ta chính mình trong lòng hiểu rõ. Xác định. Xác định, ta liền phải một thân xinh đẹp, tốt nhất là mặc vào toàn bộ thôn đều sẽ cảm thấy kinh diễm cái loại này. Đặc biệt là có thể kinh diễm tôn một dương cái loại này. Đương cái này ý niệm xuất hiện, Lý Thu Nguyệt chính mình đều sợ ngây người. Lúc này mới phát hiện, không biết khi nào khởi, chính mình cùng tôn một dương chi gian quan hệ, giống như trở nên so ban đầu quen thuộc rất nhiều. Đặc biệt là hôm qua tôn một dương hồng một khuôn mặt bộ dáng, trước sau ở trước mắt huy chi không tiêu tan. Khi hành, ta gần nhất mấy ngày nhanh hơn tay chân, năm trước hẳn là có thể làm được. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lý Thu Nguyệt có thể rõ ràng thấy, may vá trong mắt tràn đầy lo lắng. Như là sợ nàng đến lúc đó lấy không ra tiền giống nhau. Cho nên, Lý Thu Nguyệt khấu khấu sưu sưu từ chính mình túi tiền, lấy ra tới 30 cái tiền đồng, trực tiếp bãi ở tủ thượng. Này xem như ta giao tiền đặt cọc, dư lại tiền đồng, chờ ta tới lấy sim y thời điểm lại giao cho ngươi. Nói xong, không đợi may vá lại khách sáo hai câu, liền trực tiếp từ trong phòng đi ra ngoài. Mãi cho đến đi ra rất xa, Lý Thu Nguyệt gắt gao nắm nắm tay, lúc này mới buông ra. Lại ở cái kia cửa hàng đã đi xuống, nàng sợ chính mình nhịn không được cấp kia may vá hai bàn tay. Như thế nào có thể làm trò nhân gia cô nương mặt, nói nhân gia cô nương chắc nịch đâu. Lý Thu Nguyệt, ngươi như thế nào tại đây? Chương 45 Trương Hoa Sen Đột nhiên nghe sau lưng có người kêu chính mình, thanh âm còn rất quen thuộc. Lý Thu Nguyệt dừng lại bước chân, mới vừa vừa chuyển quá mức, liền đâm tiếng một cái đại đại ôm ấp. Ta chính là nghe nói ngươi cái tiểu nha đầu, gần nhất nhặt. Cái tiện nghi phu quân trở về, không ở nhà cùng ngươi kia phu quân hảo hảo ân ái, không có việc gì chạy đến này chợ đi lên làm gì. Nữ nhân thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Lý Thu Nguyệt giải dụa từ nàng trong ngực thoát khỏi, nhìn trước mặt kia trương quen thuộc mà lại xa lạ mặt, đại não có chút phản ứng không kịp. Ngoan ngoãn, lúc này mới hai năm công phu không gặp, liền ngươi trương tỷ tỷ ta đều không nhận biết lý thu nguyệt là ta gần nhất không tấu ngươi đúng không nguyên bản còn có chút mộng bức lý thu nguyệt nghe được lời này nháy mắt phản ứng lại đây trước mặt người này lai lịch này trương tỷ tỷ nguyên danh trương hoa sen là lý thu nguyệt cách vách nhân gia trong nhà con gái duy nhất cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng từ nhỏ liền mang theo lý thu nguyệt cùng nhau lên cây đào trứng chim hạ hà sờ cá chạch nam qua qua làm sự tình các nàng hai người tự nhiên là một kiện không ít. Hơn nữa này Trương Hoa Sen sinh ra thể trạng cao lớn, cùng trong thôn mặt khác nam hoa hoa so sánh với, không kém bao nhiêu. Tính cách lại đanh đá, làng trên sóng dưới liền không có kia hộ nhân gia, có thể ồn ào đến quá nàng. Lý Thu Nguyệt khi còn nhỏ chịu người khi dễ, đều là vị này tỷ tỷ đứng ra hỗ trợ chủ trì công đạo. Các nàng chi gian quan hệ tự nhiên cực kỳ thân mật. Trước hai năm Trương tỷ tỷ rốt cuộc gặp được chính mình như ý Lan Quân, xa gã rời đi thôn, không nghĩ tới hôm nay còn có thể tại nơi này gặp được. Lý Thu Nguyệt cũng nở nụ cười, ta liền tính là đã quên ai, cũng không có khả năng đã quên trương tỷ tỷ ngài. Nhảy ranh, tại đây cùng ta nói hưu nói vượng cái gì đâu. Nàng một cái tác chụp đến Lý Thu Nguyệt trên đầu, khi nào có công phu, ta về nhà mẹ đẻ, nhất định phải thượng nhà ngươi đi xem ngươi kia như ý lan quân. Cái gì như ý lan quân không như ý lan quân, bất quá chính là từ chân núi nhặt về tới giả nam nhân, cho dù là ta thích hắn, hắn cũng chưa chắc thích ta nha. Không biết vì sao, đối mặt Trương Hoa Sen, Lý Thu Nguyệt thế nhưng không có nửa điểm thẹn thùng ý tứ. Ngay cả loại này nữ nhi khuê phòng chuyện riêng tư, đều nói thẳng ra tới. Công một dương như vậy tuấn tiếu người, lại là chuyên môn bồi dưỡng đưa cho những cái đó quan to hiển quý giả sai vặt, cái gì xinh đẹp cô nương chưa thấy qua, lại sao có thể thích nàng như vậy cái hương giả thôn phụ. Nha đầu, ngươi lời này đã có thể không thú vị, nhặt về đó chính là ngươi, hắn có thích hay không đó là chuyện của hắn, ngươi thích liền xong rồi. Rõ ràng là cái cô nương mọi nhà, trương hoa sen trên người lại tràn ngập phỉ khí, nhìn qua thật sự là so lý thu nguyệt còn giống du côn lưu manh. Trương tỷ tỷ, trước không nói này đó, ngươi hôm nay như thế nào ở chỗ này? Này, trương hoa sen bị hỏi một đốn, ánh mắt có chút né tránh nói, hôm nay ta phu quân đến bên này mua đồ vật, ta cùng hắn cùng nhau lại đây đi dạo, chờ đồ vật lấy lòng, chúng ta liền đi trở về vậy ngươi vì cái gì bất hòa tỷ phu cùng nhau đâu lý thu nguyệt mọi nơi nhìn nhìn cũng không có nhìn đến trương hoa sen phu quân thân ảnh ở thời đại này lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó nữ nhân gia hoặc là chính là bị trượng phu ném ở trong nhà một mình một người hoặc là chính là cùng trượng phu cùng nhau khắp nơi hành tẩu rất ít có giống trương hoa sen như vậy một người ở chợ lắc lư bất quá nghĩ đến trương hoa sen từ trước đến nay là không giống người thường hạng người lý thu nguyệt cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống ngược lại chủ động thay đổi đề tài trương tỷ tỷ nếu đều đã đến này phụ cận vì cái gì không quay về nhìn xem đích xác nghĩ trở về nhìn xem nhưng không có tìm được thích hợp thời gian chờ đem đồ vật đều chuẩn bị tốt lúc sau ta tự nhiên sẽ trở về nhìn xem trương hoa sen hướng nàng cười cười trên mặt biểu tình thấy thế nào như thế nào mất tự nhiên nếu là ban đầu lý thu nguyệt còn không có phát hiện nói hiện tại hẳn là cái ngốc tử cũng có thể nhìn ra tới không thích hợp nhân gia không muốn nói, nàng cũng không thể vẫn luôn đuổi theo hỏi. Khi tỷ tỷ như thế nào biết, ta gần nhất nhặt cái phu quân trở về. Bởi vì, Lý Thu Nguyệt mấy vấn đề này, một cái sau một cái bức khẩn, Trương Hoa Sen cũng không biết nói nên như thế nào đáp lại. Vừa mới còn tỷ muội tình thâm hai người, hiện tại ngược lại như là ở bị thẩm vấn công đường. Nếu là không nhắc tới nhà mình sự tình, Lý Thu Nguyệt Đảo cũng không đến mức hỏi nhiều như vậy vấn đề. Rốt cuộc trương hoa sen từ nhỏ đến lớn nhưng vẫn luôn là giúp đỡ nàng. Nhưng một cái hai năm không có hồi quá thôn, không có hồi quá nhà mẹ đẻ người, hiện tại thế nhưng nói có thể ra tới nàng gần nhất phát sinh sự tình. Lý Thu Nguyệt rất khó không hướng địa phương khác suy nghĩ. Chẳng lẽ lại cùng Lý Đại Cường có quan hệ? Nghĩ đến hai ngày trước, Lý Đại Cường mang theo một đám. Lưu Manh Du Côn Thượng nhà mình cầu hôn, cuối cùng bị chính mình chi đi tìm hắn muội muội. Xoay người Lý Thu Nguyệt liền đem chuyện này đã quên. Hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ những cái đó lưu manh du côn thật sự đem hắn muội muội cấp cưới đi rồi. Nàng mới không tin, Lý Đại Cường là cái như thế nhậm người đắn đo chủ, có thể tùy ý những người đó đem hắn muội muội mang đi. Khi Trương Hoa Sen trở về, đến tột cùng là vì cái gì? Thu Nguyệt muội muội, ta lúc này tới thật sự chỉ là bồi phu quân cùng nhau mua vài thứ, vừa vặn ở chợ thượng gặp được mặt khác trong thôn người, liền hỏi hỏi ngươi gần nhất tình huống thật sự. Lý Thu Nguyệt có chút hoài nghi nhìn nàng. Khi bằng không, ta còn có thể vì cái gì đâu. Bất quá ta còn nghe những người đó nói, gần nhất Lý Đại Cường vẫn luôn ở tìm ngươi phiền toái. Tên kia chính là cái vô lại, giống cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, quẳng cũng quẳng không ra, thật sự không được. Ngươi liền mang theo ngươi kia phu quân đến tỷ tỷ nơi này tới trốn trốn, tuy rằng không tính là này hảo địa phương, nhưng cũng không đói được các ngươi phu thê hai người. Trương Hoa xen lời này nói tình ý chân thành, trên mặt quan tâm cũng không giống như là có nửa điểm làm bộ. Làm đến Lý Thu Nguyệt ở trong lòng hổ thẹn một chút, nhân gia là thiệt tình quan tâm nàng, nàng ngược lại ở chỗ này các loại nghi kỵ. Có vẻ có chút đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Khi tỷ tỷ ngươi nếu trở về, vì cái gì không trở về nhà mẹ để đi xem đâu. Đây mới là Lý Thu Nguyệt nhất quan tâm một chút, cha mẹ ngươi hai người ở nhà, tuổi lớn, có vẻ không khỏi cũng có chút lẽ loi hiu quạng. Không phải ta không nghĩ trở về, chỉ là không thể trở về mà thôi trương hoa sen duỗi tay sờ sờ nàng đầu có một số việc hiện tại ta theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu sớm một chút về nhà đi trương tỷ tỷ ngày mai ta liền cùng ta phụ thân về nhà mẹ đẻ đến lúc đó kêu lên ngươi cùng ngươi kia phu quân lại đây cùng nhau ăn bữa cơm a à, lý thu nguyệt bị nàng nói sửng sốt rõ ràng vừa mới còn nói không thể trở về như thế nào hiện tại lại là ngày mai phải đi về đâu nàng vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng hỏi, liền nhìn Trương Tỷ Tỷ ánh mắt, dừng lại ở chính mình sau lưng. Xoay người sang chỗ khác, Trương Tỷ Tỷ phu quân chính sách theo bao lớn bao nhỏ, mặt mang tươi cười đi tới. Trong miệng còn nói, nhiều thế này đồ vật, ngày mai mang về hẳn là đủ rồi. Ân, ừ, đủ rồi. Trương Hoa Sen gật gật đầu. Ngầm lại duỗi tay, đem Lý Thu Nguyệt hướng sau lưng kéo hai hạ, như là đang trốn tránh cái gì. Chương 46 bàn tính nhỏ lý thu nguyệt đi theo nàng động tác sau này lui hai bước bị trước mặt nam nhân nhìn vừa vặn nương tử vị này chính là trương hoa sen phu quân trên mặt mang theo ý cười không biết vì sao lý thu nguyệt có thể cảm giác được trương tỷ tỷ ở rung bần bật ta là lý thu nguyệt vừa muốn giới thiệu chính mình trương hoa sen bẹp ở sau lưng tay nhẹ nhàng kéo nàng hai hạ ở trên đường gặp được tiểu cô nương không quen biết lộ tới tìm ta hỏi một chút chúng ta đây cũng là vừa đến nơi này, tìm ngươi hỏi đường, chính ngươi không cũng không biết sao. Nam nhân hướng phía trước đi rồi hai bước. vươn tay, kéo trương hoa sen cánh tay. Lý Thu Nguyệt không biết vì cái gì nàng không muốn giới thiệu chính mình là ai, nhưng cũng không có vạch trần. Liền như vậy trơ mắt, nhìn trương hoa sen bị nàng phu quân cấp lôi đi. Tổng cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Ở chợ thượng đi dạo một vòng, trương hoa sen sự tình liền bị nàng vứt chi sau đầu, sách theo trong tay bao lớn bao nhỏ, bước lên về nhà lộ xa xa thấy nhà mình dâng lên khói bếp còn không có vào cửa liền có thể nghe thấy trong phòng đồ ăn phiêu hương như là có một con mềm nhẹ tay mơn trấn trái tim mang đến làm người an tâm thỏa mãn cảm nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt rồi lý thu nguyệt trong lòng nghĩ dưới chân bước chân lại nhanh vài phần tiểu gia hỏa mau đến xem ta hôm nay chính là từ chợ thượng mang về thật nhiều ăn ngon lý thu nguyệt đem trang đồ ăn giấy dầu nhất nhất mở ra như là hiến vật quý giống nhau ở trên mặt bàn bãi chỉnh chỉnh tề tề tôn tử đồng giống cái tiểu thèm miêu bay nhanh thấu đi lên bên trái ước lượng một khối điểm tâm bên phải lấy một khối mức hoa quả ăn đến hai cái quai hàm căn phòng còn không quên cấp nhà mình ca ca cũng uy mấy khối tôn một dương cười nói người kiếm tiền cũng không dễ dàng suốt ngày quán tiểu gia hỏa này làm gì tốt xấu hắn luôn mồm kêu ta tẩu tẩu mua chút ăn trở về làm sao vậy lý thu nguyệt cười chính mình cũng cầm lấy một khối điểm tâm thơm ngào ngạt tô bánh bị tạo thành hoa sen hình dạng đỉnh chóp còn điểm suyết hai điểm màu đỏ nhìn qua đã xinh đẹp lại mỹ vị tôn một dương bị uy mấy khối trong miệng mơ hồ không rõ hỏi nói lần trước huyện lệnh thỉnh ngươi đi nhà hắn cho hắn phu nhân xem bệnh nhưng có cái gì kế tiếp hắn phu nhân bệnh quá nặng một chút một lát ta cũng không có biện pháp chờ thân thể hơi chút điều trị hảo chút lại động thủ cũng không muộn lý thu nguyệt không cần suy nghĩ phải trả lời nói đôi mắt còn thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm trên bàn những cái đó đồ ăn. Ăn quá ngon. Nàng vốn tưởng rằng chợ thượng mua này đó ăn vặt, bất quá chính là giải cái thèm ăn thôi, không nghĩ tới hương vị thế nhưng cực kỳ hảo. Trên bàn này đó, phỏng chừng còn chờ không ăn Tết, đã bị trong phòng ba cái tiểu thèm miêu cấp toàn bộ ăn luôn. Lý Thu Nguyệt đếm trên đầu ngón tay, tính toán ngày mai muốn lại mua nhiều ít trở về. Tôn một Dương mở miệng đánh gãy nàng, động thủ. Xem bệnh vì cái gì còn muốn động thủ vấn đề này làm lý thu nguyệt nhất thời có chút nghẹn lời có nên hay không mở miệng nói cho trước mặt người nam nhân này chính mình còn sẽ châm cứu đâu ở trong thôn ở lâu như vậy nàng lý thu nguyệt phía trước là cái gì tính tình tôn mục dương cũng coi như là biết đến rõ ràng này tiểu cô nương có thể mèo mù gặp phải chết chuột khai đối mấy cái phương thuốc trị hết người bệnh còn có thể nói là ở trong núi thải thảo dược thời gian lâu rồi nhiều ít giải dược tính nhưng châm cứu ngoạn ý nhi này cũng không phải là là cá nhân là có thể học được. Làm một cái sinh trưởng ở địa phương trong thôn nha đầu, liền tính là mặt trời mọc từ hướng tây, nàng cũng không có khả năng sẽ châm cứu. Ta đi theo Lưu đại phu cùng đi huyện lệnh gia nhìn nhìn, huyện lệnh phu nhân thân thể thật sự quá kém, Lưu đại phu nguyên bản chuẩn bị cấp phu nhân châm cứu, kết quả vẫn luôn không có biện pháp động thủ, vừa vặn ta phía trước học quá chút phương thuốc dân gian, xem có thể hay không giúp phu nhân điều trị một chút thân mình. Một hơi nói xong này đó, Lý Thu Nguyệt chính mình đều nhịn không được ở trong lòng bội phục chính mình, mà khi thật là nói dối không chuẩn bị bản thảo, há mồm liền tới. Ngươi sẽ ban nhân điều trị thân thể. Tôn Mộc Dương trong mắt tràn đầy hoài nghi, ngươi liền trồng trọt đều không biết, vì cái gì sẽ y thuật. Không biết vì cái gì, Lý Thu Nguyệt tổng cảm thấy hắn lời này vũ nhục chính mình nhân cách. Ta có thể hay không, cùng ta có nguyện ý hay không, đó là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa phía trước chúng ta không phải đã nói rồi sao, mỗi người đều có chính mình bí mật, ngươi coi như chuyện này, là ta không thể nói cho ngươi bí mật được không? Nói xong, nàng liền trực tiếp đưa lưng về phía Tôn Mộc Dương, bắt đầu mồm to hướng trong miệng tắt trên bàn điểm tâm. Trước cuộc vừa rồi hắn kia lời nói nghe đi lên, nhiều ít có chút làm người có chút thương tâm. Cái gì kêu trồng trọt đều không biết, còn sẽ ban nhân điều trị thân thể. Sẽ không trồng trọt chính là nguyên chủ, cùng nàng hiện tại có quan hệ gì. Không nhìn nàng hiện tại, còn ở bằng vào bán lương thực kiếm tiền dưỡng gia hộ khẩu sao, đi lên chính là một câu sẽ không trồng trọt, ai còn dám mua nàng lương thực. Đương nhiên, lời này Lý Thu Nguyệt cũng chỉ có thể ở trong lòng phun tào một chút. Nhân tiện đem trước mặt này đó điểm tâm, trở thành tôn một dương cái kia làm giận gia hỏa, từng ngụm từng ngụm hướng trong miệng tắt. Tẩu tẩu, này đó điểm tâm cũng thật ăn ngon. Tôn tử đồng không biết khi nào đã buông xuống tay, cả người ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn bên cạnh, không bao giờ chạm vào một khối điểm tâm cùng mức hoa quả. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút nhưng tẩu tẩu không phải nói đây là mua trở về ăn tết thời điểm ăn sao chúng ta hiện tại nếu là ăn xong rồi nói ăn tết không phải không có sao công tử đồng tuổi không lớn hiểu được đạo lý còn rất nhiều giờ phút này bày ra lời nói thấm thía biểu tình ngược lại càng thêm đáng yêu bị hắn như vậy vừa nói lý thu nguyệt nhìn trong tay cắn một nửa bánh đậu xanh trên mặt cũng có chút không nhịn được còn hảo tôn một dương kịp thời mở miệng vì nàng giải vây nói ngươi tẩu tẩu chính mình kiếm tiền mua điểm tâm ăn nhiều ít đó là nàng chính mình quyết định, người cái tiểu gia hỏa suốt ngày chỉ biết ăn, như thế nào còn trái lại giáo huấn khởi người khác. Ta, công tử đồng bẹp bẹp miệng, ta này không phải cũng tưởng lại ăn hai khối sao. Phục, Lý Thu Nguyệt cười lên tiếng, muốn ăn liền ăn, ăn xong rồi ngày mai ta đi chợ thượng lại mua. Công Mộc Dương có chút giật mình, như vậy đại khí, ngươi tiền không cần tỉnh điểm hoa sao. Đối với vấn đề này, Lý Thu Nguyệt nhưng thật ra một câu không nói, chỉ là từ trong một góc nhảy ra huyện lệnh lần trước lưu lại cái hộp nhỏ, đem kia mấy thỏi bạc tử bãi ở huynh đệ hai người trước mặt. Nhân tiện hỏi câu, các ngươi huynh đệ hẳn là cũng coi như là đại địa phương tới, nếu là ta tưởng dọn đến trấn trên đi trụ, này đó bạc đủ sao? Dọn đến trấn trên. Tôn một Dương nhìn trước mặt kia mấy thỏi bạc tử, lâm vào trầm tư. Lý Thu Nguyệt cũng không thúc giục hắn, liền như vậy an tĩnh chờ đợi kế tiếp. Trước cuộc nàng ở chỗ này, tổng cộng thêm lên cũng không đãi bao lâu thời gian, Nguyên chủ trong trí nhớ, đối phòng ở giá cả cũng không có bất luận cái gì hiểu biết. Trước mặt Tôn Một Dương, xem như Lý Thu Nguyệt duy nhất có thể hỏi thăm con đường. Nếu là vùng ngoại thành tiểu phòng ở, người này mấy thỏi bạc tử khả năng đủ, nếu là hướng trong thành đi, còn sớm đâu. Tôn Một Dương lời này có chút rác tâm. Chương 47 không tưởng được người bệnh. Ăn cơm chiều, ba người lại ở bên nhau tùy tiện trò chuyện một lát thiên, việc này liền như vậy đi qua. Chính là này chuyển nhà một chuyện. Ở Lý Thu Nguyệt trong lòng xem như hoàn toàn gieo một viên hạt giống, liền chờ khi nào tiền tích cấp đủ rồi, chạy nhanh rời đi thôn này. Không thể không nói, ở chi chính thảo đường Nhật tử đảo cũng coi như được với là phong phú, có người tới xem bệnh thời điểm, liền giúp. Đỡ lão đại phu trợ thủ, không ai tới, hai người ở bên nhau đảo cũng có thể thảo luận sẽ y thuật. Có đôi khi lão đại phu một người lo liệu không hết quá nhiều việc, Lý Thu Nguyệt liền cũng ở bên cạnh ban nhân bắt mạch khai phương thuốc. Một hơi qua ba bốn thiên, liền ở Lý Thu Nguyệt lại lần nữa chuẩn bị lấy chút lương thực đi lương thịnh hành, trong không gian rốt cuộc xuất hiện chút tân đồ vật. Đương nhiên, nhìn qua cũng là cái quen mắt bảo bối. Từng đó xinh đẹp linh chi, cứ như vậy nằm ở nhân sâm bên cạnh, mặt ngoài tựa hồ còn mang theo vài giọt sương sớm, phím ánh sáng. Chỉ là liếc mắt một cái, Lý Thu Nguyệt liền nhịn không được nuốt hai hạ nước miếng. Lại muốn phát tài. Tay trái nắm một phen nhân sâm, tay phải nhéo một phen linh chi, Lý Thu Nguyệt cảm thấy nhân sinh đã đi lên đỉnh cũng không biết chi chính thảo đường lão đại phu có thể khai ra nhiều ít bạc tới thu tưởng tượng đến chi chính thảo đường lý thu nguyệt hưng phấn nháy mắt bị bắt một thùng nước lạnh lão đại phu cuộc sống này chính mình quá đến độ đã căng thẳng nào còn có kia dư tiền tới thu nhiều như vậy dược liệu lại không phải cùng lương hành như vậy sau lưng còn có quan gia người lại đây lại thu một lần hơn nữa phía trước lão đại phu nói qua cái này trong thị trấn đại phu đều bởi vì huyện lệnh nguyên nhân quá đến không quá như ý nàng này dược liệu lý thu nguyệt cảm giác này huyện lệnh chính là chính mình thành công trên đường chướng ngại vật thật vất vả thấy được một cái phát tài làm giàu chiêu số còn không có bắt đầu liền đã kết thúc chỉ là hai tay thượng dược liệu đã đem ra nàng cũng không tốt lắm thả lại đi liền sủy ở túi đem lương thực đưa sau khi đi qua chạy nhanh đi vào chi chính thảo đường lão đại phu nhà ta đệ đệ hôm nay ở sau núi thượng lại hái chút dược liệu ngươi bên này thu sao hôm nay vừa vào cửa lý thu nguyệt không có trực tiếp ở lão đại phu bên người ngồi xuống ngược lại cười tủm tỉm thấu đi lên vừa thấy giống như là ở đánh ý đồ xấu lão đại phu ngẩng người hỏi ngươi đệ đệ ở trên núi hái chút cái gì dược liệu trở về nhân sâm cùng linh chi không nhiều lắm liền một chút lý thu nguyệt không có nửa điểm khách khí chạy nhanh từ trong túi đem đồ vật móc ra tới toàn bộ đều bãi ở lão đại phu trước mặt nhìn qua đích xác không nhiều lắm giống nhau cũng liền ba bốn cây nhưng người này tham cùng Linh Chi đều là quý giá đồ vật, một lần có thể lấy nhiều như vậy ra tới, đã rất có bản lĩnh. Lão Đại Phu Kinh rất cầm, vội hỏi, ngươi đệ đệ đây là mỗi ngày ở trên núi nơi nơi đào dược liệu sao? Thật cũng không phải. Lý Thu Nguyệt lược làm suy tư một phen, hắn chủ yếu là ở trên núi đi nhặt củi lửa, thấy được liền thuận tay nhặt về tới. Nhìn Lão Đại Phu sắc mặt càng đổi càng kỳ quái, Lý Thu Nguyệt ý thức được chính mình nói có chút không đúng. Vội vàng sửa miệng nói, này cũng không phải là một ngày nhặt về tới, mà là ở trong nhà tồn có chút nhật tử, ta nhìn đặt ở trong nhà cũng không phải biện pháp, liền một lần toàn bộ mang lại đây. Nghe không phải một lần nhặt về tới, lão đại phu biểu tình, lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Thuận đường cũng nhắc nhở Lý Thu Nguyệt, người đứng đắn sao có thể một lần lấy ra nhiều như vậy tốt nhất dược liệu ra tới. Xem ra, cũng có bảo sơn, nhưng này một chốc cũng giải quyết không ra đi. Này dược liệu ta nhưng thật ra có thể thu chính là giá cả lão đại phu có vẻ có chút do dự lý thu nguyệt tại đây chi chính thảo đường đại cũng coi như có chút nhật tử mỗi ngày cho hắn hỗ trợ không có công lao cũng có khổ lao đến nay mới thôi một cái tiền đồng không có bắt được không nói hiện tại lại đây bán dược liệu lão đại phu cũng ngượng ngùng ép giá nhưng giá cao thu dược liệu này nho nhỏ hiệu thuốc cũng không tiện chống đỡ đến khởi do dự hồi lâu lão đại phu cuối cùng đề nghị nói nếu không đem này hai dạng đến lúc đó cầm đi cấp huyện lệnh làm hắn tấp phu nhân bổ bổ thân mình lý thu nguyệt đánh giá một chút thật cũng không phải không được còn không có tới kịp nói đồng ý cửa hàng môn liền bị người đột nhiên một chút đẩy ra đại phu người cứu cứu nữ nhi của ta một phụ nữ trung niên một bên khóc một bên đỡ một nữ tử đi đến nhìn đến người tới lý thu nguyệt vội vàng xông lên đi trương đại nương trương tỷ tỷ thu nguyệt nha đầu trương đại nương ngốc một chút ngươi mau làm đại phu cứu cứu ngươi trương tỷ tỷ mau a à. nhìn trương hoa sen cả người là huyết mặt không có chút máu dựa vào trương đại nương trên vai lý thu nguyệt chạy nhanh hỗ trợ đem người đỡ đến bên cạnh trên giường hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm lão đại phu cũng không rảnh lo nam nữ có khác chạy nhanh duỗi tay bắt mạch nhìn xem đến tục cùng là tình huống như thế nào lý thu nguyệt đi lấy chút nước ấm nhẹ nhàng vén lên trương hoa sen trên người quần áo nhìn không được hít hà một hơi phóng nhãn nhìn lại trương hoa sen trên người tất cả đều là lớn lớn bé bé vết thương có chút nhìn qua liền biết có không ít năm đầu vết thương của thượng lại điệp không ít tân thương da tróc thịt bông rõ ràng là bị roi quất đánh đây là người nào làm lý thu nguyệt cắn răng hỏi trước đó vài ngày đụng tới thời điểm trương tỷ tỷ còn hảo sinh sôi ở cùng chính mình nói chuyện hiện tại lại tiếng khí không có hết giận nhiều nằm ở chỗ này nhìn qua liền làm người đau lòng vô cùng đại phu ta cầu xin ngươi cứu cứu nữ nhi của ta Nàng nhất định không thể có việc, nhất định không thể có việc. Lại nhiều bạc nhà của chúng ta đập nồi bán sắt cũng thò qua tới cấp ngươi, ngươi nhất định phải cứu cứu nữ nhi của ta. Trương đại nương không có nghe thấy Lý Thu Nguyệt nói, quỳ gối mép giường, cả người khóc cái không ngừng. Lão đại phu không có quản nhiều như vậy, vội vàng đứng dậy quay đầu lại khai dược, sợ chậm trễ thời gian, trên giường người liền kiên không được. Lý Thu Nguyệt đi theo cùng nhau triệu dược phòng bên kia đi đến, tùy tay lấy chút thuốc bột. Lão đại phu người bên này trước phối dược ta qua đi cấp trương tỷ tỷ trên người miệng vết thương xử lý một chút miễn cho mất máu quá nhiều hảo tình huống khẩn cấp lão đại phu cũng không có nhiều lời hết sức chuyên chú tìm chính mình yêu cầu dược liệu lý thu nguyệt bưng bồn nước ấm cùng trên tay thuốc bột đi trở về tới kéo trương đại nương trương đại nương đừng khóc chúng ta trước đem trương tỷ tỷ trên người thương xử lý một chút trương đại nương một bên khóc một bên gật đầu bò dậy sốt ruột hoảng hốt cởi bỏ trương hoa sen trên người xiêm y vừa mới chỉ là nhấc lên góc áo, liền thấy được không ít vết thương, hiện tại đem quần áo cởi, Lý Thu Nguyệt hai người đều cảm giác đầu quả tim rung lên. Trương Hoa Sen trên người không có một chút hoàn hảo không tổn hao gì địa phương, sở hữu làn da thượng toàn bộ đều là vết sẹo. Giống như là mấy năm nay, mỗi ngày đều ở gặp hành hung giống nhau. Lý Thu Nguyệt nhớ tới, ngày đó Trương Tỷ Tỷ thấy nhà mình phu quân khi trong mắt hoảng loạn cùng sợ hãi, đột nhiên minh bạch cái gì. Đáng chết, nàng ngày đó nếu là phát hiện thì tốt rồi. Nàng trong tay nhiệt khăn lông đụng tới trương hoa sen miệng vết thương khi, trên giường người, trong miệng phát ra một tiếng kêu rên. Rõ ràng là đau tới rồi cực hạn. Nhìn khuê nữ bị lớn như vậy khổ, Trương Đại Lương trực tiếp khóc hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ trong phòng loạn thành một đoàn. Chương 48 ông nói gà bà nói vịt. Lý Thu Nguyệt bên này cởi trương hoa sen quần áo, lão đại phu liền tính xứng hảo dược cũng không có phương tiện tiến vào. Trong phòng ba nữ nhân, một cái té xỉu trên mặt đất một cái hơi thở mong manh nằm ở trên giường, liền dư lại một cái lý thu nguyệt, vội đến. Chân không chạm đất. Thật vất vả đem trương đại nương kéo dài tới trên ghế, nàng vội vàng xoay người tiếp tục cấp trương hoa sen lau thân thể. Có đôi khi nhiệt khăn lông đụng tới miệng vết thương, nữ nhân ít hầu trung thấp giọng một chút, liền lại không có động tĩnh. Thật vất vả đem trương hoa sen trên người miệng vết thương toàn bộ xử lý một lần, Lý Thu Nguyệt sớm đã nhiệt đến mồ hôi đầy đầu. Nghĩ hảo sinh sôi một cái cô nương, bị đánh thành như vậy, nàng liền nhịn không được mắng, thật con mẹ nó là cái súc sinh. Cơ bản xử lý xong rồi, nàng vén rèm lên, đối với mặt sau dược phòng nói, lão đại phu, người bên kia dược chuẩn bị tốt sao? Xử lý tốt. Lão gia tử nhìn nàng một cái, cả người rõ ràng cũng thực phẫn nộ. Nghĩ đến cũng là, lão đại phu trong nhà nếu là có nữ nhi, hẳn là cùng trương tỷ tỷ tuổi tác không sai biệt lắm lớn nhỏ. Đương cha mẹ, dễ dàng nhất từ người khác trên người liên tưởng đến nhà mình qua qua. Nếu là tôn một dương hoặc là tôn tử đồng bị người khác mang đi, đánh thành như vậy đưa về tới. Lý Thu Nguyệt không dám tưởng chính mình sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng, khả năng so vừa mới trương đại nương còn muốn kích động đi. Chẳng sợ hai vị này, cùng chính mình không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Trương tỷ tỷ trên người miệng vết thương, ta đều dùng thuốc bột xử lý một chút, chẳng qua trương đại nương cảm xúc quá kích động, hôn mê bất tỉnh. Đương nương, nhìn nhà mình oa oa bị đánh thành như vậy, sao có thể không đau lòng. Lão đại phu một bên nói, một bên đem trước mặt chiên tốt dược đảo tiếng trong chén. Lý Thu Nguyệt nhân tiện lại đi đổ một chén nước ấm, hai người cùng nhau đoan vào nhà. Nam nữ có khác, vi dược chuyện này vẫn là giao cho Lý Thu Nguyệt. Chờ kia một chén tối ong chén thuốc, toàn bộ đều uy tiếng trương hoa sen trong miệng sau, bên cạnh trương đại nương cũng từ từ chuyển tỉnh lại. Trương đại nương, là trương tỷ tỷ phu quân đem nàng đánh thành như vậy sao? lý thu nguyệt nắm chặt nắm tay một bộ lập tức liền phải lao ra đi đánh người bộ dáng cái gì phu quân không phu quân đó chính là cái súc sinh năm đó ta thật là mắt bị mù cho rằng lần này cấp nhà mình nữ nhi tìm cái như ý lan quân không nghĩ tới nhà ta khuê nữ mấy năm nay ở bên ngoài bị nhiều như vậy khổ lời nói còn không có mở miệng trương đại nương liền khóc lên một bên khóc một bên mắng không biết là đang trách chính mình nhìn lầm rồi người vẫn là đang trách trương hoa sen phu quân hoàn toàn không phải người ngươi trước đừng khóc. Lão đại phu chạy nhanh khuyên đến, này khuê nữ trên người thương đều không nhẹ, tân thương điệp vết thương cũ, rơi xuống chút bệnh căng tử, phỏng chừng mặt sau muốn uống rất dài một đoạn thời gian dược. Uống liền uống đi, chỉ cần ta khuê nữ thân thể có thể hảo lên, uống bao lâu thời gian dược đều không quan trọng. Chính là này dược. Không tiện nghi, lão đại phu có chút khó xử. Nếu chỉ là một ngày hai ngày, tiện nghi chút đảo cũng thế, nhưng trương hoa sen trên người rơi xuống bệnh căng tử, không thể thiếu nhật tử tới điều trị một ngày một bộ dược ít nhất đến uống thượng non nửa năm liền tính lão đại phu là người tốt nguyện ý tiện nghi bán cho bọn họ này chi chính thảo đường cũng háo không dậy nổi thời gian dài như vậy trương đại nương nghe được lời này trên mặt biểu tình cũng bắt đầu có chút khó xử trương hoa sen là nhà bọn họ độc đinh mầm duy nhất một cái khuê nữ trong nhà có lại nhiều tiền cuối cùng cũng đều là nàng nhưng hôm nay thiên trên mặt đất loại hoa màu anh nông dân lại chỗ nào tới dư thừa tiền nhàn rỗi đâu chỉ có thể nói chính mình nhật tử quá đến cũng không tệ lắm ăn no mặc ấm liền đã là cố gắng lớn nhất này dược liệu nhà bọn họ là thật mua không nổi chờ ta gia khuê nữ tỉnh ta liền mang nàng trở về đi mặt sau dù sao nàng hiện tại cũng từ kia súc sinh trên tay liền đã trở lại mặt sau chúng ta mỗi ngày ở nhà ăn ngon uống tốt hầu hạ chậm rãi tổng có thể tốt trương đại nương thanh âm càng ngày càng nhỏ cuối cùng hoàn toàn biến thành đang an ủi chính mình. Bên cạnh đứng Lý Thu Nguyệt, nhìn có chút không đành lòng. Nếu là nằm ở chỗ này chính là người khác cũng liền thôi, đau lòng thì đau lòng, cùng chính mình không có gì quan hệ. Nhưng cố tình trương hoa sen lại là nàng từ nhỏ đến lớn bạn chơi cùng, càng là nơi trốn che chở nàng đại tỷ tỷ. Lại như thế nào tâm tàn nhẫn, nàng cũng không có biện pháp không quan tâm. Lý Thu Nguyệt tiến lên lôi kéo lão đại phu góc áo, ý bảo hắn đổi cái địa phương nói chuyện. Lão đại phu cầm lấy trên bàn đã không chén, xoay người liền hướng tới dược phòng đi đến. "Trương đại nương ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi theo lão đại phu cùng nhau, đi xem mặt sau rốt cuộc Trương tỷ tỷ yêu cầu dùng cái gì dược liệu, nếu là có tiện nghi, chúng ta cũng có thể nghĩ cách lẫn nhau thay thế một ít." Nàng vỗ vỗ Trương đại nương tay, an ủi. Đóng lại màn thời điểm, có thể thấy Trương đại nương đã ngồi ở mép giường, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve trương hoa sen mặt. Bên trong kia cô nương nội thương thực trọng, Phỏng chừng này đánh ăn đã nhiều năm. Nàng mới vừa một qua đi, lão đại phu liền nói ra nói như vậy. Trên mặt biểu tình phức tạp không thôi, đã đau lòng kia tiểu cô nương tao ngộ, đối mặt này dược tiền lại có chút không thể nề hà. Lý Thu Nguyệt nhìn hắn đôi mắt, nói, nếu là cứ như vậy làm Trương đại nương đem Trương tỷ tỷ mang về, nàng kia thân mình căng không được bao lâu. Lão đại phu gật gật đầu, tiểu cô nương gia gia, khả năng tạm thời nhìn không ra tới, thời gian dài này thân thể khẳng định một ngày so với một ngày kém. Đó là cùng ta cùng nhau lớn lên tỷ tỷ, ta không thể nhìn nàng, cứ như vậy trở về sống sờ sờ chờ chết. Sống sờ sờ chờ chết lời này, nghe đi lên giống như có chút quá mức. Nhưng mặc kệ là Lý Thu Nguyệt vẫn là lão đại phu, trong lòng đều rõ ràng, chỉ bằng trương hoa sen hiện tại trên người thương thế tới xem, nếu là không chạy nhanh dùng dược điều trị trở về, chờ lại lần nữa ngã xuống thời điểm, đó là thật sự ngã xuống. Không phải ta không nghĩ cứu này tiểu cô nương, mà là này dược liệu đích xác trân quý, ta có thể tiện nghi cho nàng một hai phó, nhưng không có khả năng vẫn luôn cho nàng tiện nghi đi xuống. Ta lấy đồ vật cùng ngươi đổi được không? Lý Thu Nguyệt không chút do dự nói. Nàng nơi đó có rất nhiều thảo dược, nếu là tại đây chi chính thảo đường nhiều đãi một ít nhật tử, về sau nhất định sẽ có càng nhiều không giống nhau thảo dược. Hiện tại liền có thể thấy 10 năm sau nhân sâm linh chi, về sau nói không chừng còn sẽ xuất hiện một ít càng tốt bảo bối. Lấy vật đổi vật, đây là ai đều không lỗ mua bán. Lão đại phu bị nàng này đề nghị đã động, hơi chút do dự một chút, hỏi: "Ngươi chuẩn bị dùng cái gì cùng ta đổi?" "Ta hôm nay buổi sáng mang cho ngươi nhân sâm cùng linh chi, có thể chứ?" Lý Thu Nguyệt nói lời này cũng có chút không tự tin, rốt cuộc lão đại phu đã ở nhân gia Trương đại nương trước mặt nói, này dược liệu cực kỳ trân quý. Nàng thật đúng là không biết, này dược liệu rốt cuộc là có bao nhiêu trân quý. Vạn nhất chính mình nhân sâm cùng linh chi còn chưa đủ đâu. Ngươi nếu là nguyện ý bắt người tham cùng linh chi lại đây nói, kia này dược thật đúng là không tính là cái gì. Lão đại phu nở nụ cười, rốt cuộc này phúc dược, quý liền quý ở bên trong linh chi cùng nhân sâm. A. À, Lý Thu Nguyệt lập tức mắt choáng váng, cho nên chúng ta rối rắm nửa ngày, chính là ở rối rắm cái này. Chương 49 người ngoài. Tiểu nha đầu, tuy rằng ta không biết ngươi kia dược liệu là như thế nào tới, nhưng ngươi nếu có thể nói ra lời này, phỏng chừng nhà ngươi hẳn là còn có không ít lão đại phu lời này vừa ra lý thu nguyệt trong lòng lộc bột một chút trong nhà nàng nhưng thật ra không có gì dược liệu nhưng trong không gian kia thật là muốn nhiều ít có bao nhiêu đến cũng coi như không thượng nhiều bất quá là trong nhà đệ đệ đi trên núi nhặt củi lửa thời điểm có đôi khi sẽ gặp được một ít thôi nàng ánh mắt né tránh nói ngươi này dược liệu như thế nào tới ta đảo cũng không cần thiết hỏi ngươi nguyện ý lấy đồ vật tới cứu người đó là tốt nhất bất quá sự tình khi lão đại phu, này dược liệu bên trong, nhân sâm cùng linh chi ta sẽ cho ngài, ngài chỉ dùng tìm trương đại nương thu, mặt khác dược liệu giá cả thì tốt rồi. Xem đối phương không có truy vấn, nàng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều. Rốt cuộc về này dược liệu lai lịch, nếu là thật muốn đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, nàng liền tính là đem toàn bộ sau núi đều lật qua tới, cũng chưa chắc có thể tìm được nhiều như vậy linh chi hoặc là nhân sâm. Hai người thương lượng hảo sau, một lần nữa trở lại trương đại nương trước mặt phụ nhân giờ phút này khóc đến hai con mắt giống như quả đào, còn là ngăn không được thương tâm. Nhìn đến loại này cục diện, Lý Thu Nguyệt trong lòng cũng toan lên. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đổi ai ai hiện tại cũng bình tĩnh không xuống dưới. Nàng đột nhiên nghĩ tới một việc, hỏi, "Trương đại nương ngươi ở chỗ này nói, kia Trương đại thúc đâu?" Hơn nữa này đánh Trương tỷ tỷ nhân tra, các ngươi chẳng lẽ không có đem hắn đưa đến quan phủ đi sao? Lời này nói chưa dứt lời, nhắc tới tới lúc sau Trương Đại Nương khóc rõ ràng càng thương tâm. Ngươi Trương Đại Thúc. Ngươi Trương Đại Thúc cùng tên cặn bã kia đánh lên, hiện tại hai người bọn họ đều bị quan phủ cấp bắt đi, nếu không phải ngươi Trương Tỷ Tỷ thương quá nặng, ta đều hận không thể đi lên đem kia nhân ra một đao thọc chết. Trương Đại Thúc cùng tên cặn bã kia đánh nhau rồi. Lý Thu Nguyệt có chút hoài nghi chính mình lỗ tai. Phải biết rằng, Trương Hoa Sen chính là từ xuất giá tới nay, liền không còn có hồi quá nhà mẹ đẻ. Trương Đại Thúc cùng Trương Đại Nương Phu Thê, ngày thường cũng không phải thích hướng chợ thượng xem náo nhiệt người nói cách khác đối với nhà mình nữ nhi hiện trạng hai người bọn họ xem như một mực không biết lại sao có thể trực tiếp cùng trương tỷ tỷ phu quân đánh lên tới hôm qua trong thôn thiết ngưu tới chợ thượng làm hàng tết thời điểm gặp được nhà ta khuê nữ nói nhìn nha đầu này một người trốn ở góc phòng khóc trương đại nương một phen nước mũi một phen nước mắt nói ta cùng ngươi trương đại thúc suy nghĩ chuyện này không có khả năng nhà mình khuê nữ đều đến này phụ cận sao có thể không trở về nhà nhìn xem, cho nên hôm nay chuyên môn đến chợ đi lên tìm xem, có phải hay không thiết ngư nhìn lầm rồi. Sau đó các ngươi liền thấy Trương Tỷ Tỷ ở trong góc khóc. Lý Thu Nguyệt công lưng, xem xét một chút Trương Hoa Sen tình huống. Trên người miệng vết thương xử lý hảo, lại uống lên chút dược, cả người hơi thở đều vững vàng rất nhiều. Chỉ là cho tới bây giờ, vẫn luôn đều không có tỉnh lại dấu hiệu thôi. Nếu là chỉ là thấy nha đầu này ở trong góc khóc, Chúng ta đảo cũng không đến mức đi lên cùng kia nhân tra đánh lên tới. Nói đến nơi đây, Trương đại nương cả người nghẹn ngào trụ, một hơi không thể đi lên cũng hạ không tới. Lý Thu Nguyệt nhìn trong lòng sốt ruột, lại không dám mở miệng thúc giục, chỉ có thể đi theo ngồi ở một bên. Nhìn này một phòng nữ nhân, lão đại phu yên lặng lui đi ra ngoài, ngồi ở dược phòng bên kia, tiếp tục tiếp đãi mặt sau người bệnh. Qua một hồi lâu thời gian, Trương đại nương lúc này mới hoãn lại đây, tiếp tục nói ta cùng ngươi trương đại thúc vừa đến chợ phụ cận, xa xa liền thấy có cái nam nhân ở lấy ngón cái thô nhánh cây ở trường một nữ nhân, muốn đi ngăn trở, mới phát hiện này bị đánh. Này bị đánh thế nhưng là nhà mình khuê nữ. Nói đến nơi đây, mặt sau đã xảy ra cái gì, Lý Thu Nguyệt liền cũng có thể đoán được. Cái nào đương cha, có thể trơ mắt nhìn nhà mình khuê nữ bị đánh. Chỉ là đáng thương trương đại nương phu thê hai người, mấy năm không gặp khuê nữ, lại một chạm mặt, thế nhưng là như thế cục diện. Trương Đại Nương ngươi không cần lo lắng, Trương Đại Thúc sẽ không có sự tình gì, chờ Trương Tỷ Tỷ thân thể hảo, Trương Đại Thúc cũng liền đã trở lại. Lời nói là như thế này nói, nhưng Lý Thu Nguyệt chính mình trong lòng cũng không có yên lòng. Trước cuộc này động thủ, hai người đều thoát không được can hệ, và quan phủ đến tột cùng ai đúng ai sai, kia hoàn toàn đến xem quan phủ ý tứ. Nếu là mặt trên người thông tình đạt lý, hiểu biết tiền căn hậu quả lúc sau, Trương Đại Thúc khả năng sẽ bị bình an không có việc gì thả ra. Nếu là quan lão gia thiếp diện vô tư, chỉ biết việc nào ra việc đó, khi hai người không tránh được đều phải chịu một đống da thịt chi khổ. Liền ở nàng còn chuẩn bị tiếp tục nói cái gì đó tới hòa hoãn không khí khi, trương hoa sen thanh âm từ bên cạnh khinh phiêu phiêu truyền đến. Nương! Ai, trương đại nương vội vàng nhéo tay nàng, nương ở, ngươi có cái gì ủy khuất cùng nương nói, nương đều nghe đâu. Mới vừa ngừng nước mắt, theo trên giường trương hoa sen tỉnh lại, lại lần nữa bừng lên. Nhân gia mẹ con say rượu, lý thu nguyệt tự nhiên cũng không cần thiết ở chỗ này tiếp tục chướng mắt vừa đến dược phòng bên này liền nhìn lão đại phu đang ở cấp một vị lão thái thái khai dược lão thái thái vẫn luôn dùng khăn che miệng khụ cái không ngừng trên mặt mang theo một chút không bình thường ửng hồng chẳng sợ không có bắt mạch lý thu nguyệt cũng có thể đoán cái đại thái này tất nhiên là tuổi lớn thời tiết quá lãnh nhiễm phong hàn ngươi như thế nào ra tới lão đại phu trong tay động tác không có dừng lại Lời này rõ ràng là đối với Lý Thu Nguyệt nói. Trương tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh, các nàng mẹ con hai người thời gian dài như vậy không gặp, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, ta một ngoại nhân, ở bên trong không thích hợp. Không phải nói đó là cùng ngươi cùng nhau từ nhỏ lớn lên tỷ tỷ sao, như thế nào hiện tại lại ngược lại nói chính mình là người ngoài. A, à, Lý Thu Nguyệt cười khẽ một tiếng, không nói gì. Ở Trương Hoa Sen nơi đó, các nàng thật là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, nhưng là ở Trương Đại Nương nơi đó, lý thu nguyệt chung quy vẫn là trong thôn cái kia không học vấn không nghề nghiệp lưu manh du côn tuy nói ngày thường trương đại nương đối nàng đảo cũng không giống như là lý đại cường người một nhà như vậy vô cớ gây rối nhưng cũng không thể nói có bao nhiêu thân mật nhiều lắm chỉ có thể nói là lẫn nhau không liên quan thấy nàng không nói lời nào lão đại phu cũng không có tiếp tục hỏi cái gì này chi chính thảo đường lui tới người rất nhiều hắn cái dạng gì người đều gặp qua có chút lời nói không cần phải hoàn toàn nói ra chỉ là trên mặt biểu tình lão đại phu cũng có thể đoán được một vài đem lão thái thái dược khai hảo sau khó được không có mặt khác người bệnh tới cửa lão đại phu một bên kiểm kê dược phòng dư lại dược liệu một bên hỏi người phía trước không phải nói trong nhà đệ đệ chân bị thương sao hiện tại thế nào hắn không nói lý thu nguyệt thiếu chút nữa đều đã quên lần trước lấy về đi dược đã uống không sai biệt lắm chân khôi phục một ít nhưng trước mắt còn không thể đứng lên đi đường đợi lát nữa đi thời điểm làm phiền lão đại phu ngài lại khai mấy phó. Còn không đợi hắn mở miệng hỏi, Lý Thu Nguyệt vội vàng lại bổ thượng một câu, ta mang theo tiền, ngài yên tâm. Không phải có tiền hay không vấn đề, ngươi đệ đệ quan ngã chân ở trong nhà nghỉ ngơi, đứng dậy không nổi, vậy ngươi này thảo dược. Nhà ta lại không ngừng một cái đệ đệ. Lý Thu Nguyệt không có nữa. Điểm ngượng ngùng. Chương 50 độc thân từ trong bụng mẹ. Lão đại phu nhìn nàng, biểu tình trong lúc nhất thời có chút phức tạp. Vậy ngươi té bị thương chân cái kia đệ đệ, nên sẽ không chính là bởi vì lên núi thải thảo dược, cho nên mới như vậy đi. Thật cũng không phải vì thải thảo dược, chủ yếu là thời tiết lạnh, yêu cầu ở trên núi nhặt chút củi lửa, thảo dược loại đồ vật này sao, đều là nhân tiện. Trải loại này dối, Lý Thu Nguyệt đó là nửa điểm đều không có do dự. Như vậy Lãnh Thiên, nhà ai không cần đi ở nông thôn nhặt củi lửa đâu. Dược liệu loại đồ vật này chỉ có thể nói là nhà bọn họ vận khí tốt, có thể nhặt được thôi. Ngươi! Lão đại phu còn tưởng tiếp tục hỏi cái gì, Lý Thu Nguyệt vội vàng đánh gãy hắn. Nhiều lời nhiều sai, vốn dĩ chính là nói dối pha trò sự tình, nếu là một không cẩn thận bị người bắt được dấu vết, nàng nhưng không nghĩ bị coi như yêu nữ bắt lại. Sắc trời cũng không còn sớm, nhà ta còn có đệ đệ yêu cầu chiếu cố, lão đại phu ngươi đem dược liệu trảo hảo, ta cũng hảo sớm chút về nhà. Các ngươi trong thôn người không còn ở bên cạnh trong phòng sao, ngươi không đợi các nàng cùng nhau. Chờ các nàng cùng nhau. Chê cười, này Trương tỷ tỷ bị thương như vậy trọng, có thể nhanh như vậy tỉnh táo lại, đã là tốt nhất bất quá sự tình, một chốc một lát Giang còn tưởng rời đi nơi này. Không được không được. Lý Thu Nguyệt lắc đầu, nhưng gia mẹ con hai người sự tình, không cần phải ta loại này người ngoài nhúng tay, làm phiền lão đại phu hảo hảo chiếu cố các nàng một chút, nhưng Trương tỷ tỷ thương hảo chút lúc sau các nàng sẽ tự rời đi. Lời này tuy rằng không có gì tật xấu, nhưng nghe đi lên tổng làm người cảm thấy giống cái không phụ trách nhiệm phủi tay trưởng quầy. Xem cô nương này không muốn nói, lão đại phu tự nhiên cũng sẽ không vẫn luôn truy vấn đi xuống, tay chân lanh lẹ đem dược xứng hảo, liền đưa cho Lý Thu Nguyệt. Uống thuốc hoa ngoài da, chính người hẳn là cũng biết như thế nào làm. Cảm ơn. Nói xong tạ sau, Lý Thu Nguyệt sách theo trên tay đồ vật liền mau chân hướng ra đuổi. Nên nói không nói, Tuy rằng nàng còn không có thành thân, nhưng xem này Trương Hoa Sen tao ngộ, Lý Thu Nguyệt trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bóng ma. Trở về nhất định phải hảo hảo xem xem, Tôn Mộc Dương có phải hay không cái ái đánh người chủ. Nghĩ đến đây, Lý Thu Nguyệt dưới chân bước chân dừng một chút. Tương lai phu quân tưởng ai không tốt, như thế nào cố tình liền nghĩ đến hắn Tôn Mộc Dương trên người. Tên kia suốt ngày miệng không che chắn, trừ bỏ làm giận, cũng chỉ có gương mặt kia lớn lên đẹp. Muốn nàng nói, toàn bộ trong thôn trừ bỏ Lý Đại Cường, kỳ thật mỗi người đều so Tôn Một Dương nhìn qua càng thích hợp sinh hoạt. Nhưng cố tình, tưởng tượng đến tương lai hôn phu, Lý Thu Nguyệt liền sẽ theo bản năng nhớ tới Tôn Một Dương. Này! Hẳn là chính là động tâm đi. Làm một cái hơn 20 tuổi, nhưng không có nói qua luyến ái mẫu thai độc thân cẩu, cho dù là xuyên qua lúc sau, Lý Thu Nguyệt đối đãi cảm tình, trong lòng cũng có chút không có yên lòng. Trong đầu bay nhanh đem trong khoảng thời gian này, hai người chi gian phát sinh sự tình qua một lần nàng ngoài ý muốn phát hiện giống như cũng không có gì không giống nhau tính thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi một bước tính một bước đi liền tính ngươi thích nhân gia nhân gia cũng chưa chắc thích ngươi nàng chính mình cũng tưởng không rõ lúc trước vì cái gì muốn nói ra chờ tôn một dương chân hảo liền thả bọn họ huynh đệ hai người đi nói nếu là chưa nói lời này bọn họ còn có thể tại cùng nhau nhiều đãi một đoạn thời gian nói không chừng còn có thể lâu ngày sinh tình Nói cách khác, chỉ cần thời gian trường, chính mình gầy xuống dưới, nói không chừng cũng là cái mỹ nhân phôi. Đối với tương lai phu quân ảo tưởng, Lý Thu Nguyệt gợi lên khóe miệng, trong lòng lại có chút chua sót. Thật vất vả xuân tâm manh động, cuối cùng vẫn là không có biện pháp thoát khỏi độc thân từ trong bụng mẹ, này còn không bằng không tâm động. Tẩu tẩu. Nhìn Lý Thu Nguyệt trên tay sách theo đồ vật trở về, tôn tử đồng kích động vọt đi lên. Tuy rằng trên tay ông nàng chân, nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn chầm chầm Lý Thu Nguyệt trong tay đồ vật. Khi đáng yêu bộ dáng, sợ người khác nhìn không ra tới hắn tham ăn tâm thái. Đừng kích động như vậy, ta hôm nay mang về tới chính là ca ca ngươi dược, đã quên cho ngươi cái này tiểu gia hỏa mang ăn. Lý Thu Nguyệt nói lời này khi, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Chỉ nhớ rõ đau lòng trương hoa sen tao ngộ, tưởng sớm một chút trở về nhìn xem, nhưng đã quên trong nhà còn có cái tiểu thèm miêu đang chờ. Nghe được nàng không mang ăn trở về, Tôn Tử Đồng trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Tôn Mộc Dương đang hỏi một câu, hôm nay có phải hay không gặp được chút sự tình gì? Ngươi như thế nào trở về sớm như vậy? Ngươi nói lời này, là ở quan tâm ta an nguy, sợ ta ở bên ngoài gặp được sự tình gì, vẫn là cảm thấy ta trở về quá sớm, có chút chướng mắt. Lý Thu Nguyệt nhìn hắn, ngữ khí có chút kẹp dao giấu kiếm. Đặc biệt là hiện tại nhìn Tôn Mộc Dương mặt, lại nghĩ đến về sau hắn sẽ nên thú mặt khác nữ tử, nàng liền cảm thấy trong lòng có chút chua lòng. Công một dương bị nàng nói sửng sốt, khiếp mắt hỏi, người hôm nay như thế nào nói chuyện như vậy kỳ quái? Ta nói chuyện kỳ quái sao? Ta ngày thường không đều là cái dạng này sao? Công tử đồng lôi kéo nàng góc áo, khi còn nhỏ nói, tẩu tẩu, người hôm nay có phải hay không bị khách nhân mắng? Nếu như bị khách nhân mắng nói, người có thể mắng vài câu đồng đồng tới bình phục một chút, không cần không vui. Nho nhỏ một khuôn mặt thường, còn mang theo vài phần thấy chết không sờn quyết tuyệt. Loại này tương phản cảm nhìn qua, nhưng thật ra mạc danh đáng yêu. Trong lòng bực bội, cũng đi theo tan thành mây khói. Cố tình tôn một dương cái không có mắt, ở bên cạnh đánh ra, ngươi tẩu tử nếu là ở bên ngoài ăn mắng, khẳng định lúc ấy liền mắng đi trở về, hiện tại trở về mắng ngươi, nghe không được hai câu, ngươi sợ là khóc so với ai khác đều thương tâm. Tẩu tẩu, tôn tử đồng miệng một chút liền bẹp đi xuống, ca ca hắn khi dễ ta. Không biết khi nào, nguyên bản đối lý thu nguyệt sợ hãi giống như mảnh hổ giả thú giống nhau tiểu gia hỏa hiện tại thế nhưng cũng chủ động học được hướng nàng làm nũng nếu ca ca ngươi khi dễ ngươi chúng ta đây hai cùng nhau khi dễ trở về thế nào lý thu nguyệt triều hắn làm mặt quỷ công tử đồng ngươi cũng đừng quên ngươi là ta đệ đệ ngươi hiện tại nếu là đi theo hắn cùng nhau khi dễ ta ta liền lý thu nguyệt quay đầu đi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái hung tợn nói ngươi liền thế nào ngay trước mặt ta Hiện tại ngươi chính là ăn ta dùng ta, chẳng lẽ còn tưởng ở ta này xoay người đương địa chủ? Xoay người đó là không có khả năng, phiên mặt còn kém không nhiều lắm. Công một dương chính mình nói thầm hai câu. Vốn tưởng rằng việc này cứ như vậy phiên thiên, kết quả tôn tử đồng đối với khi dễ nhà mình ca ca sự tình, giống như thập phần ham thích. Mắt trong mông truy vấn, tẩu tẩu, chúng ta đây như thế nào khi dễ ca ca? Nếu không, buổi tối không cho hắn ăn cơm. Lý Thu Nguyệt vuốt cầm cảm thấy đây là một cái trừng phạt người ý kiến hay dù sao một đốn không ăn nhiều lắm chính là ai chịu đói đảo cũng đói không ra cái gì tật xấu không được không được tiểu gia hỏa đầu diêu giống như cuộn sống ca ca hiện tại trên người còn có thương tích không thể đói bụng xem đệ để giúp chính mình nói chuyện tôn một dương đầy mặt vui mừng gật đầu còn không có vui vẻ đến ba giây tôn tử đồng tiếp theo câu nói liền giống như một chậu nước đá từ đầu đổ xuống nếu ca ca như vậy chán ghét uống dược nếu không chúng ta đem. Dược cùng cơm chiều quấy ở bên nhau cấp ca ca ăn. Chương 51 tính toán. Tiểu gia hỏa lời kia vừa thốt ra, Tôn Ngọc Dương trong lòng rác rưỡi ái Nga một cái thật lạnh thật lạnh. Vốn tưởng rằng nhà mình đệ đệ cùng chính mình là một đám, kết quả ở không biết khi nào khởi, Tôn Tử đồng thế nhưng cùng Lý Thu Nguyệt thành một đám. Thậm chí hố khởi chính mình tới, một chút đều không nương tay. Ngươi chính là như vậy đối đãi chính mình ca ca chính là sao, Tôn Tử Đồng tôn một dương nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Thu Nguyệt không chút do dự đem tiểu gia hỏa kéo đến chính mình phía sau, nghiêm trang nói, ta cảm thấy ngươi cái này kiến nghị phi thường đến hảo, bất quá người nào đó rõ ràng muốn đánh ngươi, làm sao bây giờ? Tẩu tẩu ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Tôn tử đồng chấp chính mình cặp kia xinh đẹp mắt to. Nhìn hai người kia kẻ sướng người họa, tôn một dương dứt khoát quay đầu đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Đương nhiên, Lý Thu Nguyệt lời này cũng chỉ bất quá là nói nói mà thôi, thật muốn làm nàng đem này hai dạng đồ vật quậy với nhau cấp tôn một dương ăn nàng vẫn là luyến tiếc chủ yếu là luyến tiếc chính mình mang về tới những cái đó dược liệu ăn cơm khi bưng chính mình trong tay chén lý thu nguyệt vẫn là nhịn không được thuận miệng đề ra một miệng ta hôm nay gặp được thơ ấu cùng nhau lớn lên trương tỷ tỷ trương tỷ tỷ tôn một dương mê mang một chút ta giống như chưa từng có nghe ngươi nhắc tới quá cũng không có gặp qua phục trương tỷ tỷ đều đã xuất giá hai năm ngươi sao có thể thấy được đến đâu? Lý Thu Nguyệt bị hắn chọc cười, vừa mới trong lòng dâng lên kia một mặt khó chịu, cũng đi theo biến mất không thấy. Khi thời gian dài như vậy không thấy, các ngươi hai người chi gian hẳn là có rất nhiều lời muốn nói đi. Tiểu cô nương gia gia, lại là cùng nhau lớn lên, khẳng định có rất nhiều tiếng nói chung. Tôn một Dương mặt mày tràn ngập ý cười. Đích xác có rất nhiều tưởng lời nói, chính là có chút lời nói không biết hẳn là nói như thế nào khởi. Lý Thu Nguyệt cúi đầu, cả người có vẻ có chút quẻ oải. trương tỷ tỷ bị thương, có thể nhặt về một cái mệnh, cũng đã là một kiện thiên đại chuyện tốt. tự nhiên không có thời gian cùng nàng lưu những cái đó thơ ấu sự tình. nhưng cho dù là không có bị thương, cả người em đẹp trở lại trong thôn, lý thu nguyệt cũng không biết ở nàng trước mặt hẳn là như thế nào mở miệng. rốt cuộc nàng lại như thế nào nỗ lực đối với quen thuộc nguyên chủ người tới nói, nàng đều là một cái thay thế phẩm. chỉ là nàng này phân quẻ oải, ở tôn một dương trong mắt lại là một loại khác ý tứ trên mặt hắn tươi cười dần dần biến mất thanh âm trầm thấp hỏi là bởi vì ta sao a à, hiện tại trong thôn người đều biết ta là phu quân của ngươi nhưng kia dù sao cũng là cùng ngươi cùng nhau từ nhỏ chơi đến đại người đối mặt nàng thời điểm ngươi hẳn là sẽ ăn ngay nói thật đi câu một dương đè nặng thanh âm ngươi có hay không nghĩ tới đối một cái cô nương gia tới nói trong sạch là chuyện quan trọng nhất ngươi nói cái gì nữa a à? lý thu nguyệt đầy mặt ngốc Ta nói có chút lời nói không biết nói như thế nào là bởi vì trương tỷ tỷ phu quân là cái vương bát đảng, đem nàng đánh đến hơi thở thoi thóp bị trương đại nương đưa đến chúng ta nơi này ngươi nghĩ đến địa phương nào đi a à, ta nói chính là chờ ta chân hảo về sau mang theo đồng đồng đi rồi ngươi làm sao bây giờ Công một dương đột nhiên cúi đầu liên quan lỗ tai đều đỏ lên không có việc gì cùng lắm thì chính là các ngươi đi rồi về sau trong thôn những cái đó trường miệng bà bà mụ mụ nhóm không có việc gì nhiều nhắc mãi vài câu, nói ta bị nam nhân nhà mình ném bái. Lý Thu Nguyệt nhúng nhúng vai, cả người đều là một bộ không sao cả bộ dáng. Không được, ta đây ở những người đó trong mắt, chẳng phải là thành một cái không phụ trách nhiệm nam nhân. Vậy làm cho bọn họ cho rằng bái, dù sao ngươi đi rồi, khẳng định cũng sẽ không lại trở về, quản bọn họ nói như thế nào ngươi đâu. Lý Thu Nguyệt mắt trợn trắng, như thế nào, đều đã ở bên ngoài chạy trốn, còn để ý cái nhìn của người khác sao. Tôn Mộc Dương bị nàng lời này nói á khẩu không trả lời được, trên lỗ tai đỏ ửng lại trước sau vô pháp rút đi. Ca ca, chúng ta không đi được không? Tôn Tử Đồng nhìn xem Lý Thu Nguyệt, lại nhìn xem nhà mình ca ca. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng, tràn ngập không tha cùng ủy khuất. Có đi hay không, không phải ta có thể quyết định. Nhìn nhà mình đệ đệ ủy khuất bộ dáng, Tôn Mộc Dương đau lòng xoa xoa hắn đầu, nhưng càng có rất nhiều bất đắc dĩ. Được rồi, ta biết các ngươi hai cái ở suy xét cái gì. Lý Thu Nguyệt thở dài, ta trên cơ bản không chuẩn bị ở cái này trong thôn tiếp tục đãi đi xuống, chờ các ngươi đi rồi về sau, ta liền sẽ từ nơi này dọn đi, khả năng còn chờ không đến các ngươi đi, ta liền phải mang theo các ngươi đi rồi. Dọn đi. Công Mộc Dương cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi từ đâu ra như vậy nhiều tiền. Ngươi cho rằng ta trong khoảng thời gian này, kiếm tiền đều đi nơi nào. Chẳng lẽ toàn bộ đều lấy tới ăn. Nói lời này khi, Lý Thu Nguyệt trên mặt biểu hiện nhiều ít có chút vô ngữ tuy rằng trong khoảng thời gian này ở ăn uống chi phí thượng đích xác hoa không ít tiền nhưng kiếm tiền rõ ràng sau này càng nhiều tôn mộc dương trên mặt hiện lên mục tiêu uể oải cho nên mặc kệ ta có thừa nhận hay không là phu quân của ngươi kỳ thật đối với ngươi mà nói ảnh hưởng đều không lớn phải không a à. lý thu nguyệt cẩn thận tự hỏi một chút ở cái này trong thôn mọi người đều cho rằng ngươi là của ta phu quân nhưng từ nơi này rời khỏi sau chúng ta cắt đi các lộ chẳng lẽ không hảo sao khá tốt cho nên ngươi vừa rồi cùng ta nói, thấy được người kia, là có ý tứ gì? Tôn Mộc Dương không có liền này một cái đề tài tiếp tục dây dưa đi xuống, ngược lại chủ động nhắc tới Lý Thu Nguyệt ban đầu nói. Trương Tỷ Tỷ sao? Không đề cập tới nàng thiếu chút nữa liền đã quên, chính mình nguyên bản tưởng lời nói. Ta là tưởng nói thời buổi này, kỳ thật dựa nam nhân cũng chưa chắc đáng tin, lúc trước Trương Tỷ Tỷ xuất giá thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy đó là vị như ý lan quân, ai biết mấy năm nay, trương tỷ tỷ thế nhưng bị nhiều như vậy khổ. Nàng làm sao vậy? Lý Thu Nguyệt cũng không có phát hiện, Tôn Mộc Dương biểu hiện có chút hứng thú thiếu hụt. Ngược lại tiếp tục kích động nói, từ xuất giá tới nay, hơn 2 năm thời gian, trương tỷ tỷ mỗi ngày đều ở ai nam nhân kia đánh, ngươi cũng không biết, trên người nàng cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh hảo thịt. Nhắc tới việc này Lý Thu Nguyệt liền tới khí, rõ ràng như vậy tốt một cái cô nương, thế nhưng rơi vào như thế kết cục. Này còn hảo là bị người phát hiện, cho dù nói cho Trương Đại Nương cùng Trương Đại Thúc, nếu là vẫn luôn không ai biết, không chừng ngày nào đó Trương Tỷ Tỷ bị người đánh chết, cha mẹ còn tưởng rằng nàng ở bên ngoài hưởng thanh phúc, thế cho nên đã quên về nhà. Ân, Tôn Mộc Dương gật gật đầu, không có liền cái này đề tài tiếp tục nói tiếp. Chỉ là đánh người thôi, hắn gặp qua sau này càng tàn khốc thế giới. Thẳng đến Lý Thu Nguyệt câu kia, ta nói người lớn lên như vậy xinh đẹp, về sau thành thân, sẽ không cũng như vậy đối đãi chính mình nương tử đi. Sao có thể? Tôn Mộc Dương một cái kích động, mượn dùng cánh tay lực lượng, cả người đi lên một bộ phận. Nếu không phải lực lượng không đủ, Lý Thu Nguyệt hoài nghi hắn hiện tại khả năng đã đứng lên. Giây tiếp theo, Tôn một Dương thẳng tắp mà ngã xuống. Ca, ca Tôn Tử Đồng trừng lớn hai mắt. Chương 52 độc phát. Này đột nhiên phát sinh biến hóa, sợ tới mức Lý Thu Nguyệt cũng có chút không. Biết làm sao. Cũng may tay mắt lanh lẹ, ở Tôn một Dương ngã xuống đi trong nháy mắt kia, nàng chính mình vọt qua đi, dùng chính mình cánh tay hỗ trợ giảm sóc một chút, lúc này mới không làm tôn một dương trực tiếp đầu hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Vừa mới còn cười tủng tiễn tôn tử đồng, giờ phút này đã bị này biến cố cấp sợ tới mức khóc ra tới, tẩu tẩu, ca ca đây là làm sao vậy? Khóc đồng thời, còn gắt gao che lại miệng mình, sợ chính mình khóc thanh âm quá lớn, ảnh hưởng đến Lý Thu Nguyệt kiểm tra. Không biết, ta trước nhìn kỹ hẳn nói. Lý Thu Nguyệt một bên nói, một bên căng ra tôn một dương đôi mắt, cẩn thận xem xét trong phòng củi lửa thiêu đủ đối mặt người bệnh nàng cũng bất chấp nhiều như vậy trực tiếp động thủ liền bắt đầu giải tôn một dương quần áo tiểu gia hỏa biết nàng sẽ y thuật hiện tại khẳng định cũng sẽ không hại chính mình ca ca thò lại gần đi theo lý thu nguyệt cùng nhau tay chân lanh lẹ đem chính mình ca ca quần áo toàn bộ cởi bỏ đương kia cơ bắp đường công rõ ràng nửa người trên xuất hiện ở chính mình trước mắt khi lý thu nguyệt hít hà một hơi nếu là ở ngày thường thấy dáng người tốt như vậy nam nhân nàng đã sớm nước miếng nhất lưu ba ngàn dặm nhưng tôn một dương hiện tại trừ bỏ đường công rõ ràng cơ bắp càng thêm dẫn người chú một chính là mặt trên bò kia mấy cái giống như rắn độc giống nhau màu tím kinh mạch cho dù là người ngoài nghề chỉ dùng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới người này trúng độc ca ca trên người đây là cái gì tôn một dương rõ ràng cũng bị dọa tới rồi ở bên cạnh nghẹn ngào hỏi hắn này một mở miệng đem lý thu nguyệt từ trong thất thần kéo lại nàng xoay người không có bất luận cái gì dấu hiệu liền bắt đầu bái tôn tử đồng trên người quần áo. Lúc trước cấp này huynh đệ hai người mua quần áo mới thời điểm, chỉ là làm cho bọn họ đổi đi bên ngoài kia kiện khắp nơi gió lùa còn rách tung tóe áo bông, bên trong áo trong từ đầu tới đuôi đều không có chú ý quá. Nếu là lúc ấy nàng hào phóng một chút, đem bọn họ trong ngoài sim y đều phải đổi cái biến, có phải hay không đã sớm phát hiện. Đang hối hận vô cùng tâm tình trung, Lý Thu Nguyệt túng khai tôn tử đồng sim y. Nhìn tiểu gia hỏa trơn bóng như ngọc giống nhau ngực, nàng lúc này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra cũng may không phải huynh đệ hai cái toàn bộ đều trúng độc tẩu tẩu ta lý thu nguyệt đánh gãy hắn nhẹ nhàng xoa xoa tiểu gia hỏa đầu nói ngươi không có việc gì không cần lo lắng nhưng là ca ca ngươi trúng độc ta đi trấn trên cho hắn mua chút giải độc thảo dược trở về nàng cao mày nói chuyện đồng thời đem tiểu gia hỏa cùng trên mặt đất tôn một dương quần áo lại còn nguyên mà khấu trở về ngày mùa đông trong phòng củi lửa thiêu lại vượng không hảo hảo mặc quần áo khẳng định vẫn là muốn sinh bệnh chính là hiện tại đi trấn trên trở về có phải hay không liền rất chậm công tử đồng tuy rằng tuổi tác tiểu nhưng cũng không phải cái ngốc tử này mới vừa ăn cơm chiều bên ngoài thiên đã nhiễm vài phần ảm đạm lý thu nguyệt hiện tại đi ra cửa chợ thường liền tính dưới chân bước chân lại mau tới rồi khẳng định cũng đã trời tối càng đừng nói trở về đồng đồng nghe lời ở nhà chiếu cố hảo chính mình cùng ca ca hiện tại đã có điểm chậm lại không ra khỏi cửa, đợi lát nữa chợ thượng dược phòng đều đóng cửa, càng là một chuyến tay không. Chính là, tôn tử đồng có chút không biết làm sao. Một bên là khả năng khuya khoắt đều cũng chưa về, trên đường tràn đầy nguy hiểm tẩu tẩu, một bên là trúng độc té xỉu trên mặt đất, sinh tử chưa biết nhà mình ca ca. Mặc kệ nói cái gì, luôn là có người muốn trả giá chút cái gì. Nếu đợi lát nữa ca ca ngươi tỉnh, ta còn không có trở về, liền cho hắn uống nhiều điểm nước ấm. Lý Thu Nguyệt chờ không kịp ném xuống những lời này liền trực tiếp tông cửa xông ra. Dưới chân bước chân mau đến, trong không khí cơ hồ muốn xuất hiện một đạo tàn ảnh, vẫn là sợ hãi không kịp. Lý Thu Nguyệt đi vào thế giới này về sau, lần đầu cảm thấy chính mình có thể như vậy hoảng, hoảng loạn đến tâm đều sắp từ cổ họng nhảy ra ngoài. Sợ chính mình chậm một chút, chi chính thảo đường liền đóng cửa, càng sợ tôn một dương căng không đến chính mình trở về lúc ấy. Rất nhiều độc, ngày thường một chút đều nhìn không ra tới, một khi phát tác, nếu không bao nhiêu thời gian, người khả năng liền không có. Tôn một dương trên người độc, nàng hiện tại nhìn không ra tới đến tục cùng là tình huống như thế nào, chỉ có thể nghĩ cách đi trước mua chút giải độc dược liệu, trở về ức chế trên người hắn độc tính. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, cùng với gào thét tiếng gió, nếu là ở ngày thường, Lý Thu Nguyệt quả quyết không dám chính mình một người dưới tình huống như vậy nơi nơi chạy. Nhưng hiện tại trong lòng có việc, nàng ngược lại một chút đều không rảnh lo bên cạnh tình huống. Ca ca, ngươi nhất định không cần có chuyện chúng ta còn muốn bình bình an an về nhà nói cho phụ nói cho phụ thân tam ca làm những cái đó sự tình ngươi nhất định không cần có việc lý thu nguyệt đi rồi có một hồi thời gian thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới té xỉu trên mặt đất tôn một dương như cũ nhắm chặt hai mắt trên mặt không có một chút huyết sắc giống như là lập tức liền phải rời đi nhân gian giống nhau tôn tử đồng nghẹn ngào ghé vào nhà mình ca ca trong lòng ngực bả vai kích thích cả người không ngừng nức nở nhìn qua muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương trong phòng ngọn đèn dầu lay động lại không có bất luận kẻ nào có thể đáp lại hắn ủy khuất thật vất vả đi vào chi chính thảo đường phụ cận lý thu nguyệt xuyển đến thở hổn hển xa xa mà liền thấy bên kia dược phòng đóng cửa toàn bộ trong phòng không có một chút ánh sáng lộ ra tới nếu là mùa hè lúc này sắc trời còn không có hoàn toàn đêm đen đi rất nhiều cửa hàng khả năng còn mở ra môn cố tình này ngày mùa đông toàn bộ chợ không sai biệt lắm đều đã đóng cửa số lượng không nhiều lắm còn đèn sáng cửa hàng, hiện tại cũng là ở làm cuối cùng thu thập. Lý Thu Nguyệt chạy chậm đến chi chính thảo đường cửa, không chút do dự dùng sức gõ cửa. Nàng biết, trong phòng tuyệt đối có người, liền tính lão đại phu đã về nhà đi, trương hoa sen trên người thương còn nghiêm trọng, một chốc một lát hẳn là cũng đi không được, mẹ con hai người hiện tại hẳn là còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ cần vào cửa, chẳng sợ lão đại phu không ở, nàng chính mình cũng có thể trước khai chút dược trở về chỉ cần đem bạc lưu lại, ngày mai tới cùng lão đại phu nói rõ ràng, hẳn là vấn đề không lớn, rốt cuộc nhân mệnh quan thiên sự tình, đương đại phu, sẽ không so đo nhiều như vậy. Tưởng quy tưởng, đối với nàng tiếng đập cửa, trong phòng trước sau không có bất luận kẻ nào đáp lại. Trương Tỷ Tỷ, Trương Đại Nương, là ta, Lý Thu Nguyệt. Nàng hướng tới trong phòng gọi, Trương Đại Nương, mau, mau tới giúp ta mở mở cửa, nhân mệnh quan thiên sự tình A. Thu Nguyệt nha đầu, Ngươi như thế nào nửa đêm đến nơi đây tới? Trong phòng mơ hồ truyền đến Trương Đại Nương thanh âm, rõ ràng là đè nặng tiếng nói, như là làm tặc sợ bị người phát hiện giống nhau. Trương Đại Nương, có việc mở cửa chúng ta lại nói. Kẻo kẹt một tiếng, chi chính thảo đường môn bị người từ trong phòng mở ra, Trương Đại Nương đem đầu vương tới khắp nơi nhìn nhìn, lúc này mới khai một cái hơi lớn một chút khe hở, đem Lý Thu Nguyệt thả đi vào. Vào cửa sau, nàng không có nửa điểm nói chuyện phím tâm tư, bay thẳng đến vượt quầy đi. Trương Đại Nương truy lại đây hỏi, nha đầu, hôm nay đều đen, ngươi. Chương 53 thổi thổi liền không đau. Trương Đại Nương, ngươi mang theo Trương Tỷ Tỷ hảo hảo ở chỗ này chữa bệnh là được, nhà ta. Khi phu quân ra chút sự, chờ không kịp, cho nên ta chỉ có thể chính mình tiến vào trước lấy chút dược liệu. Lý Thu Nguyệt một bên nói, trong tay động tác cũng không có dừng lại, bạc ta sẽ lưu lại, ngày mai ta nếu là không có tới nói, phiền toái cùng Lưu Đại Phu nói một tiếng, mặc đến hắn cho rằng trong tiệm gặp tặc lý thu nguyệt ngữ tốc cực nhanh trên tay động tác cũng là không có nửa điểm trì độn sợ bởi vì chính mình tốc độ quá chậm chậm trễ tôn một dương cứu trị nhà ngươi kia nam nhân không phải vốn dĩ liền không đứng lên nổi sao còn có thể xảy ra chuyện gì không phải đại nương nói ngươi liền như vậy cái gánh không gánh nổi vác không vác nổi gia hỏa chúng ta trong thôn tùy tiện một người nam nhân không đều so với hắn hảo sao bảy đại cô tám gì cả lớn nhất hứng thú chính là loại này chỉ tưởng vì ngươi tốt bác quái thường nếu là ở ngày thường lý thu nguyệt khả năng còn có hứng thú bồi nàng không có việc gì nói chuyện phím hai câu nhưng hiện tại vốn dĩ cũng đã cấp sức đầu mẻ tráng trương đại nương dông dài chỉ có thể làm nàng cảm thấy ồn ào trương đại nương mặc kệ các ngươi trong mắt ta phu quân nhìn qua có bao nhiêu vô dụng kia đều là phu quân của ta mắt thấy người bên cạnh càng nói càng hăng say không còn có nửa điểm vừa mới cẩn thận lý thu nguyệt chỉ cảm thấy đau đầu chính là không có gì chính là ta đi trước bạc ta đặt ở nơi này phiền toái ngày ngày mai giúp ta cùng lão đại phu nói một tiếng từ trong túi móc ra một phen tiền đồng lý thu nguyệt cũng không rảnh lo đếm tới đế có bao nhiêu ném đến trên bàn xoay người cầm dược liệu liền đi đỉnh tối đen thiên trên đường một đinh điểm ngọn đèn dầu đều không có nàng ra cửa thời điểm đi được cấp cũng không có nói một chiếc đèn đen thùi lùi trên đường chỉ có ánh trăng chiếu phía trước lộ như ẩn như hiện làm người thấy không rõ lắm lý thu nguyệt trong lòng sốt ruột đảo cũng không rảnh lo cỡ nào đáng sợ, mảng đầu óc chỉ còn lại có chạy nhanh về nhà, đem trong tay dược chiên hảo đúc cho tôn một dương nhất định không cần có việc a à, tôn một dương ngươi nhất định phải cho ta kiên trì lý thu nguyệt ở trong lòng mặt niệm một cái không cẩn thận trực tiếp bị phía trước một tiểu khối dọc nước đông lạnh thành khối băng cấp hoạt tới rồi ngã xuống đi trong nháy mắt kia nàng đầu óc không còn chỉ lo đem trong tay dược liệu ôm vào trong lòng ngực cả người thật mạnh ngã trên mặt đất lạnh băng mặt đất tiện tay cổ tay tiếp xúc trong nháy mắt kia lý thu nguyệt nước mắt đều bừng lên còn hảo dược không có việc gì không rảnh lo chính mình thủ đoạn có hay không sự tình lý thu nguyệt nhanh như chớp từ trên mặt đất bò lên ôm trong lòng ngực dược liệu tiếp tục hướng trong nhà chạy tới trên người truyền đến đau nhức làm nàng trước mắt trước sau mơ hồ tẩu tẩu nàng vọt vào gia môn thời điểm đã là nửa đêm thấy lý thu nguyệt trở về tôn tử đồng nháy mắt có người tâm phúc đỉnh một đôi đã khóc sưng thành quả đào đôi mắt liền như vậy mắt trong mông nhìn nàng chờ mong nàng mang về tới có thể cứu nhà mình ca ca thảo dược lý thu nguyệt từ trong lòng ngực móc ra dược thảo thở hổn hển nói tiểu gia hỏa mau đem dược chiên ra tới nói xong nàng trực tiếp đi vào tôn một dương bên người căng ra hắn đôi mắt nhìn xem ánh mắt có hay không tan rã cũng may tôn một dương tuy rằng mặt không có chút máu nhưng hô hấp còn xem như đều đều cũng nhìn không ra bất luận cái gì người sắp chết dấu hiệu Lý Thu Nguyệt lột ra hắn quần áo lại nhìn thoáng qua, phía trước kia vài đạo tím đen sắc kinh mạch như cũ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, không có bất luận cái gì biến hóa. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cả người lập tức sụi lơ trên mặt đất. Vừa mới bị làm lơ đau đớn trong nháy mắt toàn bộ đều tìm đi lên, đau đến nước mắt đột nhiên dũng đi lên. Lý Thu Nguyệt lúc này mới chú ý tới, chính mình thủ đoạn ở vừa mới cọ phá thật lớn một khối da, vết máu dính vào trên quần áo, nhìn qua muốn nhiều đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ. Tẩu tẩu, Ngươi không sao chứ, ca ca không có việc gì đi. Ngoan ngoãn đem dược đặt ở trong nồi về sau, tôn tử đồng thấu lại đây, ở nhìn thấy Lý Thu Nguyệt trên tay miệng vết thương khi, cả người nhịn không được nhíu mày. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Lý Thu Nguyệt tổng cảm thấy trước mặt này trương khuôn mặt nhỏ thường, trong nháy mắt kia thế nhưng xuất hiện cùng tôn một dương giống nhau rối rắm. Đừng lo lắng, ca ca ngươi không có việc gì, đợi lát nữa đem dược cho hắn uống lên về sau, hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh lại lý thu nguyệt dùng chính mình không có bị thương cái tay kia nhẹ nhàng xoa xoa tôn tử đồng đầu giống như là tôn một dương ngày thường làm như vậy vậy ngươi tay đau không là ở trở về trên đường rơi sao vẫn là đi thời điểm tôn tử đồng cao mày đem tay nàng kéo lại đây đặt ở chính mình trước mặt sau đó nhẹ nhàng thổi lên bất thình lình thân mật hành động làm lý thu nguyệt cả người nổi da gà đều đi lên nàng biết tiểu gia hỏa đây là vì chính mình hảo nhưng loại cảm giác này chỉ là ngẫm lại, khiến cho người cảm thấy có chút sợ hãi. Lý Thu Nguyệt chạy nhanh đem tay Thu trở về, sau đó đỏ mặt nói, ta đi trước dùng nước ấm xử lý một chút, đừng lo lắng, không phải rất đau. Dứt lời, nàng giống như là chạy trối chết. Lý Thu Nguyệt trong lòng rõ ràng, chính mình sẽ mặt đỏ không phải bởi vì đối trước mặt tiểu gia hỏa ngượng ngùng, chỉ là theo bản năng đem gương mặt này, mang nhập thành tôn một dương bộ dáng. Nếu là vừa mới hết thảy là tôn một dương làm được, khi nàng tuyệt đối cả người đều đã ngất đi qua. Mặt sau tôn tử đồng tuổi còn nhỏ, căn bản không có khả năng nghĩ vậy một phương diện, chỉ đương lý Thu Nguyệt đào tẩu là bởi vì đau. Còn nhịn không được nói thầm một câu, đồng đồng ngày thường bị thương, ca ca chính là như vậy cho ta thổi thổi, ca ca nói, thổi thổi liền sẽ không đau. Lý Thu Nguyệt nghe được lời này, mới vừa bình tĩnh lại tâm, nháy mắt lại trở nên ai con chạy loạn. Nguyên lai, tôn một dương, thật sự sẽ làm loại chuyện này sao? Chờ đem dược cho hắn uy đi, đi vào. Lý Thu Nguyệt hai người đã vây chẳng phân biệt trời nam biển bắc. Hai người liền như vậy trực tiếp dựa vào Tôn Mộc Dương bên cạnh, nặng nề ngủ. Chờ chân trời hơi hơi nổi lên ánh sáng thời điểm, nằm ở nơi đó người, rốt cuộc sâu kín mở mắt. Còn không có tới kịp nhúc nhích, liền cảm giác được trong tầm tay có một cái lông xù xù đầu. Tôn Mộc Dương nhịn không được cong cong khóe miệng, cho rằng lại là Tôn Tử đồng cái kia tiểu gia hỏa ăn và chính mình bên người ngủ rồi. Một cúi đầu, lại thấy Lý Thu Nguyệt đỉnh quần thâm mắt ở chính mình bên người ngủ đến nồng say tôn một dương sửng sốt một chút giật giật một cái tay khác bên cạnh lập tức truyền đến một tiếng bất mãn rầm rì là tôn tử đồng thanh âm hắn lúc này mới ý thức được này hai tên gia hỏa giống như là tả hữu hộ pháp giống nhau một bên một cái ngủ ở chính mình bên cạnh sợ hắn nửa đêm bị cái gì giả thú ngậm đi rồi nhìn hai người ngủ đến như thế thơm ngọt tôn một dương cũng không đành lòng đánh thức bọn họ hơi hơi động một chút chính mình có điểm tê dại cánh tay liền ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Chẳng sợ ngủ không được, suy nghĩ một chút gần nhất phát sinh sự tình, cũng là tốt. Qua không biết bao lâu, có thể cảm giác được Lý Thu Nguyệt bên kia đột nhiên không còn. Hắn đột nhiên mở mắt ra, vừa lúc cùng mới vừa ngồi dậy Lý Thu Nguyệt đối diện. Tỉnh. Lý Thu Nguyệt đại não còn có chút say xe. Chương 54 ai đều giống nhau phải không? Ân, tôn một dương thanh âm, nghẹn ngào có chút lợi hại. Không nói lời nào còn hảo, Vừa nói lời nói hắn liền cảm thấy giọng nói bên trong phản phất có một đoàn hỏa ở thiêu, toàn thân đều khó chịu. Cảm giác khá hơn chút nào không? Từ mê mang trung tỉnh táo lại, Lý Thu Nguyệt nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập quan tâm. Mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chính mình từ quỷ môn quan thượng thân thủ kéo trở về người, lại còn có không ngừng một lần. Chỉ là vấn đề này, có chút khó ở trước mặt nam nhân. Cái gì trầm trồ khen ngợi một chút, cái gì lại kêu không hảo một chút chính hắn cũng không biết, chính mình rốt cuộc vì cái gì sẽ té xỉu qua đi, chỉ cảm thấy toàn thân nơi nào đều không thoải mái. Nói chuyện thanh đánh thức bên cạnh ngủ say tôn tử đồng, tiểu gia hỏa vừa nhấc đầu, nhìn nhà mình ca ca tỉnh, trực tiếp qua một tiếng khóc ra tới. Ca ca, ca ca ngươi không có chết. Ô ô ô. Ca ca. Hắn khóc đến càng là khổ sở, tôn một dương gương mặt kia càng là hắt giống như đáy nồi hôi giống nhau. Nói vậy không có ai hy vọng buổi sáng mở to mắt, nghe được nhà mình đệ đệ nói câu đầu tiên lời nói, đó là cảm khái chính mình không có chết đi. Ngươi tiểu gia hỏa này, suốt ngày có thể nói hay không hai câu lời hay, một hai phải ca ca ngươi ta đã chết, mới cảm thấy thanh tĩnh. Hắn hận sắc không thành thép mà gõ gõ tôn tử đồng đầu nhỏ tử, hận không thể bẻ ra nhìn xem, bên trong đến tục cùng trang chút thứ gì. Lại không chú ý tới, bên cạnh Lý Thu Nguyệt trên mặt biểu tình, nhiều ít cũng có chút phức tạp. Ngươi có phải hay không không biết, chính ngươi vì cái gì ngất đi rồi nàng thấp giọng hỏi. Công tử đồng như cũ nhào vào ca ca trong lòng ngực, lớn tiếng khóc thúc thích, thiếu chút nữa mất đi ca ca sợ hãi, trước sau vây quanh hắn. Nghe thấy cái này vấn đề, tôn một dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Thu Nguyệt, một bên duỗi tay vỗ đệ đệ phía sau lưng trấn an hắn, một bên cẩn thận tự hỏi một chút. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, chẳng lẽ ta trên đùi thương lại nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian này, nhưng thật ra không cảm thấy đau. Ngươi trúng độc những lời này thật tàn nhẫn, nhưng lại không thể không nói nói cho hắn. Trước cuộc tương lai bất luận cái gì một cái thời khắc, Tôn Mộc Dương khả năng đều sẽ bởi vì độc phát, té xỉu hoặc là tử vong. Chẳng sợ ai đều không muốn nhìn đến kia một màn, nhưng hiện tại cái này cục diện, Lý Thu Nguyệt đích xác không có có thể giải độc nắm chắc. Trúng độc. Cái này từ giống như một đạo kinh thiên cự lôi, hung hăng bổ tới Tôn Mộc Dương trên đầu, làm hắn nhất thời cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn là từ địa phương nào tới? sao có thể trúng độc. Nhưng cúi đầu nhìn nhà mình đệ đệ khóc thương tâm muốn chết, bên cạnh Lý Thu Nguyệt biểu tình phức tạp. Toàn thân không có một đinh điểm địa phương là thoải mái. Tôn một Dương lại cảm thấy, sự tình giống như thật là cái dạng này. Hắn giống như bị trừ hết toàn thân sức lực, hỏi, ta trên người độc. Nghiêm trọng sao? Không biết. Lý Thu Nguyệt cúi đầu, chỉ có thể cấp ra một cái như vậy đáp án. Nàng là thật sự không biết, Tôn Mộc Dương trên người độc đến tục cùng có bao nhiêu nghiêm trọng? Ngày hôm qua sự phát đột nhiên, nàng có thể chạy đến Chi Chính Thảo Đường khẩn cấp tìm một ít dược liệu trở về, đã là cố gắng lớn nhất. Đến nỗi trên người hắn độc, rốt cuộc là thứ gì, cũng đến tìm chuyên môn hiểu biết cái này người đến xem. Ít nhất nàng trong lòng rõ ràng, hiện tại trên tay cái gì đều không có chính mình, giải không được Tôn Mộc Dương trên người độc. Không có việc gì, dù sao ta bản thân cũng là một phế nhân, hắn lời này không biết là đang an ủi ai trên người có hay không độc ảnh hưởng cũng không lớn ngươi đừng như vậy chờ thêm đoạn thời gian chân của ngươi hảo ta mang ngươi đi chợ thượng tìm đại phu luôn có người có thể trị hảo ngươi lý thu nguyệt kéo hắn tay chợ thượng những cái đó đại phu trị không được bệnh nhân gia đều tới tìm ngươi hiện tại liền ngươi cũng trị không được ta còn có thể trông cậy vào những cái đó đại phu sao tôn một dương liền như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt nữ tử trong lúc nhất thời giống như xuyên thấu qua này phó túi gia thấy bên trong thuần tịnh linh hồn hắn lời này chưa nói sai hai người trong lòng đều rõ ràng nhưng không có ai sẽ nguyện ý ở còn không có nếm thử dưới tình huống liền từ bỏ sở hữu hy vọng tẩu tẩu ca ca ta sẽ không có việc gì đúng hay không tôn tử đồng ngẩng đầu hốc mắt sớm đã hồng thành một mảnh ngày hôm qua đã khóc nửa đêm hôm nay buổi sáng lên sau lại tiếp theo khóc cho dù có tái hảo tinh lực cũng kinh không được hắn như vậy không biết ngày đêm tạo Lý Thu Nguyệt duỗi tay đem tiểu gia hỏa túng tiếng trong lòng ngực, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn, an ủi nói, ca ca ngươi sẽ không có việc gì, chỉ cần ta còn ở một ngày, liền sẽ không làm hắn có việc. Lý Thu Nguyệt, ta này không phải sinh bệnh, là trúng độc, rất có khả năng một ngày nào đó nhắm mắt lại liền rốt cuộc không mở ra được, ngươi lời này nói ra, có phải hay không có vẻ hơi có chút tự phụ. Có thể là nghĩ thông suốt, cũng có thể là hoàn toàn từ bỏ. Tôn Mộc Dương trong miệng, lại bắt đầu nửa phần tiện nghi đều không cho cho người khác đối với hắn đánh giá lý thu nguyệt không có phản bác chỉ là ở chính mình trong túi đào nửa ngày móc ra một cây nhân sâm đưa qua đi trong miệng còn nói cùng lắm thì về sau mỗi ngày bắt người tham cho ngươi đương cơm ăn ta cũng không tin không cái tác dụng nhìn cái tay kia tôn một dương đồng tử co rụt lại đem nàng bắt lại đây ngươi lý thu nguyệt trong lòng cả kinh theo bản năng muốn lùi về tới ngươi bị thương a à, nàng ngây ngẩn cả người không có gì chính là một chút tiểu thương không có gì đáng ngại tôn tử đồng ở bên cạnh bồi thêm một câu tẩu tẩu ngày hôm qua vội vã thế ca ca ngươi đi xin thuốc buổi tối tối lửa tắt đèn không có lấy đèn dưới chân bước chân cấp quăng ngã ngươi tôn một dương thở dài ngươi này lại là hà tất đâu lý thu nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng cái gì kêu ta đây là hà tất ngươi biết rõ ta cuối cùng là phải đi chúng ta hai người chi gian không có khả năng cần gì phải vì ta trả giá nhiều như vậy Tôn Mộc Dương cũng không biết vừa mới là ai nói ta tự phụ, hiện tại muốn hay không nhìn xem, chính ngươi cái dạng này có bao nhiêu tự luyến. Lý Thu Nguyệt nhìn hắn, trên mặt tươi cười không có giảm bớt nửa phần, nhưng trong lòng lại có chút ẩn ẩn làm đau. Nguyên lai like mặc kệ thế nào, Tôn Mộc Dương cuối cùng chung quy là phải đi, mặc kệ bọn họ hai người hiện tại quan hệ có phải hay không thân mật rất nhiều, chung quy là không có khả năng. Ta tự luyến. Tôn Mộc Dương chỉ vào cái mũi của mình ta nhìn qua nơi nào có nửa điểm tự luyến bộ dáng. Y giả nhân tâm ngươi nghe qua sao? Làm một cái học y người, liền tính là một cái kẻ lưu lạc ngã vào ta trước mặt, ta cũng sẽ dùng hết toàn lực đi cứu, cùng hai chúng ta chi gian có hay không khả năng, không có nửa điểm quan hệ. Cho nên, ngươi đêm qua cứ thế cấp, chính mình đều bị thương, cũng muốn vội vã đi mua thuốc, không nhất định là bởi vì ta, mà là tất cả mọi người sẽ làm ngươi như vậy, phải không? Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Lý Thu Nguyệt cảm giác hắn giống như có chút bị thương. Nhưng nàng vẫn là ngoan hạ tâm nói, mặc kệ là ai, ta đều sẽ như vậy. Đã biết, ta có chút mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một chút. Tôn Mộc Dương chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chương 55 ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Nhìn Tôn Mộc Dương khôi phục tình huống còn hành, Lý Thu Nguyệt biết chính mình không nên lưu lại nơi này. Vừa mới nàng lời nói, bị thương Tôn Mộc Dương tâm, đồng thời cũng bị thương nàng chính mình tâm. Lý Thu Nguyệt đứng lên, thu thập một chút chính mình lại đi đem tôn một dương hôm nay dược liệu chuẩn bị tốt đồng đồng ta hiện tại muốn đi ra cửa chợ thường ngươi ở nhà chiếu cố hảo ca ca hảo tôn tử đồng liên tục gật đầu ánh mắt vẫn luôn đặt ở nhà mình ca ca trên người ra cửa trước lý thu nguyệt lại ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất nam nhân cặp kia nhắm chặt mắt làm hai người liền một câu cáo biệt lời nói đều không có đóng cửa lại nàng cuối cùng vẫn là hướng tới chợ chạy đến. Tối hôm qua thượng sốt ruột, cùng ăn trộn giống nhau trực tiếp quét sạch chi chính thảo đường, tuy rằng nói cùng Trương Đại Nương chào hỏi, làm nàng hỗ trợ nói một chút, nhưng chung Quy không có chính mình tự mình mở miệng muốn hảo. Ở kia phiến môn bị hoàn toàn đóng lại sau, nằm trên mặt đất tôn một dương, cũng chậm rãi mở mắt. Ca ca, ngươi muốn hay không uống một chút thủy? Tôn tử đồng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Hảo, cảm ơn đồng đồng. Công Mộc Dương triều hắn cười cười, thuận tiện sờ sờ nhà mình đệ đệ đầu, làm hắn không cần lo lắng. Nhưng tiểu gia hỏa khởi thân, Công Mộc Dương liền nhịn không được nhìn chằm chằm nhắm chặt kia phiến môn Lý Thu Nguyệt, người gia hỏa này thật đúng là không trường tâm, liền một câu dễ nghe lời nói đều sẽ không nói sao? Hắn nhẹ giọng nói thầm, hoàn toàn quên chính mình vừa rồi câu nói kia, đồng dạng cũng là đã thương người sâu vô cùng. Bởi vì lo lắng Công Mộc Dương thân thể, hôm nay buổi sáng ở nhà chậm trễ một ít thời gian chờ Lý Thu Nguyệt vội vàng đuổi tới chợ thượng thời điểm, liền đã tới rồi buổi trưa. Mới vừa gần nhất đến chi chính thảo đường cửa, liền nhìn thấy lão đại phu hắc một khuôn mặt ngồi ở chỗ kia, nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn đầy không tốt. Làm sao vậy lão đại phu, đêm qua có chút ngượng ngùng, ta. Cho tới nay, ta đều cho rằng ngươi là một cái nhiệt tâm trợ người người tốt, cho nên mới không cần tiền ở ta nơi này làm việc, lại không nghĩ rằng ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Lý Thu Nguyệt lời nói còn không có nói xong, liền bị lão đại phu hắt một khuôn mặt cấp đánh gãy nàng trong lòng cả kinh hỏi ngài đây là có ý tứ gì đêm qua nàng tuy rằng cầm này cửa hàng dược liệu nhưng cấp tiền đồng tuyệt đối chỉ nhiều không ít càng không đến mức bị người chỉ vào cái mũi mắng là tặc nha đầu ngươi làm sự tình gì chính mình trong lòng rõ ràng ta làm sự tình gì ta chính mình đương nhiên trong lòng rõ ràng đêm qua nhà ta đệ đệ phạm vào bệnh ta nhất thời hứng khởi tới trong tiệm cầm chút dược liệu Đồng dạng đem tiền đồng lưu tại quầy thượng, còn cùng Trương đại nương chào hỏi, như thế nào hôm nay gần nhất, lão đại phu ngài ngược lại bày ra một bộ trảo tặc tư thái. Không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nàng Lý Thu Nguyệt nếu là thật sự cầm nơi này đồ vật, lại cái gì đều không có lưu lại nói, hiện tại tự nhiên cũng không dám như thế đúng lý hợp tình xuất hiện ở chi chính thảo đường cửa. Huống hồ ngày hôm qua Trương đại nương cùng Trương Hoa Sen vốn dĩ liền ở trong tiệm, vẫn là Trương đại nương cho nàng khai môn nhân chứng vật chứng đều ở, Lý Thu Nguyệt thực sự không nghĩ ra, chính mình vì cái gì sẽ bị người ta nói là tặc. Trương Đại Nương cho ngươi làm chứng. Chính là Trương Đại Nương hôm nay sáng sớm tinh mơ liền cùng chúng ta nói, đêm qua ngươi phá cửa mà vào, cầm dược phòng đồ vật, đàn cản đều ngăn không được. Trong tiệm tiểu nhị ở bên cạnh cười lạnh một tiếng, đến nỗi ngươi nói để lại tiền đồng, ngươi hiện tại đem cái này cửa hàng từ trên xuống dưới phiên cái biến, nơi nào có ngươi lưu lại đồ vật. Không có khả năng lý thu nguyệt ngữ khí kiên quyết ngày hôm qua ban đêm là trương đại nương cho ta khai môn cũng là nàng tận mắt nhìn thấy ta đem tiền đồng đặt ở quầy thượng sao có thể hôm nay cái gì cũng chưa vừa dứt lời lý thu nguyệt chính mình trong lòng lột bột một chút nàng ở trong thôn không nhận người đãi thấy đó là tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng sự tựa như phía trước nói như vậy đối nàng tốt là trương hoa sen cùng trương hoa sen cha mẹ không quan hệ hôm qua kia hết thảy nàng tuy rằng là làm trò trương đại nương mặt nhưng chỉ cần đối phương không muốn thừa nhận, nàng Lý Thu Nguyệt liền tính là nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Nếu là thật sự sự tình như ngươi theo như lời, Trương Đại Nương hôm nay lại sao có thể sẽ cùng chúng ta nói, đêm qua ngươi đến trong tiệm tới trộm đồ vật, chuyện này. Đối với trước mặt này tiểu cô nương, trong tiệm tiểu nhị cũng có chút bực bội. Mấy ngày nay ở chung, bọn họ đều cảm thấy nha đầu này là người tốt, không chỉ có y thuật cao minh, trong tay có chút dược liệu, hơn nữa cũng sẽ không nhiều muốn bọn họ tiền. Thấy thế nào, như thế nào như là một vị hành y tế thế cao nhân. Nhưng cố tình đêm qua phát sinh sự tình, hủy hoại bọn họ mọi người cái nhìn. Lý Thu Nguyệt nhìn lão đại phu đôi mắt, hỏi lại một câu, cho nên ngươi cũng cảm thấy ta trộn trong tiệm đồ vật phải không? Lão đại phu hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói câu, ta nhìn, trong tiệm vứt những cái đó dược liệu, hợp ở bên nhau, là thanh nhiệt giải độc. Trong nhà đệ đệ phạm vào bệnh, ta chỉ là nhất thời tình thế cấp bách, muốn ta thật sự tưởng trộn đồ vật, vì sao bất động ngươi trong tiệm những cái đó quý báu dược liệu nhưng chúng ta đích xác không có nhìn đến ngươi lưu lại tiền lão đại phu sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít hoặc là nói hắn từ đầu tới đuôi kỳ thật trong lòng đều rõ ràng ta chỉ có một câu muốn hỏi nếu ngài thật sự cảm thấy ta là tặc nói vì cái gì không có báo quan tới bắt ta ngược lại chính mình ngồi ở chỗ này chờ ta ta muốn nhìn một chút ngươi hôm nay có thể hay không trở về đem hết thảy chính miệng cùng ta nói rõ ràng nói xong lão đại phu quay đầu nhìn về phía bên cạnh cửa phòng trương đại nương mẹ con hai người giờ phút này liền ở bên trong nghỉ ngơi đồng dạng cũng có thể nghe thấy bên ngoài lời nói thân chính không sợ bóng tà ta cái gì đều không có làm tự nhiên là không sợ trở về cùng ngài giải thích rõ ràng chính là này tiền nói không liền không có ta cửa hàng có phải hay không còn có khác tặc vậy đến tìm quan phủ người đến xem lý thu nguyệt đồng dạng nhìn về phía bên cạnh cửa phòng lời này nói hùng hổ như là ở vì chính mình bên vực kẻ yếu. Không được. Bên cạnh môn đột nhiên bị người kéo ra, cũng chỉ là ném nhiều thế này dược liệu, liền đem quan phủ người tìm tới, kia dược đều đã biến thành dược ra, còn có cái gì tác dụng? Trương đại nương, lời nói không thể nói như vậy, liền tính là dược ra, tìm ra cũng có thể chứng minh ta trong sạch không phải sao? Lý Thu Nguyệt nhìn trước mặt người, trong lòng một trận cười lạnh. Nếu là Trương đại nương không có đứng ra, khả năng nàng còn cảm thấy là có cái gì hiểu lầm nhưng hiện tại, chân tướng đã bãi ở trước mắt. Này đó dược hợp ở bên nhau cũng đáng không bao nhiêu tiền, đem quan phủ những người đó gọi tới, này không phải lãng phí nhân gia thời gian sao? Ăn công lương, tự nhiên phải vì dân làm việc, sao có thể có lãng phí thời gian vừa nói đâu? Huống chi ta ngày hôm qua đặt ở nơi này tiền đồng, thêm lên cũng không ít, tổng muốn tìm cái rơi xuống. Lý Thu Nguyệt khi nói chuyện, trọng nhìn thoáng qua lão đại phu bên kia. Vừa mới còn nổi giận đùng đùng tiểu nhị, hiện tại biểu tình có chút phức tạp. Lão đại phu vẫn là hắc một khuôn mặt ngồi ở chỗ kia, làm người xem không rõ, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Chương 56 tặc kêu trảo tặc. Ngươi lời này ý tứ, chẳng lẽ là ta đem ngươi đặt ở nơi này tiền đồng cấp cầm sao? Trương đại nương đôi tay chống nạnh, nổi giận đùng đùng hỏi. Này dùng khí đang điền một giọng nói, liền kém làm cho cả chợ người đều nghe thấy được. Là ta không có đem tiền buông, vẫn là có người lén lút động ý xấu, chúng ta chính mình nói đều không tính, không bằng trực tiếp đi quan phủ, cũng coi như là đem chân tướng ra cái ra ra manh mối, thấp mọi người một cái công đạo. Lý Thu Nguyệt không có nửa điểm nhả ra ý tứ, ánh mắt tỏa định ở trương đại nương trên người. Không đánh đã khai, ở trước mặt vị này phụ nữ trung niên trên người, nhưng thật ra thể hiện vô cùng nhường nhuyễn. Từ đầu tới đuôi, chính là không có bất luận kẻ nào nói qua một câu, này tiền đồng là nàng lấy. Trương Đại Nương biểu hiện như thế kích động, ở đây, lý thu nguyệt cùng lão đại phu đều không phải ngốc tử trong lòng tự nhiên cũng đều minh bạch báo quan đi nên là ai phạm sai ai liền phải gánh vác lão đại phu sắc mặt không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp thậm chí cấp bên cạnh tiểu nhị chào hỏi làm hắn đi đem dược phòng môn cấp đóng hôm nay nếu gặp tặc kia này sinh ý cũng không cần thiết làm không kém cái tra ra manh mối ai biết mặt sau này tặc có thể hay không lại đến thật muốn báo quan sao trương đại nương ngữ khí yếu đi ba phần Điểm này việc nhỏ, kinh động quan phủ, không tốt lắm đâu. Mất bò mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn, hôm nay chỉ là ném một ít dược liệu, cùng vị cô nương này trong miệng theo như lời tiền đồng, ai biết lần sau lại sẽ ném một ít thứ gì đâu. Dược liệu không ném, dược liệu là nàng lấy đi, ta chính là tận mắt nhìn thấy, ta cũng thấy nàng không có đem tiền đồng lấy ra tới. Lời nói đã đến nước này, trương đại nương vẫn là không muốn nhả ra, cắt gao cắn định lý thu nguyệt là trộn dược liệu. Lý Thu Nguyệt đôi mắt trừng, ngữ khí cường ngạnh lên, ta một cái cô nương mọi nhà, một người ở bên ngoài nhưng khai không được cửa này, muốn ta thật là chỉ trộm dược liệu tặc, vậy ngươi đó là ta đồng lõa. Đồng lõa? Không có khả năng, ta cái gì cũng chưa làm, là ngươi gạt ta cho ngươi mở cửa. Cửa này là ngươi mở ra, ngươi lại luôn miệng nói ta là tặc, chính ngươi không cảm thấy lời này mâu thuẫn sao? Ngươi! Trương Đại Nương duỗi tay chỉ vào Lý Thu Nguyệt, tức giận đến có chút phát rung, trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không thấy phản bác nói. Mắt thấy tiểu nhị từ bên ngoài đóng cửa lại, phỏng chừng là hướng tới quan phủ đi. Trương Đại Nương tràn ngập nếp nhăn trên mặt, nhan sắc thay đổi lại biến. Lý Thu Nguyệt, ngươi. Nương, đừng náo loạn. Liền ở Trương Đại Nương chuẩn bị tiếp tục chỉ trích Lý Thu Nguyệt thời điểm, Trương Hoa Sen suy yếu đỡ khung cửa, mở miệng đánh gãy nhà mình mẫu thân. Khuê nữ, ngươi không hảo hảo nghỉ ngơi, chạy tới làm gì? Ngươi thân mình đều thành như vậy, chạy nhanh trở về nằm. Thượng một giây còn giống một cái người đàn bà đanh đá trương đại nương, ở nhìn thấy nhà mình khuê nữ sau, cả người đều ôm nhu xuống dưới. Khi biến sắc mặt tốc độ, so lão đại phu phiên y thư đều mau. Nương, nơi này là y quán, ta mệnh là bọn họ cứu trở về tới. Trương Hoa Sen không có trả lời, chỉ là nhìn nhà mình mẫu thân, nói ra như vậy một câu. Có đôi khi, người ngoài thiên ngôn vạn ngữ, không thắng nổi nhà mình thân nhân thuận miệng một câu huống chi trương đại nương bị nhà mình thân khuê nữ, làm trò người ngoài mặt nói như vậy một câu. Nên hiểu người, cũng đều đã hiểu. Trương đại nương thở dài, đem bàn tay tiến trong lòng ngực, run run rẩy rẩy xả ra một cái củ nát túi tiền. Mặt trên khâu khâu vá vá dấu vết, cùng ngày hôm qua nàng đem trương hoa sen đưa vào tới, cầu lão đại phu cứu nhà mình khuê nữ, không giống như là một người. Là ta bị ma quỷ ám ảnh, cho rằng khuya khoác sự tình không ai thấy, liền động thủ đem những cái đó tiền đồng cầm đi. Nàng cúi đầu, trong nháy mắt kia giống như già rồi vài tuổi. Lý Thu Nguyệt nhìn Trương Đại Nương móc ra tới những cái đó tiền đồng, có chút không biết nên nói cái gì hảo. Quái nàng sao? Khi khẳng định là muốn trách, rốt cuộc thiếu chút nữa lại làm chính mình bối thượng ăn trộm danh hào. Nhưng trước mặt người này, chung quy là vì nhà mình hài tử, vì ngày hôm qua lão đại phu trong miệng nói, muốn hoàn toàn điều chỉnh tốt trương tỷ tỷ bệnh căn tử, này dược không tiện nghi. Khuê nữ, đại nương cầu xin ngươi, có thể hay không không cần đi báo quan, xem như đại nương cầu ngươi, ngươi trương đại thúc hiện tại vốn dĩ liền ở đại lao đóng lại, nếu là ta lại đi vào, ngươi trương tỷ tỷ hiện tại thân thể, không cá nhân chăm sóc, kia khẳng định là không được. Nhìn dược phòng kia phiến môn không có mở ra, trương đại nương đột nhiên nhớ tới cái gì. Xong tới bắt lấy Lý Thu Nguyệt tay liền bắt đầu khóc. Tình sâu ý chi thiết, thật giống như phía trước đúng Lý Hợp Tình nói Lý Thu Nguyệt trộm đồ vật người, không phải nàng giống nhau. Lý Thu Nguyệt không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua lão đại phu. Lão đại phu dùng chỉ có nàng có thể nhìn thấy biên độ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhan sắc cũng hòa hoãn chút. Nói vậy, trong tiệm ra loại sự tình này, cho ai đều sẽ cảm thấy nháo tâm đi. Đem hết toàn lực cứu trở về tới người, quay người lại liền nghĩ cách phu oan hãm hại, mặc kệ là cái nào đại phu thấy, đều chỉ biết bị rét lạnh tâm. Ta có thể không báo quan, nhưng không phải xem ở ngươi mặt mũi thượng, Trương Đại Nương, khi còn nhỏ là trương tỷ tỷ chiếu cố ta, hiện tại ta cũng có thể trái lại chiếu cố nàng, nhưng không đại biểu, ta cũng có thể vô điều kiện phóng túng các ngươi. Lý Thu Nguyệt đem tay tránh trở về, hắn là sau này lui lại mấy bước. Khuê nữ, ta. Nương, ngươi đi trước bên cạnh đi, có chuyện gì, ta ở chỗ này cùng Thu Nguyệt muội muội nói thì tốt rồi. Trương Hoa Sen thở dài, tái nhợt trên mặt, giờ phút này càng là không thấy được một chút huyết sắc. Vốn chính là hảo cường người, ở phu quân trong nhà bị nhiều như vậy khổ trở về lại làm trò người quen mặt bị vạch trần đối trương hoa sen tới nói vốn dĩ chính là đã kích thật lớn kết quả quay người lại nhà mình mẫu thân liền qua cầu rút ván phản quá mức tới hãm hại lý thu nguyệt làm trương hoa sen không biết chính mình về nhà đến tột cùng là đúng hay là sai nhìn trương đại nương thân ảnh hoàn toàn biến mất lý thu nguyệt lúc này mới nhẹ giọng nói trương tỷ tỷ yên tâm chúng ta không có báo quan phía trước biến mất tiểu nhị không biết từ nơi nào chui tiến vào còn lấy tới một cái tiểu ghế gấp phóng tới trương hoa sen bên người ngươi này thân mình còn không có hảo ngồi nghỉ ngơi đi lão đại phu sâu kín đã mở miệng ngươi nương làm sự tình cùng ngươi không có quan hệ nàng cũng chỉ là quá lo lắng ta mà thôi cha ta hiện tại vào quan phủ đại lao khi nào có thể ra tới còn không nhất định ta thân mình lại thành như vậy trong nhà xem như hoàn toàn không có trụ cột trương hoa sen cúi đầu thanh âm không lớn lại tràn ngập chua xót trong phòng dư lại ba người hai mặt nhìn nhau an ủi cũng không phải bất an an ủi cũng không phải liền như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt nữ tử chuyện này là ta nương làm sai ta thừa nhận các vị trong lòng không thoải mái ta cũng biết nhưng này dù sao cũng là ta nương ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì mặt sau cho các ngươi dược tiền tiện nghi nhiều như vậy lão đại phu đột nhiên tới như vậy một câu trương hoa sen bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi không phải nói tìm được rồi có thể thay thế dược liệu chỉ là dược tính hơi chút thiếu chút nữa sao. Chương 57 Kim ốc tàn kiều, nhà cỏ tàn nam nhân. Lời kia vừa thốt ra, lão đại phu còn không có trả lời, bên cạnh tiểu nhị liền cười lên tiếng. Đưa tới trương hoa sen căm tức nhìn, loại chuyện này, có cái gì buồn cười sao? Ta nói vị cô nương này, ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu, nếu là dễ dàng như vậy liền tìm đến dược tính tương đồng dược liệu, nào còn có như vậy nhiều người, bởi vì khinh thường bệnh. Mắt thấy tiểu nhị thao thao bất, lý thu nguyệt vội vàng ngăn lại hắn đừng nói nữa lão đại phu nhìn không được ở bên cạnh bồi thêm một câu ngươi nơi này tiện nghi bạc đều là bên cạnh này khuê nữ bổ trương hoa sen há to miệng trong lúc nhất thời có chút không thể tin được chính là ngươi không phải cũng không có tiền sao lý thu nguyệt là nàng nhìn lớn lên có cái gì của cải nàng trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng này dược liệu quý báu đến nhà mình mẫu thân đào rỗng của cải cũng chưa biện pháp hiện tại ngược lại khinh phiêu phiêu một câu đều là lý thu nguyệt bổ thượng cái này làm cho trương hoa sen làm sao dám tin tưởng lại như thế nào nguyện ý tin tưởng xem như ta bổ thượng trương tỷ tỷ là ta nương xin lỗi ngươi lý thu nguyệt lời nói đều không có nói xong liền bị đổ trở về ta không có lấy tiền đi bổ cái này lỗ thủng chỉ là trong nhà có chút dược liệu vừa vặn là ngươi yêu cầu trong nhà có chút dược liệu lời này nói nhẹ nhàng này dược liệu lại là từ đâu ra trương hoa sen cong cong khóe miệng biểu tình có chút đau khổ nguyên bản tưởng nhà mình mẫu thân qua cầu rút ván hiện tại xem ra này quả thực trong ngoài không phải người lý thu nguyệt cúi đầu không biết nên không nên trả lời nếu là trước mặt ngoại nhân nàng còn có thể nói này dược liệu là ở sau núi đào nhưng trương hoa sen dù sao cũng là sinh trưởng ở địa phương người trong thôn nhiều như vậy chút năm qua sau núi thượng một chút dược liệu đều không có sao có thể lập tức bị nàng lý thu nguyệt tìm được nhiều như vậy nhìn các nàng hai người tắc hoài tâm tư lại không bằng lòng vạch trần lão đại phu thở dài đối nhà mình tiểu nhị nói giữ cửa khai khai đi chúng ta còn muốn mở cửa làm buôn bán đâu tiền đồng lấy tới chúng ta liền nhận lấy coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá đúng vậy trương tỷ tỷ ta coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá ngươi hiện tại quan trọng nhất sự chính là đem thân thể của mình dưỡng hảo mặt khác về sau lại nói lý thu nguyệt ba bước cũng làm hai bước đi lên đỡ lấy trương hoa sen đem này một lần nữa mang về bên cạnh phòng cùng trương đại nương nhìn nhau liếc mắt một cái đối phương liền vội vàng dịch mở mắt sợ lý thu nguyệt tiếp tục hưng sư vấn tội chờ an trí hảo mẹ con hai người lại từ trong phòng đi ra khi lý thu nguyệt sắc mặt cũng đen đi xuống có phải hay không không nghĩ tới sẽ có người chỉnh như vậy vừa ra lão đại phu nhìn nàng rất trái tim băng giá lý thu nguyệt ăn ngay nói thật ngày hôm qua ta còn đang suy nghĩ tận biện pháp giúp các nàng hôm nay thiếu chút nữa liền thành trương đại nương trong miệng tặc lão đại phu ngươi nói làm chúng ta này một hàng có phải hay không khó tránh khỏi bị người oan ủng nhiều như vậy chút năm qua bị người oan uổng là lang băm ta đây thật là không thiếu trải qua bất quá giống ngươi giống nhau bị người coi như là tặc ta đây vẫn là đầu một hồi thấy ngượng ngùng ngày hôm qua chạy tới thời điểm dược phòng đã đóng cửa dưới tình thế cấp bách chỉ có thể ra này hạ sắc không nói việc này còn hảo lão đại phu nếu nhắc tới tới khi nàng nửa đêm chính mình phá cửa mà vào chung quy không phải cái gì chuyện tốt nên xin lỗi vẫn là phải xin lỗi ngươi nói ngươi đệ đệ phạm vào bệnh nhưng ngươi lấy về đi nhưng đều là chút thanh nhiệt giải độc dược liệu lão đại phu không có trực tiếp đem lời nói chỉ ra nhưng lý thu nguyệt trong lòng rõ ràng đối phương không ngốc về tôn một dương trên người độc nàng vốn là không có một chút biện pháp nhìn trước mặt hành nghề nhiều năm lão đại phu lý thu nguyệt ngược lại có loại bắt được cứu mạng rơm rạ cảm giác có một số việc dù sao trong thôn người cũng đều biết nói ra đến cũng coi như không thượng mất mặt nàng hạ giọng nói khoảng thời gian trước ta ở chúng ta thôn sau núi nhặt về tới một cái tuấn tiếu nam nhân ở chung một đoạn thời gian sau hắn thành ta phu quân không phải đệ đệ lão đại phu nhướng mày tới vài phần hứng thú bác quái loại đồ vật này nam nữ già trẻ nhưng đều thích xem náo nhiệt phía trước ngượng ngùng cùng ngài nói bất quá hiện tại nếu đã hỗn chính cũng không có gì ngượng ngùng ta kia phu quân từ trên núi lăn xuống tới, quan ngã chặt đứt chân, cho nên ta phía trước mới thường xuyên ở trong tiệm lấy chút dược liệu, bất quá ngày hôm qua hắn đột nhiên hôn mê bất tỉnh, ta phát hiện hắn giống như trúng độc. Cuối cùng một câu, Lý Thu Nguyệt đè thấp thanh âm, chỉ làm lão đại phu một người nghe xong đi vào. Trúng độc này cũng không phải là việc nhỏ. Ít nhất ở bọn họ cái này trời cao hoàng đế xa địa phương, rất ít có người sẽ rơi xuống trúng độc nông nổi. Nói cách khác, cái gì thù cái gì oán, đều không đến mức dùng tới độc dược thứ này. Cái gì độc? Không biết. Lý Thu Nguyệt lắc đầu, xem ngài khi nào có công phu, cùng ta về nhà một chuyến, hỗ trợ trưởng trưởng mắt. Hôm nay trong tiệm không có gì người, đợi chút sớm chút đóng cửa, ta cùng ngươi cùng nhau trở về nhìn xem. Tại đây loại sự tình mặt trên, lão đại phu không có nửa phần chối từ. Cứ người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Trúng độc, loại chuyện này vốn dĩ liền kéo không được, không có người biết, khi nào liền sẽ đột nhiên độc phát thân vong lý thu nguyệt nếu là không khai cái này khẩu còn hảo thuyết nhưng nàng nếu nói lão đại phu tự nhiên cũng không có thoái thác đạo lý hảo mới vừa một quá trưa ngọ lão đại phu thu thập chút dược liệu liền đi theo lý thu nguyệt cùng nhau về nhà cũng coi như là chính mắt đi xem đến tột cùng là cái dạng gì phúc thiên bảo địa có thể dựng dục ra nhiều nhân sâm và linh chi như vậy bất quá lý thu nguyệt không nghĩ tới này một vụ mãn đầu óc chỉ còn lại có tôn một dương trên người độc. Nàng không có biện pháp, vị này lão đại phu hẳn là có biện pháp. Trước cuộc vừa mới nàng chính là tận mắt nhìn thấy, lão đại phu lấy ra ngân châm, bỏ vào trong trương Phu quân của ngươi đều như vậy, ngươi hôm nay còn đến trong tiệm tới, sẽ không sợ trở về lúc sau. Phi phi phi, Lý Thu Nguyệt phun hai khẩu nước miếng, ta nói lão đại phu, có chút lời nói cũng không thể nói bậy, cái tốt không linh cái xấu linh, ta nhưng không nghĩ tuổi còn trẻ liền ở trong nhà đương quả phụ quả phụ này hai chữ, xem như đem lão đại phu cấp nghẹn một chút. Dưới chân bước chân lại nhanh vài phần, sợ Lý Thu Nguyệt lại nói ra cái gì hổ lan chi từ. Bất quá lão đại phu chung quy là thượng tuổi, thời tiết này lại lãnh lộ lại xa, không đi bao lâu, liền dừng lại bắt đầu thở dốc. Nếu không ngài thử xem nhân sâm pha trà. Lý Thu Nguyệt ở bên cạnh mặt không đỏ khí không suyễn, chính là hình thành tiên minh đối lập. Ta nhìn qua như là như vậy có phúc khí người sao. Lão đại phu trắng nàng liếc mắt một cái coi như là ta đưa, xa như vậy lộ, ngài nguyện ý cùng ta trở về cũng là không dễ dàng. Người nào đó một bên nói, một bên tài đại khí thô từ trong túi lại móc ra hai căn nhân sâm, rất giống một cái thổ người giàu có. Dù sao trong không gian, ngoạn ý nhi này muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nếu không phải sợ bổ quá mức, Lý Thu Nguyệt hận không thể mỗi ngày cấp tôn một dương đương cơm ăn. Nhìn tên kia gầy, gió thổi qua đều phải chiết. Chương 58 Tây Vực Kỳ Độc Nhưng mà ở lão đại phu trong mắt, đây chính là không được nhiều đến bảo bối. Chẳng sợ đôi mắt đã dính ở Lý Thu Nguyệt trong tay nhân sâm thượng, hắn vẫn là xua tay cự tuyệt. Ta tới nơi này, vốn dĩ chính là nghĩ cứu người, không cần phải này đó vật ngoài thân. Lão Đại Phu, này đó dược liệu chỉ có ở trong tay ngươi, mới có thể phát huy đến chúng nó tác dụng, ta liền tính lấy ra đi mảng đường cái đưa, những người khác nhiều lắm cũng coi như cái náo nhiệt, chỉ có ở ngươi trên tay, mới có thể trị bệnh cứu người không phải. Sao? lý thu nguyệt không phải cái ái khách sáu người đồ vật đều đã lấy ra tới tự nhiên cũng không có thu hồi đi đạo lý huống chi nàng lời này vốn dĩ liền không có nói sai nàng chính mình tuy rằng sẽ y thuật nề hà trong tay không có dược liệu chỉ có trong không gian những cái đó đặt ở cùng nhau cũng tổ không thành cái gì phương thuốc nhưng trước mặt vị này lão đại phu không giống nhau mặc kệ tránh nhiều vẫn là thiếu nhân gia chung quy vẫn là khai một gian chính mình dược phòng dược liệu tuy không thể xưng là đầy đủ mọi thứ nhưng hàng ngày dùng được với những cái đó phương thuốc trên cơ bản cũng đều xứng ra tới quan trọng nhất chính là loại đồ vật này lý thu nguyệt trên tay muốn nhiều ít có bao nhiêu cũng không cần phải để ý như vậy một cây hai căn nha đầu ngài liền nhận lấy đi cũng cho là ta vì chính mình đêm qua vô lý nhận lỗi đối mặt lão đại phu chối từ lý thu nguyệt dứt khoát trực tiếp nhân sâm cường ngạnh mà nhét vào trong tay của hắn sau đó trực tiếp xoay người liền đi lại không cho nửa điểm chối từ cơ hội lão đại phu đứng ở tại chỗ ngơ ngác nhìn chính mình trong tay đồ vật qua một hồi lâu thời gian mới đuổi theo đi chính là trong miệng rốt cuộc chưa nói một câu muốn đem đồ vật còn trở về nói đương lý thu nguyệt ở phía trước đẩy cửa ra tôn một dương cười thanh khách quay đầu tới nhìn nàng mặt sau cùng cái này tóc trắng xóa lão nhân người nào đó mặt trở nên so phiên thư còn nhanh người đây là lại ở bên ngoài nhặt cá nhân trở về sao tôn một dương ngữ khí có chút chua lòng a à, Lý Thu Nguyệt nhất thời không phản ứng lại đây, ta không có việc gì, ở bên ngoài nhặt người trở về làm gì. Ngươi nói a, à, không có việc gì ở bên ngoài nhặt người trở về làm gì. Ta đây vì cái gì lại ở chỗ này. Trước mặt ngoại nhân, Tôn Mộc Dương đột nhiên bày ra một bộ đương gia nhân tư thái. Chẳng sợ chính mình chỉ ngồi dưới đất chiếu thượng, nói chuyện cũng bưng phó cái giá. Lý Thu Nguyệt bị hắn chọc cười, trực tiếp duỗi tay ở Tôn Mộc Dương trên đầu, bắn cái đầu băng. Thấp giọng nói, Suốt ngày trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu? Chính là ta thỉnh về tới cấp ngươi xem bệnh đại phu, ta ở chợ thượng, chính là ở hắn trong tiệm mặt trợ thủ. Thượng một giây còn vênh váo tự đắc tôn một dương, nghe thấy lời này lúc sau, mặt tạch một chút hồng thành thục cà chua. Ở nhà mình nương tử cấp trên trước mặt, giả bộ một bộ nam chủ nhân tư thái, này không phải tự thảo không thú vị sao? Chẳng sợ chỉ là trên danh nghĩa nương tử. Cho dù là lão đại phu, đứng ở cửa cũng bị này hai người làm cho tức cười. Sờ sờ chính mình chồng râu nói, tiểu tử tuổi trẻ khí thịnh thực bình thường. Ngài đừng để ý, ta vừa rồi nói lời này, này đây vì lại có người tới cửa tìm phiền toái. Tôn một dương vội không ngừng cười làm lành, sợ bại hoại chính mình hình tượng. Lúc này, Lý Thu Nguyệt đem toàn bộ nhà ở nhìn cái biến, đều không có thấy tiểu gia hỏa thân ảnh. Đồng đồng đâu, như thế nào không gặp người khác. Lên núi nhặt củi lửa đi, nhà chúng ta buổi tối bếp lò thiêu vượng, củi lửa dùng mau, này ngươi còn không biết lời này nói chưa dứt lời, nói ra lúc sau, Lý Thu Nguyệt trong lòng ngược lại có chút ấy nấy. Từ bắt đầu đi chợ kiếm tiền lúc sau, nàng trên cơ bản liền không có quản quá trong nhà đồ vật, trừ bỏ thường thường lưu lại một ít lương thực, mua trở về một ít thức ăn bên ngoài, mặt khác sự tình vẫn là không thao quá tâm. Trên cơ bản mỗi ngày trở về đều có thể ăn thượng một ngụm nóng hổi đồ ăn, trong nhà bếp lò cũng thiêu vượng vượng. Chẳng sợ này nhà tranh nhà chỉ có bốn bức tường, ba người cũng không cảm thấy lạnh hiện tại phản quá mức tới tưởng tượng, những việc này không đều đè ở tôn tử đồng nho nhỏ trên vai sao. Ta ngày mai trở về lại cho hắn mang chút ăn ngon, làm khó tiểu gia hỏa. Lý Thu Nguyệt thở dài, thuận tiện đem tôn một dương bên người vị trí cấp làm ra tới. Nàng nhưng không quên, chính mình đem lão đại phu mời đi theo, chính là vì nhìn xem tôn một dương trên người độc, đến tột cùng là tình huống như thế nào. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, sớm một chút giải quyết sau, lão đại phu còn có thể vội vàng ánh sáng trở về nếu là tiếp tục kéo xuống đi không chừng đợi chút lão đại phu cũng muốn tối lửa tắt đèn trở lại trấn trên nguyên bản còn cười tủm tỉm lão đại phu đem thượng tôn một dương mạch sau hoa trầm lông mày nhăn thành một đoàn hận không thể muốn ở giữa mày đánh thượng một cái kết này biểu tình biến hóa trong phòng hai người đều xem đến rõ ràng rất nghiêm trọng sao lý thu nguyệt có chút do dự hỏi trước cuộc bệnh nặng trên cơ bản có thể không lo người bệnh mặt nói ra liền không lo người bệnh mặt nói ra nhưng Tôn Mộc Dương không giống nhau, hắn vốn là biết chính mình đã trúng độc, cùng với che che giấu giấu, chi bằng làm hắn trực tiếp biết chân tướng. Ta chưa từng có gặp qua như vậy kỳ quái độc. Lão đại phu lắc lắc đầu, ngón tay như cũ ngừng ở Tôn Mộc Dương trên cổ tay. Hắn không nói lời nào, Lý Thu Nguyệt hai người cũng không dám mở miệng thúc giục, sợ một không cẩn thận liền ảnh hưởng lão đại phu chẩn bệnh. Hai người liền như vậy nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt đều mang theo vài phần nói không rõ cảm xúc. Đặc biệt là Tôn Mộc Dương, liền kém đem mâu thuẫn cùng rối rắm viết ở trên mặt. Nha đầu. Lão đại phu đột nhiên đã mở miệng, nhà ngươi phu quân tình huống này, ta cũng không có gì biện pháp. Lão gia tử thở dài, liền chính mình mang đến hòm thuốc đều không có mở ra, liền như vậy lẳng lặng nhìn ngồi dưới đất nam nhân. Biểu tình trung, tự hồ mang theo vài phần thương hại. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Lý Thu Nguyệt đuổi theo hỏi. Này độc ta nếu là không đoán sai, hẳn là từ Tây Vực bên kia được đến kỳ độc, ta vừa mới nghiên cứu hồi lâu, nhà ngươi phu quân mạch tượng, này độc ngày thường đối hắn kinh mạch có ôn dưỡng tác dụng, lấy này tới thấm vào ngũ tạng lục phủ, một khi độc phát. Không hề nghịch chuyển khả năng. Nói nói, lão đại phu đột nhiên nhìn thoáng qua tôn một dương. Kỳ quái phản ứng, làm Lý Thu Nguyệt có chút phát ngốc. Tây vực kỳ độc, loại này ngoạn ý nhi không bình thường đều là ở phim truyền hình thượng mới có thể xuất hiện. Trong đời sống hiện thực, thật đúng là có người dùng loại đồ vật này. Khác không nói, Hắn tôn một dương bất quá là một cái thanh lâu gã sai vặt, đáng giá để cho người khác chuyên môn dùng loại đồ vật này tới đối phó sao? Nha đầu, ngươi này phu quân không phải nói là ở sau núi nhặt sao? Lão đại phu đi vào Lý Thu Nguyệt bên người đè thấp thanh âm, hắn sau lưng thân phận phỏng chừng không bình thường, khác không nói, liền này độc, cũng không phải là người bình thường có thể được đến. Ta đã biết, cảm ơn lão đại phu nhắc nhở. Này một chuyến tới, cùng không có tới cũng không gì khác nhau, phu quân của ngươi trên người này độc, chỉ có thể nói tự cầu nhiều phút. Lão đại phu nói xong, liền bay thẳng đến ngoài cửa đi, không cho Lý Thu Nguyệt bất luận cái gì tiếp tục dò hỏi cơ hội. Dưới chân bước chân mau đến, phản phất mặt sau có hồng thủy mảnh thú ở đuổi theo. Chương 59 sự ra khác thường tất có yêu. Chính mình đem người mời tới, tự nhiên không có làm nhân gia chính mình đi đạo lý. Lý Thu Nguyệt đuổi theo, nghĩ nhiều ít đưa vài bước. Xem nàng đuổi theo, lão đại phu thở dài, dưới chân bước chân rốt cuộc chậm chút. Nhà ngươi này phu quân cái gì lai lịch, chính ngươi rõ ràng sao? Không biết. Lý Thu Nguyệt ăn ngay nói thật. Nàng không chỉ là không biết, hơn nữa cũng không có truy vấn tính toán. Dù sao Tôn Mộc Dương không nói, tự nhiên là có chính hắn nguyên nhân, ai trên người còn không có cái bí mật. Nhà ngươi phu quân mặc kệ là bộ dáng vẫn là khí chất, đều phi vật trong ao, trên người. Lại có như vậy tây vực kỳ độc, nhà đầu ngươi muốn rõ ràng, này độc cũng không phải là người thường muốn là có thể được đến. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, lão đại phu cùng Lý Thu Nguyệt cũng coi như được với là tâm tâm tương tích, nhìn này tiểu nha đầu lâm vào nam sắc vô pháp tự kềm chế, nhiều ít vẫn là có chút tiếc hận. Có thể kéo một bước vẫn là kéo một bước. Ta biết, bất quá đây đều là chuyện quá khứ, hiện tại hắn là ta phu quân, có chuyện gì, chúng ta cùng nhau đối mặt thì tốt rồi. Lý Thu Nguyệt trên mặt tràn ngập kiên định, rất giống một cái hoàn toàn trầm mê tình yêu ngốc cô nương. Nhưng là... Lão đại phu mặc kệ nói như thế nào, đây đều là nhà của ta vụ sự, cảm ơn ngày hôm nay theo ta đi này một chuyến. Lão đại phu nói tới rồi bên miệng, lại bị một lần nữa đổ trở về, hắn thở dài, chung quy vẫn là không nói gì thêm. Hai người ở cửa thôn tách ra, đi ngược lại. Lại trở lại trong phòng, tôn tử đồng không biết khi nào đã đã trở lại, khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, đang ở hướng bếp lò bên trong thêm củi lửa. Tôn một dương chạm chạm môi, như là có chuyện muốn nói. Lý Thu Nguyệt giống như cũng chưa thấy giống nhau, trực tiếp lượt qua hắn, đi vào tôn tử đồng bên cạnh. Dùng thang lông chấm chút trong nồi nước ấm, ngồi sổng tiểu gia hỏa trước mặt, ôm nhu đem trên mặt hắn vết bẩn toàn bộ lau đi. Thuận tiện đem cặp kia lạnh băng tay nhỏ sủy ở trong ngực. Đồng đồng, lạnh hay không? Không lạnh. Tiểu gia hỏa liên tục lắc đầu. Như vậy lãnh thiên, đến trên núi đi nhặt củi lửa, sao có thể không lạnh đâu? Chính là leo núi thực nhiệt nha, ta còn ra một thân hãn hơn nữa ta nhặt về tới siêu nhiều củi lửa tiểu gia hỏa duỗi tay chỉ vào chính mình sau lưng củi lửa dơ lên tiểu cầm tới đầy mặt đều là kiêu ngạo cùng nhà mình ca ca so sánh với tính cách thật đúng là cách biệt một trời bị làm lơ hồi lâu tôn mộc dương ở phía sau sâu kín hỏi ngươi không có gì lời nói muốn hỏi ta sao không có a à, ngươi cảm thấy ta hẳn là hỏi ngươi cái gì lý thu nguyệt quay đầu lại nhìn hắn một cái chỉ là liếc mắt một cái liền tiếp tục quay đầu tới hết sức chuyên chú xử lý trước mặt tôn tử đồng trên mặt vết bẩn, giống như là này trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng dơ hề hề đồ vật, so với kia tây vực kỳ độc còn muốn khiến người chán ghét. Ngươi liền không hỏi xem ta vì cái gì sẽ trúng độc. Phía trước không đều nói qua sao? Mỗi người đều có thuộc về chính mình bí mật, ngươi không muốn nói, ta tự nhiên cũng sẽ không buộc ngươi nói. Lý Thu Nguyệt dừng một chút, nếu ngươi lưu tại ta bên người nói, ta cũng sẽ nghĩ cách thế ngươi chữa khỏi trên người độc. Tuy rằng ta cũng không xác định có thể hay không chữa khỏi. Sau khi nghe được một câu, nam nhân thấp giọng bật cười. Ngươi này xem như ở dụ hoặc ta lưu lại sao? A. À, Lý Thu Nguyệt quay đầu cho hắn một cái xem thường, bệnh tâm thần mới dùng độc dược dụ hoặc người khác. Ta này độc lại không phải ngươi hạ. Khi nói không chừng đâu. Nàng kiêu ngạo nhướng mày, đổi một cái ý tưởng, nói không chừng là ta ở trên người của ngươi hạ độc, vì nghĩ cách làm ngươi vẫn luôn lưu tại ta bên người đâu này không hề sơ hở cách nói, làm tôn một dương cả người đều ngốc. Ngừng ấy năm tới chỉ thấy quá làm chuyện xấu người trốn tránh trách nhiệm, còn không có gặp qua loại này chủ động đem hắc qua hướng chính mình trên người ôm. Nhưng hắn vẫn là phối hợp nói, dựa theo sống núi ý tứ này, ta có phải hay không hẳn là chạy nhanh đi báo quan đem ngươi bắt lại, thuận tiện làm người đối với ngươi nghiêm hình thảo đánh, dùng để đổi lấy ta giải dược. Hai người bọn họ này kỳ quái đối thoại, tôn tử đồng tưởng phá, đầu nhỏ tử cũng tưởng không rõ chỉ có thể tức giận mạo một câu Kaka ca, ca không thể trảo tẩu 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 cũng không thể đối ca ca hạ độc ha 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 hai người đồng thời bị tiểu gia hỏa nghiêm trang làm cho tức cười không cười còn hảo này cười tôn tử đồng càng mê man vừa mới hai người bọn họ không còn ở cho nhau muốn biết như thế nào hại đối phương sao như thế nào hiện tại nhìn qua như là một đám được rồi nên làm gì làm gì trên người của ngươi này độc một chốc một lát chúng ta cũng giải không được còn không bằng coi như không có ta nếu là lần sau hôn mê ngươi nhưng đừng lại nhân cơ hội bái ta quần áo ăn ta đậu hũ vừa nói bái quần áo lý thu nguyệt trước mắt nháy mắt xuất hiện tôn một dương kia hoa văn rõ ràng cơ bắp một mạc đỏ ửng bay lên gương mặt nàng ra vẻ trấn định mà nói ta đó là nhìn xem ngươi rốt cuộc làm sao vậy liền ngươi kia trên người không hai lượng thịt cánh tay chân còn không có ta tráng có cái gì đẹp một cái tiểu cô nương gia gia nói một người nam nhân cánh tay chân không ngươi tráng ngươi cảm thấy đây là kiện đáng giá kiêu ngạo sự tình sao? tôn một dương trực tiếp đem này nồi nấu cấp quan trở về lý thu nguyệt mặt càng đỏ hơn hồng nàng trực tiếp từ trong phòng chạy đi ra ngoài cũng không thể tiếp tục cùng này huynh đệ hai đại ở bên nhau nói cách khác không phải bị tiểu gia hỏa cấp cười chết chính là bị tôn một dương gia hỏa này cấp tức chết nói đến cũng kỳ quái từ lần trước Lý Đại Cường mang theo một đám lưu manh du côn tới cửa tới nói muốn cưới Lý Thu Nguyệt sau liền rốt cuộc chưa từng thấy nhà bọn họ người thân ảnh không biết còn tưởng rằng này một nhà bốn người toàn bộ đều chạy đâu Lý Thu Nguyệt nhất chân hướng sau núi đi đến chính mình không ở nhà mấy ngày này trong nhà củi lửa toàn dựa tôn tử đồng cái này tiểu gia hỏa một người gánh vác hôm nay nếu ở nhà kia không bằng đi trên núi nhặt chút củi lửa trở về cũng coi như là làm tiểu gia hỏa ở nhà không như vậy vội Ngoài dự đoán mọi người, ngày ngày mùa đông, trong núi củi lửa thật giống Tôn Tử đồng nói như vậy, khắp nơi đều có. Trước mặt đoạn thời gian, một hai cái canh giờ chỉ có thể nhặt về tới một tiểu bó so sánh với quả thực là mặt trời mọc từ hướng tây. Cái gọi là sự ra khác thường tất có yêu. Lý Thu Nguyệt một bên nhặt củi lửa, một bên hướng trên núi đi, dưới chân bước chân đều cố tình thả chậm chút. Nếu là đột nhiên từ nơi nào vụt ra tới cái đại hắc chuột, nàng cũng phương tiện trực tiếp xoay người liền chạy phía trước truyền đến nói chuyện thanh âm nàng rón ra rón rén thấu qua đi liền nghe thấy tên của mình không nghĩ tới lý thu nguyệt nha đầu này hiện tại lại là như vậy đanh đá trước kia lưu manh về lưu manh gặp được sự tình đảo cũng lưỡng lự hiện tại thế nhưng đem ngươi đại cường bọn họ một phòng người tấp bước đi rồi bước đi liền bước đi này vài lần không đều là lý đại cường một hai phải chính mình không có việc gì đi lên tìm ra sao bằng không nhân gia tiểu cô nương cũng không đến mức được rồi a à, ngươi cũng đừng cấp lý thu nguyệt nói chuyện hắn Lý Đại Cường không phải cái thứ tốt, Lý Thu Nguyệt cũng không hảo đi nơi nào. Ở bên ngoài nhặt cái giả nam nhân trở về liền nói là nhà mình phu quân, cũng không biết ngầm đối người dùng cái gì thủ đoạn. Chương 60 thiên đại tin tức tốt. Ở bên ngoài còn có thể nghe thấy về chính mình bác quái, Lý Thu Nguyệt thực sự không nghĩ tới, không biết khi nào, chính mình đã thành trong thôn nhân vật phong vân. Ngầm dùng cái gì thủ đoạn chúng ta không biết, bất quá kia nam nhân lớn lên cũng thật đẹp, chúng ta này trong thôn, Mấy trăm năm cũng chưa ra quá một cái lớn lên như vậy đẹp nam nhân. Này thật đúng là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Tính A, à, nhân gia trong nhà gia sự cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, huống chi, người nọ không cũng làm trò chúng ta mặt, nói lý thu nguyệt là hắn nương tử sao. Nhân gia tình trạng ý thiếp, cùng chúng ta này đó người ngoài có quan hệ. Gì? Nương tử? Cũng không rải phao nước tiểu chiếu chiếu, chính mình trông như thế nào, nhân gia nói như vậy, thật đúng là liền tin. Nghe này nhị vị càng nói càng quá mức, Lý Thu Nguyệt nhịn không được khụ một tiếng. Nhị vị nếu là cảm thấy ta không xứng với nhà ta phu quân, đại có thể chính mình đi thử thử, cũng không cần thiết ở sau lưng khu môi múa mép đi. Ông chính mình nhặt củi lửa, Lý Thu Nguyệt cứ như vậy xuất hiện ở hai người trước mặt. Này không xem, còn tưởng rằng hai vị là trong thôn thích hôn nữ tử, cảm thấy tôn một dương lớn lên đẹp, cho chính mình đương phu quân đáng tiếc. Nhưng này thật sự mặt đối mặt, đối diện đứng hai cái sim y ố vàng, đầy mặt nếp nhăn, năm, 60 tuổi cụ bà. Lý Thu Nguyệt trong lúc nhất thời, vọt tới ngực tính tình, thế nhưng không biết hướng nơi nào phát tiết. Tổng không thể ỷ vào chính mình tuổi trẻ lực tráng, cùng mấy cái lão thái thái đánh lên đến đây đi. Ngươi cô nàng này nói chuyện ngượng ngùng không, cái gì kêu chính chúng ta đi lên tranh thử xem, ngươi cũng không nhìn xem, chúng ta tuổi tác đều có thể cho hắn đương nương. Cái kia nói tôn một dương đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu cụ bà, bị Lý Thu Nguyệt lời này cấp khí đỏ mặt. Nếu không phải bên cạnh vị kia ngăn đón, hận không thể xông lên trực tiếp cùng Lý Thu Nguyệt đại chiến 300 hiệp. Nghe được đương nương, Lý Thu Nguyệt phục một tiếng bật cười. Không chút do dự nói, đừng nói đương nương, ngày này tuổi tác, cho ta gia phu quân đương nải nải đều là có khả năng. Ngươi! Cụ bà bị nàng lời này tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi, dựa vào gốc cây tử bên, không ngừng vỗ về chính mình ngực. Bên cạnh vị kia nhìn không được, đối với Lý Thu Nguyệt chỉ trích nói, có người như vậy cùng trưởng bối nói chuyện sao? Làm trưởng bối, hẳn là không đến mức ở người khác sau lưng khu môi múa mép, càng không đến mức, nói nhân gia không phải cái thứ tốt đi. Lý Thu Nguyệt không chút khách khí lấy vừa rồi hai người nói dỗi trở về. Nàng không phải cái sợ phiền phức chủ. Không ai tìm phiền toái, nàng Lý Thu Nguyệt sẽ không chủ động đi nháo sự, nhưng nếu là có người muốn tìm nàng phiền toái, nàng tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Ngươi Dựa vào gốc cây tử bên cạnh vị kia, giờ phút này bị chọc tức thở hổn hển ngồi ở chỗ kia sau một lúc lâu đứng dậy không nổi bên cạnh vị kia nguyên bản chuẩn bị ra tới khuyên can cụ bà giờ phút này cũng bị lý thu nguyệt nói quay lưng lại không muốn lại liếc nhìn nàng một cái nên nói nói đều nói ngày mùa đông ai cũng không muốn tiếp tục ở bên ngoài ai đông lạnh đánh giá của lửa nhặt cũng không sai biệt lắm lý thu nguyệt dứt khoát cầm đồ vật xoay người liền hướng nhà mình đi đến nỗi vừa mới ở sau lưng khu môi múa mép hai vị cụ bà rốt cuộc thế nào nàng là nửa điểm đều không quan tâm người trong thôn chắc nịch tâm lý thừa nhận năng lực cường ngày thường xoa eo chỉ vào cái mũi lẫn nhau mắng đó là thường có sự sẽ không bởi vì dăm ba câu liền ký ra cái gì tật xấu tới vẫn luôn đi đến nhà mình cửa lý thu nguyệt đột nhiên phản ứng lại đây một việc lý đại cường bọn họ gần nhất không quấy rối là bởi vì một nhà bốn người dọn đi rồi họa tàu làm được xinh đẹp một câu quốc túy xuất khẩu cũng may còn không có tiếng gia môn, trong phòng người không có nghe thấy lời này, bằng không Tôn một Dương không chừng muốn trách cứ nàng dạy hư tiểu hài tử. Tiền đề là, Tôn một Dương có thể nghe hiểu họa tàu là có ý tứ gì. Biết cái kia không có việc gì liền thích tìm chính mình phiền toái tai họa dọn đi rồi, Lý Thu Nguyệt muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ. Rõ ràng lên núi nhặt củi lửa là cái cu ly, nàng đẩy cửa mà vào thời điểm, thế nhưng còn hừ tiểu khúc. Kia vui sướng trình độ, làm trong phòng một lớn một nhỏ đều cảm thấy sợ hãi. Ngươi ở trên núi nhặt bảo bối. Tôn Mộc Dương hỏi. Tôn Tử Đồng liên tục gật đầu, phụ họa nhà mình ca ca nói, tẩu tẩu nhất định ở trên núi nhặt được bạc. Ta ở trên núi nhặt cái đại chày gỗ. Lý Thu Nguyệt, phong tình vạn chủng, trắng bọn họ liếc mắt một cái, không biết hai người các ngươi, ai ngờ tới thử xem này chày gỗ uy lực. Không cần. Tôn Tử Đồng tạch một chút thoáng lên, giống cái con thỏ giống nhau, chui vào Tôn Mộc Dương trong lòng ngực sợ Lý Thu Nguyệt lấy trên núi nhặt về tới chày gỗ tới đánh hắn mông. Liền ngươi hiện tại này vui vẻ bộ dáng, nói ở trên núi cái gì chuyện tốt cũng chưa phát sinh, ngươi cảm thấy sẽ có người tin sao. Tôn Mộc Dương nhìn trong lòng ngực đệ đệ, có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không có bất luận cái gì khiếp đảm ý tứ. Người bình thường hẳn là đều sẽ không tin tưởng, Lý Thu Nguyệt ở trên núi nhặt cái chày gỗ trở về, có thể như vậy vui vẻ. Hoặc là nói, người bình thường hẳn là đều sẽ không đem chày gỗ ném ở trên núi ngươi có hay không phát hiện gần nhất chúng ta cuộc sống này quá đến so với phía trước thanh tĩnh rất nhiều lý thu nguyệt cố ý bán cái cái nút liền muốn nhìn một chút tôn một dương có thể hay không đoán được đối diện người nọ sửng sốt một chút lập tức hỏi này chuyện tốt cùng lý đại cường có quan hệ chẳng lẽ hắn làm chuyện xấu quá nhiều bị chọc tới ngồi sổng đại lao hắn muốn thật sự bị chọc tới ngồi sổng đại lao ta hiện tại đã không phải ở chỗ này làm ngươi đoán ta gặp cái gì chuyện tốt mà là trực tiếp khi ngươi chúng ta tam đi chợ thượng ăn đúng tốt. Vừa dứt lời, tôn tử đồng đầu liền từ nhà mình ca ca trong lòng ngực nâng lên. Một đôi nai con ngập nước mắt to, liền như vậy nhìn Lý Thu Nguyệt. Nãy thanh nãy khí hỏi, chợ thượng có cái gì ăn ngon? Suốt ngày chỉ biết ăn. Tôn một dương ở hắn đầu thượng gõ một chút. Mới vừa bị Mỹ thực dụ hoặc cấp hướng hôn đầu óc tôn tử, ở ca ca bạo lực hạ, lại khôi phục ủy khuất bộ dáng. Cho nên chuyện này vẫn là cùng Lý Đại Cường có quan hệ, đúng không? Ân. Lý Thu Nguyệt cực cực đầu. Nhân tiện cấp tôn một dương thông minh so cái ngón tay cái. Hắn làm sao vậy, bị người đánh hạ không tới giường, cho nên gần nhất không có tới nhà chúng ta tìm phiền toái. Trong bất tri bất giác, tôn một dương đã theo bản năng đem nơi này trở thành chính mình ra, liền mở miệng, nói đều là nhà chúng ta. Phỏng chừng là bởi vì lần trước, hắn mang đám kia mặt khác thôn lưu manh du côn, tới nhà của ta tìm phiền toái thời điểm, ta đem người chi đi nhà hắn, nói hắn có cái muội muội. Đây là ta nhớ rõ. Việc này hắn đương nhiên nhớ rõ, lúc ấy nếu không phải bởi vì huyện lệnh tới, loại chuyện này một chốc một lát còn xuống đài không được. Lý đại cường cha mẹ lại không phải ngốc tử, sao có thể nguyện ý đem nhà mình khuê nữ gả cho đám kia bất đắc dĩ. Phỏng chừng cũng là bị phiền không có biện pháp, bọn họ cả nhà đều dọn đi rồi. Dọn đi rồi. Tôn một Dương trước mắt sáng ngời, người ở nơi nào được đến loại này tin tức tốt. 61 cái hay không nói, nói cái dở. Ở nơi nào được đến như vậy tin tức tốt? Vấn đề này, nhưng thật ra đem Lý Thu Nguyệt hỏi không biết như thế nào mở miệng. Đảo không phải bởi vì này tin tức nơi phát ra là nói nghe đồ, mà là Nhân gia nói lời này thời điểm chính là đang mắng nàng nha. Cái này làm cho nàng như thế nào mở miệng? Chẳng lẽ nói cho Tôn Mộc Dương, chính mình ở sau núi nhặt củi lửa thời điểm, nghe được có người mắng chính mình, tưởng trộn nghe một chút những người này nói như thế nào? Cho nên mới nghe được như thế lệnh người phấn chấn tin tức. Lý Thu Nguyệt sờ sờ cái mũi, thuận miệng chính là một câu, ta đi ngang qua Lý Đại Cường nhà ở thời điểm, nhìn nhà bọn họ đã dọn không. Ngày này cũng thật chính là tâm đại. Tôn Mộc Dương bị khí cười, là trong khoảng thời gian này nhân gia không có tới cửa tới tìm phiền toái, nhàn đến hoãn đúng không, không né đi liền tính, còn chuyên môn từ nhân gia nhà ở cửa trải qua, còn có thể thấy nhân gia trong phòng dọn không. Ai nha, ta này không phải tò mò sao, liền Lý Đại Cường kia tính tình, không mỗi ngày tới nhà của chúng ta tìm phiền toái, đều thực xin lỗi hắn Lý Đại Cường tên này, nhưng này ngừng nghĩ lâu như vậy. Quả nhiên, trải một cái dối, chung quy là phải dùng vô số nói dối tới viên trở về. Nguyên bản chỉ nghĩ tùy tiện đem tôn một dương cấp đuổi rồi, nhưng hiện tại đối phương thượng cương thượng tuyến, Lý Thu Nguyệt cũng không thể nói thẳng chính mình ở nói dối. Cũng chỉ có thể tiếp tục tưởng mặt khác lấy cớ. Trong nhà đồ vật dọn đi rồi, nói không chừng chỉ là đi ra ngoài trốn trốn, quá đoạn thời gian liền đã trở lại ta cũng là nghĩ như vậy nha, cho nên ta liền hỏi một chút bên cạnh mặt khác thôn dân, bọn họ đều nói Lý Đại Cường một nhà là hoàn toàn dọn đi rồi. Xem nàng ngôn chi chuẩn xác, Tôn một Dương thở dài, chung quy là không tiếp tục nói tiếp. Hắn đánh giá Lý Thu Nguyệt toàn thân, hỏi, muốn ăn Tết, ngươi thật sự không cho chính ngươi đổi kiện tân y phục sao? Ngoạ tào, đã quên. Nói lên quần áo mới, quốc túy buộc miệng thốt ra, hoàn toàn không chú ý tới đối diện người nọ trở nên có chút quỷ dị ánh mắt ngoạ tàu là có ý tứ gì là cái tháng từ ta chính là đột nhiên nghĩ tới kêu một tiếng không có gì đại sự lý thu nguyệt tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi nếu không phải tôn một dương hôm nay nhắc tới tới nàng đều mau đã quên mấy ngày hôm trước ở tiệm may tử nơi đó cho chính mình làm một kiện xinh xinh đẹp đẹp tân y phục cố tình trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở vội vội đến nàng cũng chưa thời gian đi xem không chừng trong khoảng thời gian này bận lên bận xuống chỉ là chính mình trong phòng cùng chợ chi gian liền chạy vô số tranh gầy xuống dưới một ít cũng nói không chừng người trong khoảng thời gian này tiền cũng tránh một ít tiểu cô nương gia gia thật sự không trang điểm một chút chính mình đối với loại này nghe tới giống liền ở giảng đạo lý nói nếu là người khác không nói khả năng lý thu nguyệt còn không cảm thấy nhưng hiện tại lời này từ tôn một dương trong miệng nói ra nàng tổng cảm thấy nơi nào có chút quái quái tiểu tính tình lập tức liền dũng đi lên hung ba ba nói liền tính tránh tiền kia cũng là ta chính mình bằng bản lĩnh tránh, xài như thế nào ta định đoạt. Ta biết đó là chính ngươi kiếm tiền, ta cũng không chuẩn bị cùng ngươi đoạt, chẳng qua ngươi cho chúng ta hai đều thay tân y phục, chính mình còn ăn mặc như vậy rất tung tóe, không biết còn tưởng rằng ta này đương phu quân bạc đãi ngươi. Ta liền tính thay tân y phục, kia không phải cũng là ta chính mình tiền mua sao? Lý Thu Nguyệt đầu óc thập phần rõ ràng, hơn nữa ngươi hôm nay thiên ở trong nhà, đại môn không ra nhị môn không mại, nhân gia liền tính nói ngươi nói bậy ngươi cũng nghe không thấy hảo tâm coi như lòng lan dạ thú, phỏng chừng nói chính là hiện tại cục diện này. Tôn một Dương bị nàng như vậy vừa nói, sắc mặt xem như hoàn toàn đen đi xuống, dứt khoát quay đầu đi, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Không thể phủ nhận chính là, lập tức liền phải ăn Tết. Mặt sau đã nhiều ngày, Lý Thu Nguyệt ở chợ thượng đãi thời gian càng ngày càng trường, không chỉ là tự cấp lão đại phu trợ thủ. Càng là ở vội xong lúc sau, sủy chính mình trong túi kia căn phòng tiền đồng, mãn đường cái tìm chút ăn ngon hảo ngoạn trở về. Công một dương tuổi đại, đối này đó ăn ngon nhưng thật ra không có gì quá lớn dục vọng. Nhưng không chịu nổi trong nhà còn có cái tiểu oa nhi, suốt ngày đầu trừ bỏ ăn bên ngoài, cũng không thể tưởng được cái gì chuyện khác. Lý Thu Nguyệt mỗi ngày buổi sáng vẫn là sẽ đem lương thực mang đi lương hành, đổi lấy một ít tiền đồng, hảo sinh sôi sủy ở túi tiền. Nhìn kia càng ngày càng cổ túi tiền, cả người tâm tình đều hảo lên. Bất quá này liên tiếp 4 năm ngày lý thu nguyệt vẫn luôn không thượng trương hoa sen mẹ con hai người trụ phòng lại đi một lần lần trước chuyện đó nghi là xem ở trương hoa sen mặt mũi lúc này mới không có tiếp tục tìm trương đại nương phiền toái nhưng này rốt cuộc xé rách da mặt nàng cũng không muốn cùng trương đại nương nhìn nhau không vừa mắt hôm nay hạ tràng đại tuyết lý thu nguyệt vào cửa rung rung chính mình đầu vai tuyết động người cũng chưa ấm áp lại đây liền nghe lão đại phu nói bên kia mẹ con hai người phải đi ngươi không đi cáo biệt sao đi thì đi bái vốn là cùng ta là đồng hương, liền tính các nàng đi trở về, cái kia ta cũng trụ cách không được nhiều xa. Lý Thu Nguyệt có chút không cho là đúng nói. Không hề đi dặn dò hai câu, kia tiểu cô nương trên người bệnh kính, một chốc một lát còn là hảo không được, này dược phỏng chừng cũng không thể dừng lại. Dược không thể đình, liền tiếp theo cho nàng dùng, ta nói nên cấp đồ vật, không thể thiếu ngài nửa phần. Lý Thu Nguyệt cười cười, từ trong túi lại móc ra mấy cây nhân sâm. Nếu là đặt ở ban đầu, lão đại phu nhìn như thế cao phẩm chất nhân sâm còn sẽ kích động nề hà trong khoảng thời gian này trước mặt này tiểu nha đầu thường thường liền từ trong túi đào mấy cây ra tới dần già ngay cả hắn đều xem thói quen trong miệng nói mặc kệ trương hoa sen mẹ con nhưng lý thu nguyệt bước chân vẫn là đi tới cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ môn nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng đáp lại ai a à? vào đi trương hoa sen thanh âm sau mới vừa trụ tiến vào thời điểm muốn có vẻ có trung khí nhiều. Lý Thu Nguyệt đẩy cửa mà vào, vừa lúc cùng Trương Đại Nương đâm vào nhau. Đánh giá nếu là nhớ tới chính mình lần trước động ý xấu, Trương Đại Nương lập tức cúi đầu từ bên cạnh vòng qua đi, coi như là không nhìn thấy nàng giống nhau. Trương Hoa sen mặt đỏ lên, nói, ta nương nhìn ngươi có chút ngượng ngùng, cho nên không có chào hỏi. Không có việc gì, chuyện quá khứ đã qua đi, ta cũng không cần thiết cưỡng cầu, Trương Tỷ Tỷ, ngươi thân thể nhưng cảm giác hảo chút, Lý Thu Nguyệt đi qua đi, ánh mắt bay nhanh quét một chút các nàng thu thập hành lý. Một cái đại đại bao vây, bên trong đầy đủ loại kiểu dáng dược liệu, trên cơ bản đều là lão đại phu phối trí tốt. Trừ cái này ra, cũng chỉ có như vậy một hai kiện quần áo, hẳn là trong khoảng thời gian này, Trương đại nương chuyên môn về nhà lấy một chuyến. So với phía trước khá hơn nhiều. Trương đại thúc đâu, ra tới sao? Lý Thu Nguyệt chỉ là thuận miệng vừa hỏi, liền nhìn đối diện Trương Hoa sen nước mắt bắt đầu ở hốc mắt trung đảo quanh. Nàng trong lòng lột bột một chút, nháy mắt minh bạch sao lại thế này. Khi đáng chết, một mực chắc chắn là cha ta đánh đến hắn, hiện tại cha ta còn bị nhốt ở Đại Lao, cũng không biết quá đến tột cùng là ngày mấy. Chương 62 có việc cầu người. Trương Hoa Sen vừa khóc, đem Lý Thu Nguyệt khóc có chút hoảng sợ. Rốt cuộc. Nhân gia cha còn bị nhốt ở Đại Lao, mặc kệ nàng hiện tại nói cái gì lời nói, có vẻ có chút nói mát ý tứ lý thu nguyệt trầm mặc một hồi cuối cùng vẫn là duỗi tay cho trương hoa sen một cái ôm động tác thực mềm nhẹ mềm nhẹ đến không mang theo nửa điểm sức lực sợ đụng phải trương hoa sen trên người miệng vết thương trương đại thúc sự tình chúng ta cũng không có biện pháp các nhân tự có thiên tướng ta tin tưởng quan lão gia nhóm vẫn là có thể ra ra sự tình chân tướng ra đến ra tới cái rắm trương hoa sen phun một tiếng ngươi cho rằng phía trước ta không có báo quá quan sao khi nam nhân chính là ỷ vào quan phủ có nhà mình nhị thúc có thể cho hắn chống lưng cho nên mới như vậy tùy ý làm bậy. vậy vậy ngươi phía trước báo quan chẳng phải là lý thu nguyệt thực sự không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra đảo cũng ứng câu kia tiểu địa phương dựa quan hệ nói trương hoa sen phu quân ở quan phủ có chỗ dựa khi nàng báo quan trở về khẳng định không tránh được một đốn đòn hiểm vẫn luôn làm bộ không có thấy lý thu nguyệt trương đại nương nghe được lời này cũng nhịn không được trộn lau vài cái nước mắt nhà mình khuê nữ, mấy năm gần đây ở bên ngoài bị như vậy nhiều khổ, nhà ai cha mẹ trong lòng có thể dễ chịu. Mặc kệ ta lấy cái gì lý do báo quan, cuối cùng dù sao đều là ta sai, sao lại chậm rãi ta cũng từ bỏ. Trương Hoa sen một bên dùng khăn tay xoa nước mắt, một bên anh anh khóc lóc, như là muốn đem sở hữu ủy khuất, đều nói cho cái này cùng chính mình cùng nhau từ nhỏ lớn lên muội muội. Lý Thu Nguyệt có thể làm, chỉ là lẳng lặng bồi ở bên người nàng. Chẳng sợ nàng hiện tại nhận thức huyện lệnh, chẳng sợ huyện lệnh có cầu với nàng, có chút lời nói cũng không thể mở miệng. Thu Nguyệt nha đầu, Trương Đại Nương có chút ngượng ngùng đã mở miệng, sự tình lần trước là ta không đúng, Đại Nương cũng là bị ma quỷ ám ảnh, ngươi tại đây trấn trên y quán ngay người một đoạn thời gian, nhiều ít cũng nhận thức những người này, có thể hay không giúp ta gia nam nhân. Nên tới luôn là sẽ đến, giống như là Trương Hoa sen một nhà khẩn cầu. Chỉ là lời này từ Trương Đại Nương trong miệng nói ra, nghe đi lên ngược lại tràn ngập châm chọc. Lý Thu Nguyệt lắc lắc đầu, trực tiếp đem nàng cái này ý niệm bóp chết ở nảy sinh. Ta tại đây y quán tuy rằng ngây người có mấy ngày công phu, nhưng cũng là tự cấp lưu đại phu trợ thủ, đến nỗi ngươi nói những người đó. Ngươi cảm thấy quan to hiển quý sẽ chính mình đến nơi đây tới sao? Tổng không phải thỉnh một ít đại phu đi nhà mình chẩn trị. Lời này nghe tới có chút lãnh khốc, nhưng lại tràn ngập đạo lý. Trương Hoa Sen trong mắt quan mang, mới vừa sáng lên, vốn nhờ vì Lý Thu Nguyệt lời này lại lần nữa dập tắt vốn dĩ liền không trông cậy vào vị này có thể nhận thức ai, nhưng nhiều ít so với bọn hắn cường chút. Hiện tại bị cự tuyệt như vậy dứt khoát, cho dù là Trương Hoa Sen cũng có chút ngượng ngùng. Xem nàng như vậy, Lý Thu Nguyệt trong lòng cũng có chút băn khoăn. Thở dài, an ủi nói, không được đợi chút ta bồi ngươi cùng đi trong nhà lao nhìn xem, mua chút ăn ngon cấp Trương Đại Thúc đưa qua đi, liền tính kia nam nhân nhị thúc lại như thế nào có bản lĩnh, cũng không thể không cho phép đương nữ nhi, đi cấp cha đưa bữa cơm đi. Ân ân. Trương Hoa Sen Hồng vành mắt đồng ý. Ta đây đâu, có thể đi theo cùng đi nhìn xem sao. Trương Đại Nương vội vàng thấu đi lên, ta vài thiên không nhìn thấy nhà ta nam nhân, cũng không biết hắn ở trong tù quá đến thế nào, có hay không bị đói đông lạnh. Lý Thu Nguyệt dù cho đối Trương Đại Nương, lại như thế nào bất mãn, nhìn đến như vậy một màn sau, cũng chung quy lựa chọn thỏa hiệp. Nhà ai đương nương tử, có thể không đau lòng phu quân đâu. Nếu là đổi làm tôn một dương ở Đại Lao ngồi sổng, nàng hiện tại phỏng chừng so trương đại nương còn bắt cấp. Quản hắn đối diện người là ai, chỉ cần có thể giúp chính mình nhìn thấy nhà mình ở đại lao ngồi sổn phu quân, phía trước phát sinh quá lại nhiều mâu thuẫn cũng không cái gọi là. Đương nhiên, này chỉ là lý thu nguyệt ý nghĩ của chính mình. Nếu là thật sự đặt ở tôn một dương trên người, nàng nhưng không cảm thấy, tên kia nhìn qua có thể như là đem người đánh ra tật xấu bộ dáng. Chẳng sợ tôn một dương trên người cơ bắp thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Thử xem đi, cũng không biết nhân gia có thể hay không đồng ý một lần đi vào như vậy nhiều người lý thu nguyệt chính mình cũng có chút không tự tin nói đến cùng các nàng muốn đi địa phương là đại lao cũng không phải là cái gì tầm thường ngắm phong cảnh địa phương đến tột cùng hẳn là như thế nào làm kia khẳng định cũng muốn nghe ngục tốt an bài liền tính nhân gia nói một lần chỉ có thể vào đi một người trương hoa sen hoặc là trương đại nương luôn có một người muốn vào đi nhìn xem trương đại thúc ở bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào đem đồ vật thu thập hảo, cùng lão đại phu chào hỏi, ba vị nữ tử liền cho nhau nâng ra cửa. Trương Hoa Sen chung quy là bệnh nặng mới khỏi, toàn thân mềm như bông, không có sức lực. Cả người cơ hồ đều dựa ở Lý Thu Nguyệt trên người, đi đường tốc độ cũng là cực chậm. Đi ngang qua một gian tiệm cơm, nghe bên trong đồ ăn phiêu hương, mẹ con hai người nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Phóng ngày thường, Lý Thu Nguyệt nhất định nghe không được liền cực tiểu động tĩnh. Cố tình hôm nay Trương Hoa Sen cả người dựa vào trên người nàng, ngay cả tiếng tim đập đều rõ ràng, cái này nuốt nước miếng động tĩnh, tự nhiên cũng vô pháp tránh được. Đã đói bụng sao? Trương Tỷ Tỷ. Lý Thu Nguyệt hỏi. Trương Hoa Sen cong cong khóe miệng, quay đầu đi nói, không đáng ngại. Trương Đại Nương đâu, đã đói bụng sao? Đói nói chúng ta liền đi vào ăn chút đi. Biết Trương Hoa Sen là cái gì tính cách, Lý Thu Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở trên người nàng phí công phu phỏng chừng thiên sập xuống, Trương Hoa Sen cũng sẽ đối với các nàng nói không có việc gì. Cho nên Lý Thu Nguyệt dứt khoát đem vấn đề đẩy đến bên cạnh Trương Đại Nương trên người. Nếu là nói đói, các nàng liền đi vào, nếu là nói không đói bụng, vậy trực tiếp đi. Đảo cũng không có khả năng vẫn luôn khách sáo đi xuống. Trương Đại Nương nghe được lời này, vội vàng gật đầu, sợ Lý Thu Nguyệt đổi ý dường như. Trong miệng còn ở nói thầm, mấy ngày nay nhà ta khuê nữ sợ dùng tiền, chậm trễ đến lúc đó cứu nàng cha ra tới, chúng ta nương hai có thể chính là ăn mấy ngày bánh ngô nương trương hoa sen kêu nàng một tiếng đừng nháo thu nguyệt nha đầu hiện tại tránh tiền mời chúng ta ăn một bữa cơm cũng sẽ không có cái gì quá lớn vấn đề trương đại nương quay đầu trừng mắt nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái xem như đem bàn tính nhỏ trực tiếp bãi ở bên ngoài thượng lý thu nguyệt nghe được lời này trong lòng có chút không thoải mái nhưng chung quy chưa nói cái gì chính mình chủ động khai khẩu tự nhiên muốn chính mình phụ trách nhiệm đỡ trương hoa sen, từng bước một đi vào tiệm cơm. Giờ phút này đúng là cơm điểm, bên trong tiếng người ồn ào, điếm tiểu nhị ở các cái bàn gian không ngừng xuyên qua. Chẳng sợ nhìn vào được ba vị tân khách nhân, cũng không có biện pháp trước tiên thò qua tới. Trương Đại Nương ngồi xuống hạ, liền bắt đầu tả hữu đánh giá những người khác trên bàn đồ ăn, nước miếng đã tới rồi bên miệng, liền kém không theo khóe miệng trượt xuống dưới. Trương Hoa sen nhẹ nhàng kéo vài cái nhà mình mẫu thân góc áo, thấp giọng kêu, nương, đừng như vậy. Thế nào, chơi người nương mất mặt. Nơi này nhiều người như vậy, chúng ta như vậy chung quy là không tốt lắm. Lý Thu Nguyệt cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, nhìn các nàng mẹ con hai người động tác nhỏ, chờ điếm tiểu nhị đưa. Thực đơn đi lên. Chương 63 Nhạ Hỏa Thượng Thân Lý Thu Nguyệt Trung khí mười phần một tiếng kêu, từ sau lưng truyền đến, sợ tới mức Lý Thu Nguyệt trong tay chén trà thiếu chút nữa không đoan trụ. Trong lòng lột bột một chút, phản ứng đầu tiên chính là lý đại cường lại tới tìm phiền toái nghĩ lại tưởng tượng lý đại cường người một nhà hiện tại chỉ sợ ốc còn không mang nổi mình ốc làm sao có thời giờ tới tìm nàng phiền toái lúc này mới chậm rì rì quay đầu đi thấy chính mình ước gì vĩnh viễn vĩ ngộ không thấy người huyện lệnh lão gia ăn mặc một kiện thật dày lông chồn áo khoác bên cạnh gia đình trong tay còn cầm một cái hộp cơm hai người sải bước hướng nàng đi tới chẳng sợ không quen biết người của hắn cũng có thể nhìn ra tới Vị này tuyệt đối là cái có tiền lão gia. Thật xảo a, à, ở chỗ này gặp lão gia ngài. Lý Thu Nguyệt có chút xấu hổ chào hỏi. Không phải nàng không nghĩ gọi người, chủ yếu là bên cạnh còn ngồi hai vị, chính trông cậy vào chính mình hỗ trợ tìm quan hệ người ở. Lý Thu Nguyệt dù cho là lại đại lá gan, cũng không dám thẳng hô đối phương vì huyện lệnh đại nhân. Bằng không, không chừng Trương Hoa sen mẹ con hai người, liền ở trước công chúng, quỳ xuống tới cầu đối phương hỗ trợ huyện lệnh có thể hỗn cho tới hôm nay nông nổi, tuy rằng cũng không phải ngốc tử. Nghe Lý Thu Nguyệt kêu chính mình lão gia, đồng dạng cười tủm tỉm trở về thanh, này không phải bởi vì trong nhà phu nhân muốn ăn này thịt kho tàu sư tử đầu, cho nên ta mới đến nơi này tới, chuyên môn cho nàng mua một phần trở về. Khi lão gia sớm chút trở về, đừng làm cho phu nhân ở trong nhà chờ nóng nảy. Hảo! Ở chỗ này, mặc kệ là huyện lệnh vẫn là Lý Thu Nguyệt, đều không có tiếp tục nói chuyện với nhau dục vọng mang theo nhà mình gia đình, nam nhân không chút do dự hướng ra ngoài đi đến. Trương Hoa Sen ánh mắt ở hai người trên người qua lại thổi qua, tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp. Liền đè nặng thanh âm hỏi một tiếng, thu nguyệt mùi mùi, ngươi không phải ở kia dược phòng bên trong trợ thủ sao? Như thế nào hôm nay ở chỗ này, gặp người ngoài cũng muốn kêu lão gia. Ngươi cũng không nhìn xem nhân gia ăn mặc, sau lưng còn mang theo cái gia đình, cho ngươi nói, chẳng lẽ ngươi không gọi lão gia sao? Lý Thu Nguyệt mắt trợn trắng, trực tiếp đem này thái cực ném trở về nhiều lời nhiều sai này đạo lý nàng vẫn là rõ ràng cũng may huyện lệnh một lòng nghĩ nhà mình phu nhân dưới chân bước chân cực nhanh hai người nói chuyện công phu liền đã hoàn toàn không có ảnh nhi cũng coi như là làm lý thu nguyệt hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra không cần lo lắng trương hoa sen mẹ con hai người đi lên cầu nhân gia hỗ trợ chỉ là này một hơi còn không có tùng xong điếm tiểu nhị liền cầm thực đơn đi rồi đi lên cười tủng tỉm hỏi cô nương cùng huyện lệnh nhận thức Lời này vừa ra, trên bàn ba người tất cả đều thay đổi sắc mặt. Lý Thu Nguyệt tỉnh ra đầu nói, phía trước ở bên ngoài gặp được quá một hồi, nguyên lai like hắn chính là huyện lệnh A. Thế nào? Ngươi không quen biết sao? Tiểu nhị một bên nhiệt tình tiếp đón, một bên hướng các nàng cái ly chuyên môn thêm chút nước ấm. Trước cuộc có thể cùng huyện lệnh đáp thượng lời nói, còn có thể làm huyện lệnh trực tiếp kêu ra tên gọi tới, khi tuyệt đối cũng là đáng giá định bợ đại nhân vật. Tuy rằng ăn mặc, nhìn qua rất tung tóe, trên người không mấy cái tiền đồng, nhưng điếm tiểu nhị tin tưởng, trước mặt cô nương này, cùng huyện lệnh chi gian quan hệ tuyệt đối không bình thường. Không chừng là vị kia đã từng niên thiếu kinh cuồng, ở bên ngoài để lại một ít phong lưu chuyện cũ. Nếu là mỗi người đều nhận thức huyện lệnh, kia còn lợi hại. Lý Thu Nguyệt xấu hổ đến ngón chân mau đem đế giày tử môi phá, trên mặt còn muốn làm bộ một bộ ngây thơ vô tri bộ dáng, chính mình đều cảm thấy ghê tởm. Thu Nguyệt nha đầu, ngươi nhận thức huyện lệnh, như thế nào không nói sớm. Trương Đại Nương một phen kéo qua tay nàng, kia chúng ta có phải hay không có thể cầu hắn hỗ trợ, đem nhà ta nam nhân vớt ra tới. Đúng vậy, Thu Nguyệt muội muội, có huyện lệnh hỗ trợ, tên kia nhị thúc chẳng qua là một cái tầm thường nha dịch, chúng ta chẳng phải là ổn thắng. Trương Hoa Sen cũng tràn ngập hưng phấn, trắng bệch trên mặt đều nhiễm vài phần đỏ ửng. Xem các nàng hai kích động như vậy, Lý Thu Nguyệt ngược lại không tiếp lời, chỉ là lặng lặng nhìn chính mình trong tay thực đơn, như là ở tự hỏi cái nào đồ ăn ăn ngon có thể tại đây loại người đến người đi cửa hàng đương tiểu nhị, tự nhiên cũng không phải ăn chay. Nhìn này trên bàn không khí không đúng, khi tiểu nhị liền biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng cấp lý Thu Nguyệt đề cử mấy cái chiêu bài đồ ăn, liền cầm thực đơn lui xuống. Loại này thị phi nơi, có thể không trộn lẫn cũng đừng trộn lẫn. Thu Nguyệt muội muội, người như thế nào không nói lời nào nha. Trương Hoa Sen biết rõ cố hỏi. Lý Thu Nguyệt lại uống một ngụm trà, quả nhiên, chuyên môn đảo thượng trà nóng thủy chính là cùng chính mình đảo nước lạnh không giống nhau. Thu Nguyệt Nha đầu ngươi nhưng thật ra nói một câu a, à, ngươi như vậy nhưng cấp chết đại nương. Nhân gia là huyện lệnh, mỗi ngày muốn xen vào nhưng không chỉ là chúng ta này địa bàn, càng không thể bởi vì hai người đánh nhau, liền buông chính mình dán người đi trong nhà lao vớt người, các ngươi không nghĩ ra điểm này sao? Lý Thu Nguyệt sắc mặt hoàn toàn suy sụp đi xuống, trong lúc nhất thời không biết nên trách cứ ai. Nếu là nàng không mang này mẹ con hai người tới này tiệm cơm, hoặc là nói vừa rồi điếm tiểu nhị không có vạch trần đó là huyện lệnh hiện tại hết thảy liền sẽ không phát sinh nhưng sự thật là trương hoa sen mẹ con hai người đã biết nàng nhận thức huyện lệnh hơn nửa đêm này coi như cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ khi chúng ta cũng đến thử xem không phải sao dù sao ngươi nhận thức huyện lệnh vừa rồi kia tiểu nhị nói có thể làm huyện lệnh nhớ kỹ tên tuyệt đối không phải nhân vật bình thường lời nói càng nói càng kích động Trương Hoa Sen dứt khoát duỗi tay trảo một cái đã bắt được Lý Thu Nguyệt cánh tay, hận không thể dùng sức đến véo tiếng nàng thịt. Lần này, đau đến Lý Thu Nguyệt nước mắt thiếu chút nữa đều ra tới. Trong lòng cuối cùng một tia đồng tình, cũng tùy theo biến mất không thấy. Nàng nhìn Trương Hoa Sen, lạnh lùng nói, Trương Tỷ Tỷ, ta tự nhận là ngươi là minh lý lẽ người, có chút lời nói Trương Đại Nương có thể nói, ngươi không thể nói. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Trương Hoa Sen sắc mặt thay đổi, ngươi đây là ở cười nhạo ta, vẫn là ở cười nhạo ta nương. Ta không có cười nhạo bất luận kẻ nào, mà là các ngươi hẳn là rõ ràng, ta cùng huyện lệnh nhận thức, cũng không quyết định bởi với ta bản lĩnh, mà chỉ là vận khí tốt thôi. Chúng ta đều là ở một cái trong thôn lớn lên, từng người cũng đều hiểu tận gốc rễ, ngươi cảm thấy ta hiện tại đi cầu hắn, hắn sẽ đồng ý sao? Nói cách khác, các ngươi ở trên đường tùy tiện nhớ kỹ người khác tên, người khác xoay người liền tới cầu ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật, chính ngươi trong lòng tình nguyện sao? này đổ ập xuống một đống mắng, làm trương hoa sen mới vừa trọng nhuận lên gương mặt, lại lần nữa trắng bệch đi xuống. Thu Nguyệt nha đầu, ngươi đừng nói những cái đó lung tung rối loạn nghe không hiểu nói, ngươi liền cấp đại nương giao cái đế, này vội rốt cuộc là giúp vẫn là không giúp. Vừa rồi kia phiên lời nói, trương hoa sen nghe hiểu, nhưng không đại biểu trương đại nương nghe hiểu. Giờ phút này ở nông thôn phụ nhân sắc mặt, ngược lại nhìn một cái không sót gì. Cũng không để bụng này tiệm cơm bên trong hiện tại có như vậy nhiều người, Trương Đại Nương trực tiếp bóp eo. Chỉ vào Lý Thu Nguyệt cái mũi, liền chờ này cái gọi là một câu giao cái đế. Người ở bên ngoài trong mắt, không giống như là cầu người bộ dáng, đảo như là cao cao tại thượng. Này vội, ta không giúp được. Lý Thu Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Chương 64 xé rách da mặt. Tới nơi này ăn cơm người, phần lớn đều thích náo nhiệt. Loại này đưa tới cửa tới trò hay, ai cũng không muốn bỏ lỡ. Chung quanh mặt khác thực khách, ăn cơm đồng thời ánh mắt vẫn luôn ở hướng Lý Thu Nguyệt bọn họ này bàn xem. Tự hồ là muốn nhìn một chút này tức muốn học máu phụ nhân cùng kia tiểu cô nương, rốt cuộc ai càng tốt hơn. Nhà ta khuê nữ từ nhỏ đến lớn nhưng không thiếu giúp ngươi căng quá eo, hiện tại nàng cha bị người nhốt ở Đại Lao, nhận hết ủy khuất, ngươi liền như vậy nhẫn tâm. Biết chính mình không đối Lý Thu Nguyệt làm cái gì chuyện tốt, Trương Đại Nương chạy nhanh đem Trương Hoa Sen cấp dọn ra tới. Từ trước đến nay Minh Lý lẽ Trương Tỷ Tỷ, hiện tại ngược lại an tĩnh ngồi ở một bên, tùy tiện nhà mình mẫu thân ở chỗ này làm sàng làm bậy nếu là có thể đem nàng cha còn nguyên từ đại lao cứu ra ai lại để ý điểm này thể diện huống chi này thể diện vốn là không đáng giá tiền trương đại nương chúng ta chẳng qua là hàng xóm cùng khi còn nhỏ bạn chơi cùng thôi ta có thể làm được như thế nông nổi đã xem như nhân nghĩa đến tận không phải sao trương đại nương nói lại nhiều đối lý thu nghiệp tới nói cũng chưa cái gì ảnh hưởng nhưng trương hoa sen phản ứng thực sự làm nàng có chút trái tim băng giá cho nên ngươi liền thí đều không muốn thử một chút sao trương hoa sen trong ánh mắt lộ ra vài phần ai oán chúng ta đến nơi đây tới ăn cơm sau đó đóng gói một ít đồ ăn cấp trương đại thúc đưa đi đến nỗi chuyện vừa rồi coi như làm không phát sinh đi nàng lời này đã thuyết minh hết thảy trương đại nương còn tưởng tiếp tục nháo bị nhà mình nữ nhi trảo một cái đã bắt được thủ đoạn đều nói lại lần nữa nhị không hề tam Lý Thu Nguyệt đã liên tiếp cự tuyệt các nàng vài lần, lại như vậy nháo đi xuống, đợi chút có thể hay không thấy Trương Đại Thúc đều thành vấn đề. Trương Đại Nương bất mãn lắc lắc tay, mắt trận trắng nói, khuê nữ, ngươi làm gì ngăn đón ta? Nhà đầu này nếu nhận thức huyện lệnh, khi chúng ta không phải có thể cùng nhân gia làm quan đáp thượng lời nói, cha ngươi không phải cũng có thể từ bên trong ra tới sao? Cho nhân gia huyện lệnh đáp thượng lời nói, nào có đơn giản như vậy, chúng ta lại không phải thu nguyệt muội muội. Trương Hoa Sen thanh âm không lớn, nhưng người chung quanh đều có thể nghe thấy lời này. Nhịn không được qua lại đánh giá Lý Thu Nguyệt, muốn nhìn một chút này nhìn qua cao lớn thô kệch, ăn mặc rách tung tuế tiểu nha đầu, rốt cuộc từ đâu ra bản lĩnh, có thể cùng huyện lệnh nói thượng hai câu. Rốt cuộc đang ngồi có vô số người, đều tưởng cùng huyện lệnh đáp thượng lời nói, chính là tìm không thấy cơ hội. Nghe thế âm dương quái khí lời nói, Lý Thu Nguyệt chung quy cũng không nghĩ nói cái gì nữa. Nàng thậm chí có chút hối hận, chính mình vì cái gì muốn đem này việc ôm đến trên người tới, nếu là không nói bồi các nàng đi đại lao nhìn xem trương đại thúc, không phải không phiền toái nhiều như vậy sao? Đối với nguyên chủ đối với trương tỷ tỷ thơ ấu lự kính, hiện tại cũng bị tiêu ma không còn một mảnh. Ba vị, đồ ăn lên đây. Này tiểu nhị thật là cái minh lý lẽ chủ, nhìn ra tới lý thu nguyệt trước mắt tình cảnh có chút xấu hổ, đưa đồ ăn đi lên thời điểm, chuyên môn lớn tiếng thét to một chút. Thế cho nên trương hoa sen mẹ con hai người trọng điểm, đều phóng tới bưng lên đồ ăn mặt trên. Nếu là này trong tiệm chiêu bài đồ ăn, tất nhiên là sắc hương vị đều đầy đủ. Ngay cả vừa mới huyện lệnh trong miệng nói phu nhân tâm tâm niệm niệm sư tử đầu, Lý Thu Nguyệt cũng không quên điểm một phần. Bất quá hiện tại, nàng phi thường hối hận chính mình điểm nhiều như vậy hảo đồ ăn, rốt cuộc này mẹ con hai người nhìn qua, không xứng với này một bàn đồ ăn. Ăn đi, ăn lúc sau đem dư lại đóng gói, cấp trương đại thúc đưa qua đi. Nàng thấp mặt mày, liền bắt đầu lo chính mình ăn lên. Bên cạnh Trương Đại Nương nuốt vài cái nước miếng, Trung Quy không nhịn xuống, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn ngấu nghiến. Trương Hoa Sen nghe ra lời này không đúng, thử thăm dò hỏi, đem chúng ta ăn dư lại đóng gói cho ta cha mang qua đi, không điểm chút tân sao. Lý Thu Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên nói, điểm tân cũng đúng, có tiền sao. Những lời này, xem như hoàn toàn chọc tới rồi Trương gia mẹ con chỗ đau. Nếu là có tiền, bọn họ cũng không đến mức ở chỗ này vô cớ gây rối, cũng không đến mức cùng lý thu nguyệt nháo phiên mặt còn ở nơi này tiếp tục ăn trên bàn những cái đó sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn đem lời nói ra sao nhưng thật ra cả người thoải mái rất nhiều chỉ là này trên bàn ba nữ nhân không còn có nói qua một câu làm chung quanh những cái đó xem náo nhiệt người cảm thấy có chút không thú vị ăn uống no đủ sau đem dư lại đồ ăn đóng gói lý thu nguyệt đem mẹ con hai người đưa đến đại lao cửa liền trực tiếp rời đi này dư lại náo nhiệt nàng nhưng không nghĩ tiếp tục thấu Đến nỗi trương hoa sen các nàng có thể hay không đi vào, cũng cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Từ ngục giam rời đi sau, Lý Thu Nguyệt lập tức lại về tới phía trước tiệm cơm. Khác không nói, nhà này tiệm ăn bên trong đồ ăn đó là thật sự ăn ngon, bằng không huyện lệnh phu nhân cũng không đến mức bị bệnh trên giường, còn nhớ mãi không quên. Ngày mai đó là nông lịch 25, lão đại phu phỏng chừng lại muốn đi huyện lệnh gia, này chi chính thảo đường năm trước xem như sẽ không mở cửa. Một khi đã như vậy, mặt sau mấy ngày nàng cũng không có tới chợ tất yếu dứt khoát đem nên mua đồ vật đều mua trở về đến nỗi mặt khác liền xem tôn một dương có nguyện ý hay không phóng tiểu gia hỏa ra cửa bất quá này ăn ngon đồ ăn trừ bỏ đóng gói trở về cũng không mặc khác biện pháp tổng không thể nói mang theo tôn tử đồng ở chợ thượng ăn uống no đủ trở về tiếp theo cấp tôn một dương nấu cháo uống đi chỉ là ngẫm lại cái này hình ảnh lý thu nguyệt liền cảm thấy không đủ tàn nhẫn tốt xấu đi ra ngoài lưu một vòng cơm điểm đã qua đi, cửa hàng sinh ý cũng so với phía trước muốn rảnh rỗi rất nhiều. Tuy rằng còn có không ít trên bàn có khách nhân ở uống rượu, nhưng cũng không đến mức vội đến chân không chạm đất. Thấy nàng trở về, điếm tiểu nhị cười đón đi lên, hỏi, cô nương như thế nào lại về rồi? Đem vừa mới những cái đó hảo đồ ăn, lại cho ta đóng gói một phần, thuận tiện ở. Lấy bình rượu ngon đi. Lý Thu Nguyệt này hào khí vạn trượng bộ dáng, cùng trên người đánh mãn mụn vá quần áo, hình thành tiên minh đối lập chung quanh thực khách thay đổi một đám, tự nhiên cũng không biết Lý Thu Nguyệt cùng huyện lệnh nhận thức sự, đối với nàng chỉ chỉ rõ rõ. Đối với loại người này, nàng giống nhau sẽ không phản ứng. Ở bên cửa sổ cái bàn bên ngồi xuống, Lý Thu Nguyệt mãn đầu óc tưởng đều là Tôn một Dương uống rượu vẫn là không uống rượu nha, nếu là không uống nói, này rượu mua trở về chẳng phải là lãng phí. Bất quá thanh lâu bồi dưỡng ra tới gã sai vặt, hẳn là không có cái nào sẽ không uống rượu đi, bằng không còn như thế nào chiêu đãi khách nhân mãi cho đến tiểu nhị đem những cái đó đồ ăn đều ở hộp đồ ăn hảo sinh sôi dọn xong sau lý thu nguyệt còn ở tự hỏi cái này kỳ quái vấn đề cô nương ngươi đồ ăn đều hảo tiểu nhị ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở một câu nga hảo lý thu nguyệt phục hồi tinh thần lại từ trong túi móc ra tiền đồng chỉ là tiểu nhị có chút xấu hổ cười cười cô nương ngươi này tiền đồng có chút không đủ a à. ta Đồ ăn không phải cùng vừa rồi giống nhau sao? Lý Thu Nguyệt ngốc. Nhưng ngươi lần này mua rượu. Ta đây không phải nhiều cho ngươi mấy cái tiền đồng sao? Ta nói cô nương ngươi nhưng đừng khôi hài, này mấy cái tiền đồng liền một chén rượu đều mua không được, huống chi là ta này một lọ rượu ngon. Chương 65 ác nhân trước cáo trạng. Tiểu nhị nói lời này thanh âm cũng không nhỏ, toàn bộ đại sảnh người toàn bộ đều nghe thấy được. Lý Thu Nguyệt nháy mắt xấu hổ có chút nói không ra lời. Thời buổi này một lọ rượu như vậy quý. Khi bầu rượu nhiều ít tiền đồng, ta cho ngươi lấy. Khi nói chuyện, nàng đem trong túi túi tiền lại đào ra tới. Liền chờ điểm tiểu nhị nói cái con số, sau đó từ chính mình tiểu kim khố tìm ra. Đối phương vương một ngón tay, ở lý thu nguyệt trước mặt quơ quơ, biểu tình hơi có chút vi diệu. Mười cái tiền đồng. Khi đơn giản, ta đem dư lại tiếp viện ngươi thì tốt rồi. Cô nương, ngươi nhưng đừng cùng ta nói giỡn, đừng nói mười cái tiền đồng liền tính là 100 tiền đồng cũng mua không được ngươi trước mặt này hồ rượu ngon. Điếm tiểu nhị lắc đầu, trên mặt tận lực còn vẫn duy trì mỉm cười. Người chung quanh chỉ chỉ rõ rõ, không quá minh bạch, vì cái gì đến bây giờ, trước mặt cái này rõ ràng tới nháo sự đồ quê mùa còn không có bị đuổi ra đi. Nếu là đặt ở ngày thường, có người dám ở trong tiệm khai loại này vui đùa, đã sớm bị cầm cây chổi đuổi ra đi. Lý Thu Nguyệt sắc mặt trắng nhật, kia rốt cuộc nhiều ít. Một lượng bạc tử ta đây từ bỏ. Nghe được giá cả trong nháy mắt kia, cự tuyệt nói đến phá lệ dứt khoát. Mặt mũi lại quan trọng, có thể có tiền quan trọng sao? Một lượng bạc tử, chính là nàng không biết muốn bán nhiều ít túi lương thực mới có thể tránh trở về, ở chợ thượng cũng không biết muốn mua nhiều ít ăn ngon, trở về cấp trong phòng kia huynh đệ hai. Hiện tại vì một lọ rượu. Hơn nữa vẫn là không biết tôn một dương đến tục cùng uống không uống đồ vật, không khỏi có chút thái quá. Điếm tiểu nhị còn chưa nói lời nói, bên cạnh liền truyền đến một tiếng cười vang xem đi ta liền nói này đồ quê mùa lấy không ra tiền tới các ngươi còn không tin ta đánh cuộc thắng mau 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 đem các ngươi áp tiền đều cho ta một cái lớn lên mở vì thể tráng sắc mặt hung ác nam nhân chính hướng tới trên bàn những người khác khoe ra nói rõ là lấy lý thu nguyệt hạ chú cô nương ngươi xác định không cần tiểu nhị nhíu nhíu mày xác định không cần nói ta chính là muốn đem đồ vật lấy về đi thu hồi đi thôi là ta đem này rượu nghĩ đến quá tiện nghi, này giá cả với ta tới nói quá quý, vẫn là thôi đi. chính mình trước khoác lác, hiện tại lại để cho người khác đem đồ vật thu hồi đi. Lý Thu Nguyệt chính mình bản thân cũng có chút ngượng ngùng, nói chuyện ngữ khí tự nhiên cũng mềm vài phần. vừa mới chính ngươi nói muốn rượu ngon hảo đồ ăn, như thế nào hiện tại lại làm người thu hồi đi? không có tiền cũng đừng ra tới tra người giàu có. bên cạnh hán tử kia thu nhà mình bằng hữu tiền, còn không tận hứng một hai phải đến Lý Thu Nguyệt trước mặt tới xem náo nhiệt. Nói chuyện, không lưu nửa điểm tình cảm. Lý Thu Nguyệt nhìn hắn một cái, cũng không tưởng nhiều chuyện, cầm lấy đóng gói cốt đồ ăn, liền chuẩn bị rời đi. Đến nỗi vừa mới nhiều phó kia mấy cái tiền đồng, nàng cũng không chuẩn bị lấy về tới, xem như cấp tiểu nhị nhận lỗi. Đi cái gì đi, ra cùng ngươi nói chuyện nghe không thấy sao. Tiểu nhị dẫn theo kia bầu rượu, lạnh lùng nhìn hắn một cái, triệu đồ tể, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão tử đây là đứng ra thế ngươi nói chuyện, ngươi mẹ nó có phải hay không không trường đôi mắt. Những việc này ta làm không đúng, hắn muốn nói liền nói đi, lần sau ta nhất định hỏi trước thanh giá cả, lại làm tính toán. Lý Thu Nguyệt trên mặt như cũ mang theo tươi cười, người lại đi tới tiệm cơm cửa. Trong phòng những cái đó thực khách phản ứng, nàng không sai biệt lắm cũng đều thấy rõ ràng. Có thể toàn thân mà lui, sợ vẫn là bởi vì tiểu nhị thấy chính mình cùng huyện lệnh có vài phần sâu xa, bằng không hôm nay này rượu cho dù là tán gia bại sản, cũng phải nhường nàng mua tới. Trương đồ tể, có chút lời nói nên nói, có chút lời nói không nên nói, ngươi quản hảo chính ngươi sự tình là được, không cần thiết đứng ra thay ta nói chuyện. Ném xuống những lời này, tiểu nhị liền xách theo bầu rượu đi mặt sau. Trước cuộc này rượu không ai muốn, vẫn là sớm chút thả lại đi hảo, nếu là một không cẩn thận sái, hắn không biết bao lâu tiền công, nhưng đều là bạch làm. Ngươi mẹ nó, trương đồ tể nắm tay đều ngạnh, nhưng vẫn là không có làm ra cái gì quá kích phản ứng. Như Lý Thu Nguyệt sở liệu, này tiệm cơm, tuyệt đối có người không bình thường. Xách theo trong tay đồ ăn, nàng không chút do dự rời đi, bước chân vội vàng hướng trong nhà đuổi. Thời tiết lạnh, nếu có thể sớm chút về đến nhà nói, không chừng này đó đồ ăn còn mang theo nhiệt khí. Đến lúc đó trong phòng kia hai gia hỏa, không chừng ăn đến nhiều hoang. Còn chưa tới gia, Lý Thu Nguyệt phản phất đã thấy Tôn một Dương cùng Tôn Tử Đồng hai người, ăn ngấu nghiến bộ dáng còn không có vào cửa lý thu nguyệt liền thấy tiểu gia hỏa ghé vào cửa sổ thượng mắt trông mong nhìn nàng về nhà lộ thấy nàng trong nháy mắt kia tôn tử đồng như là chờ đến chủ nhân về nhà tiểu cẩu đột nhiên từ trong phòng chạy trốn ra tới hung hăng nhào vào nàng trong lòng ngực thiếu chút nữa đâm bay lý thu nguyệt trong tay hộp đồ ăn làm sao vậy tiểu gia hỏa ngươi ca ở nhà khi dễ ngươi nàng cười hỏi ca ca một hai phải ta khiêng hắn lên đi đường chính là hắn quá nặng ta khiêng bất động tẩu tẩu ngươi không ở, ta đều sắp mệt chết. Mặt còn ghé vào Lý Thu Nguyệt trong lòng ngực, công tử đồng ông thanh ông khí cáo trạng, mơ hồ còn mang theo vài phần khóc nức nở. Ngươi ca làm ngươi khiên hắn lên đi đường, ngươi như vậy tiểu, gia hỏa này như thế nào nhẫn tâm. Chính là ta không hỗ trợ, ca ca liền không có biện pháp đứng lên. Ủy khuất về ủy khuất, nên minh bạch đạo lý công tử đồng cũng là minh bạch, chẳng qua nên cáo trạng cũng sẽ không thiếu. Hảo hảo, chúng ta trước về nhà nhìn xem tẩu tẩu cho ngươi mang theo cái gì bảo bối trở về ngươi lại quyết định khóc không khóc lý thu nguyệt kéo tôn tử đồng tay nhân tiện đem trong tay hộp đồ ăn ở trước mặt hắn quơ quơ tôn tử đồng không ngừng ngày thường hành vi cử chỉ giống tiểu cẩu liền cái mũi đều cùng tiểu cẩu giống nhau nhanh nhạy liền lần này liền nghe thấy đồ ăn mùi hương tẩu tẩu có phải hay không ở bên ngoài mang theo ăn ngon đồ ăn trở về hắn trong mắt sở hữu ủy khuất đều biến mất không thấy chỉ còn lại có ngôi sao kỳ vọng này ngươi đều có thể ngửi được. kia đương nhiên, hai người vừa đi vừa liêu, chỉ chớp mắt đã đi tới cửa nhà. nghe được nói chuyện thanh, tôn một dương ở trong phòng trung khí mười phần quát, tôn tử đồng ngươi cái tiểu vương bác đảng, mau cút cho ta tiến vào. ca ca ngươi không được mắng chửi người. nghe thấy chính mình bị mắng, tiểu gia hỏa buông lỏng ra lý thu nguyệt tay, nhanh như chớp chui đi vào, đôi tay cắm eo đứng ở tôn một dương trước mặt, hung ba ba bộ dáng, nhìn qua ngược lại càng như là một nhà chi chủ ta không được mắng chửi người ngươi này suốt ngày cáo trạng sau cậu đều mau hiện tại phản quá mức tới còn giáo huấn ta không thể mắng chửi người tôn một dương trực tiếp bị khí cười ta không có cáo trạng ngươi cho rằng vừa rồi ngươi nói chuyện thanh âm ta ở bên trong nghe không thấy sao nhưng ngươi chính là thực trọng sao tôn tử đồng cúi đầu thanh âm hơi ít đi một chút ta lại trọng ta cũng là ngươi ca ngươi tổng không có khả năng xem ta cả đời này đều nằm ở trên giường đứng dậy không nổi đi. Nói chưa dứt lời, càng nói càng sinh khí. Thở phì phì bộ dáng, nhìn qua ngược lại còn có chút đáng yêu. Làm Lý Thu Nguyệt nhịn không được ngồi sổng xuống, giống trộm chó cẩu giống nhau, sờ soạn vài cái tôn một dương đầu. Chương 66 đồng ý. Này động tác, trực tiếp đem tôn một dương tính tình cấp điểm. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đem ta đương tiểu hài tử, vẫn là đem ta đương cả đời ngồi ở chỗ này, sẽ không phản kháng phế nhân. Nói xuất khẩu, hắn sắc mặt biến đổi, tự hồ chính mình cũng có chút hối hận. Lý Thu Nguyệt không có sinh khí, chỉ là nhẹ giọng nói, đối đồng đồng tới nói, ngươi thật sự quá nặng, về sau mỗi ngày ta sẽ đỡ ngươi lên nơi nơi đi một chút. Chính là, ngươi không phải rất bận sao? tôn một dương lửa giận tan đi, ở chợ thượng vội một ngày, trở về còn muốn giúp ta, quá mệt mỏi. Ngày mai khởi, Lưu Đại Phu Thảo đường liền không mở cửa, mọi người đều thanh thản ổn định ở nhà ăn Tết không cần lo lắng không có thời gian nói tới đây lý thu nguyệt như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau trên mặt tươi cười trở nên phá lệ nịnh nọt thuận đường xoay người đem hộp đồ ăn bên trong đồ ăn toàn bộ đều đem ra đây là thơm quá a à, tẩu tẩu ngươi như thế nào mang về tới nhiều như vậy ăn ngon một mâm lại một mâm đồ ăn bị mang sang tới tôn tử đồng đã thấu đi lên ngay cả vừa mới còn ở lo lắng cho mình đứng dậy không nổi tôn một dương hiện tại cũng chỉ nhớ rõ nuốt nước miếng bọn họ huynh đệ hai người không ăn qua khổ ở chỗ này trong khoảng thời gian này xem như khó xử bọn họ ban đầu đi theo nguyên chủ mỗi ngày bị đánh chịu mắng lo lắng hải hùng không nói thậm chí ăn không đến một đốn cơm no cho dù là lý thu nguyệt tới rốt cuộc không đói quá bụng này ăn uống đồ ăn chung quy cũng chỉ có thể xưng được với no bụng trước mặt này đó đồ ăn không giống nhau chung quy là tiệm ăn tử mang về tới cho dù là trấn nhỏ thượng tiệm ăn kia cũng so với chính mình ở nhà dùng một ít nấu ra tới cơm ngủ cốc xứng hai cái cơm nhà muốn hảo đến nhiều ngươi phát tài công một dương khắc chế không được chính mình trong lòng nghi vấn cái gì kêu ta phát tài ta trong khoảng thời gian này hảo hảo công tác kiếm tiền cũng không ít hảo đi lý thu nguyệt cho hắn cái xem thường thuận đường đem một chén thơm ngào ngạt cơm tẻ đưa qua nàng trở về mau đồ ăn đều vẫn là nóng hổi vậy ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới ở tiệm cơm thượng đóng gói nhiều như vậy đồ ăn trở về hơn nữa này đó đồ ăn hẳn là đều không tiện nghi đi. Khi nói chuyện, nam nhân ánh mắt đảo qua trên bàn bãi kia sáu bảy bàn đồ ăn. Mỗi loại đều tinh xảo vô cùng, sắc hương vị đều đầy đủ. Đến nỗi như thế nào đột nhiên nhớ tới, Lý Thu Nguyệt cúi đầu, kia cũng không dám nói. Tổng không thể nói là bởi vì chính mình mang theo trương hoa sen mẹ con, cùng nhau tại đây gia tiệm cơm ăn một đốn, cảm thấy ăn ngon, cho nên mới nghĩ mang một phần trở về đi. Bởi vì muốn ăn Tết nha, ngươi lại không thể đi chợ thường đây là tốt nhất lý do có thể làm tôn một dương nháy mắt quên muốn hỏi vấn đề đồng dạng cũng là lý thu nguyệt chính mình tiếng lòng nghe thấy cái này trả lời hắn chung quy chưa nói cái gì bắt đầu nghiêm túc ăn cơm đến nỗi tôn tử đồng ở bắt được chén đổ sau liền như là mới từ trong nhà lao thả ra giống nhau gió cuốn mây tan hướng trong miệng tắt sợ tới mức lý thu nguyệt cho rằng hắn muốn đem chính mình quay hàm cấp tắc tạc vội vàng đổ chén nước phóng hắn trong tầm tay thì thầm trong miệng ăn từ từ, ăn từ từ, đừng nghẹn, không ai cùng ngươi đoạt. Tẩu tẩu. Này đồ ăn. Thật sự là ăn quá ngon. Trong miệng nhét đầy đồ vật, tiểu gia hỏa nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là làm người nghe hiểu hắn ý tứ. Nàng cười gật đầu, cũng đi theo động mấy chiếc đũa. Không có biện pháp, giống nhau đồ ăn, giữa trưa mới vừa ăn một đốn, bụng căng phòng, không cảm thấy có nửa điểm tiêu hóa. Hiện tại liền tính còn có một phần bãi ở trước mặt, nàng cũng là ăn không đi vào cái này động tác nhỏ tôn một dương ở bên cạnh xem đến rõ ràng nuốt xuống trong miệng kia khẩu đồ ăn nhẹ giọng hỏi ngươi như thế nào không ăn không cần lo lắng này đó đủ chúng ta ăn lý thu nguyệt vừa nghe lời này liền biết hắn hiểu lầm lắc đầu nói ta không phải cái kia ý tứ chủ yếu là buổi chiều ở bên ngoài ăn đồ vật có điểm nhiều cho nên hiện tại ăn không vô mặt khác đồ vật cái gì ăn ngon sau này đó đồ ăn còn muốn hấp dẫn ngươi này. Cái gì ăn ngon so này đó đồ ăn càng hấp dẫn người. Vấn đề này, thực sự là đem nàng hỏi nghẹn họng. Này chợ thượng đồ vật tuy nhiều, bán ăn vặt sạp cũng không ít, nhưng nàng chân chân chính chính hưởng qua, cũng liền như vậy mấy thứ. Hiện tại chợt vừa hỏi, tự nhiên cái gì đều nói không nên lời. Trong đầu đem chính mình gặp qua đồ ăn xoay vô số tranh, chính là ấp úng không mở miệng được. Cuối cùng trở về câu, Tây Bắc Phong. Phốc. Tây Bắc Phong uống no rồi, no đến liền cơm đều ăn không vô sao thương lượng chuyện này nghi bái xem tôn một dương tâm tình không tồi lý thu nguyệt rốt cuộc đem đề tài xã tới rồi chính sự thượng sao tôn một dương trên mặt tươi cười cứng đờ tổng cảm thấy lý thu nguyệt ở phía trước đào cái hố đang chờ hắn vui vui vẻ vẻ nhảy vào đi này không phải gần nhất mấy ngày chi chính thảo đường đóng cửa sau lập tức muốn ăn tết tổng muốn đi chợ thượng mua sắm vài thứ trở về đi nha ta lại không có ngăn đón ngươi chủ yếu là ta tưởng lý thu nguyệt lén lút nhìn thoáng qua tôn tử đồng tiểu gia hỏa một lòng chỉ nghĩ ăn cơm căn bản không chú ý tới ca ca tẩu tẩu hiện tại toàn bộ đều nhìn chính mình liền này một ánh mắt tôn một dương liền minh bạch lý thu nguyệt ý tứ hắn thở dài có chút rối rắm các ngươi này vừa đi cũng không biết bao lâu mới có thể trở về yên tâm tuyệt đối buổi sáng sớm một chút ra cửa mua đồ xong liền trở về không đói được ngươi lý thu nguyệt vỗ bộ ngực cam đoan khi một cái tát đi xuống, chụp ngực bạch bạch rung động, làm nhân sinh sợ nàng một không cẩn thận đem chính mình chụp quá chết ngất đi. Đi đi đi, ngươi đừng chụp. Tôn một Dương xem đến một trận hải hùng khiếp vía, trừ bỏ đồng ý, cũng không mặc khác biện pháp. Gia! Lý Thu Nguyệt vui vẻ la lên một tiếng, sợ tới mức bên cạnh tiểu gia hỏa chiếc đũa đều rớt. Làm sao vậy, tẩu tẩu? Nho nhỏ trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Thiên đại chuyện tốt, đồng đồng ngươi muốn hay không nghe? lý thu nguyệt ra vẻ mê hoặc hỏi muốn ca ca ngươi vừa rồi đồng ý ta ngày mai đi chợ thượng thời điểm mang theo ngươi chúng ta cùng đi mua một ít đồ vật trở về ăn tết được không thật sự tôn tử đồng cười đôi mắt đều mị lên nhưng giây tiếp theo lập tức quay đầu đi nhìn về phía chính mình ca ca có chút lời nói vẫn là muốn từ tôn một dương trong miệng nói ra hắn mới có thể tin tưởng đi thôi sớm một chút trở về nói xong câu này Tôn Mộc Dương liền cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, rốt cuộc không cùng bọn họ liếc nhau. Được đến xác định đáp án, Tôn Tử Đồng vui vẻ giống một cái ba tuổi hài tử giống nhau, không ngừng lôi kéo Lý Thu Nguyệt hỏi chợ thượng có cái gì ăn ngon hảo ngoạn. Thế cho nên vừa rồi đồ ăn, với hắn mà nói đều không thơm. Hai viên lông xù xù đầu ghé vào cùng nhau, bắt đầu ảo tưởng ngày mai muốn ăn thật nhiều đồ ngon, cùng với muốn mua một ít thứ gì trở về. Không có bất luận kẻ nào chú ý tới, Tôn Mộc Dương trong ánh mắt u ám ngày mai ở chợ thường, ngươi muốn nghe lời. Nói. Hồi lâu lúc sau, hắn cũng chỉ nói như vậy một câu. Chương 67 đầu một hồi thường chợ. Đã biết, ca ca. Tôn tử đồng cũng không ngẩng đầu lên lên tiếng, liền tiếp tục thảo luận chính mình ngày mai muốn ăn chút cái gì. Lý Thu Nguyệt cùng hắn ghé vào cùng nhau, giống như là hai cái tiểu bằng hữu giống nhau. Ăn uống no đủ, thu thập xong đồ vật, nàng chuyên môn ra cửa một chuyến. Không cùng trong phòng kia hai vị nói, liền đi tới trương hoa sen gia phụ cận. Rất xa nhìn kia phiến vài thiên không có lộ ra quá ánh sáng nhà ở, hôm nay rốt cuộc sáng lên. Nàng thở dài, ở trong thôn đi rồi một hồi. Muốn ăn Tết, toàn bộ trong thôn đều có vẻ náo nhiệt chút. Trong bất tri bất giác, thế nhưng đi tới Lý Đại Cường gia phụ cận. Nhìn kia phiến khả năng không bao giờ sẽ mở ra môn, Lý Thu Nguyệt chính mình trong lòng cũng có một ít hoảng hốt. Rốt cuộc bọn họ người một nhà, hẳn là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, thế nhưng cũng sẽ bị bức rời đi thôn một ngày. Mà buộc bọn họ rời đi thôn cái này hố, thế nhưng là Lý Đại Cường chính mình đào. Nói cách khác, nhà bọn họ khuê nữ, đã có thể thật liền phải gả cho những cái đó lưu manh vô lại, lưu manh du côn. Nếu nguyên chủ ở nói, hết thảy lại hẳn là như thế nào phát triển đâu. Có lẽ từ ban đầu, xử lý phương pháp liền sẽ không cùng nàng giống nhau, cuối cùng cũng sẽ không đi vào Lý Đại Cường hô bằng gọi hữu này một bước đi. Liền ở Lý Thu Nguyệt xuất thần khoảnh khắc, sau lưng truyền đến trương hoa sen thanh âm ngươi như thế nào ở chỗ này trương tỷ tỷ ngươi không phải hẳn là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi sao như thế nào ra tới nàng không có gì quá lớn phản ứng chỉ là nhàn nhạt hỏi lâu lắm không đã trở lại nghĩ đến chỗ nhìn xem có hay không cái gì biến hóa lý đại cường nhà bọn họ sự ta cũng nghe nói ngươi nếu ngươi muốn mắng ta vậy trở về sau lưng mắng chửi đi ta phỏng chừng trong thôn mặt người bởi vì việc này cũng không thiếu mắng quá ta mặc kệ nói như thế nào đều là cùng cái trong thôn hương thân đem người tấp bước đi rồi hoặc nhìn hình như là đại nghịch bất đạo nói lời này khi lý thu nguyệt thậm chí là cười nhìn qua một chút đều không đem người trong thôn chửi rủa đương một chuyện nói cách khác những người đó liền tính mắng nàng lại như thế nào hiện tại thôn này hẳn là không có người quá đến so nàng lý thu nguyệt nhật tử càng tiêu sái đi trương hoa sen mặt đỏ lên nói ta không có muốn mắng ngươi rốt cuộc việc này là lý đại cường có sai trước đây chỉ là cha ta vòng tới vòng lui vẫn là nhắc tới cái này lý thu nguyệt sắc mặt lạnh lùng nói trương tỷ tỷ ta hôm nay ban ngày lời nói đã nói được rất rõ ràng có một số việc không phải ta không giúp mà là ta căn bản là không có năng lực này giúp nhưng ta nhận thức người bên trong chỉ có ngươi có thể cùng quan phủ người đáp thượng lời nói cho nên ta chỉ có thể tới hỏi một chút ngươi ta không quen biết quan tốt phủ người thu nguyệt mùi mùi trương tỷ tỷ ngươi tiếp tục dạo đi ta có chút mệt nhọc, liền đi về trước ngủ. Nghe được nàng không ngừng làm chính mình đi cầu người làm việc, Lý Thu Nguyệt có chút bực bội. Dứt khoát trực tiếp xoay người rời đi, không lưu nửa điểm tình cảm. Cầu người làm việc, đó là muốn thiếu nhân tình. Cũng không phải là trên dưới một mét một chạm vào, nói hai câu lời nói liền xong rồi. Tuy nói đem trương đại thúc từ trong nhà lao vớt ra tới, đối với huyện lệnh tới nói, hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng một khi khai cái này khẩu, Vạn nhất chính mình không đem huyện lệnh phu nhân chữa khỏi, hai việc thêm ở bên nhau có lợi. Lý Thu Nguyệt cũng không tưởng gánh cái này nguy hiểm. Về đến nhà thời điểm, Tôn Tử Đồng đã ngủ rồi, chỉ có Tôn Mộc Dương một người ngồi ở chỗ kia. Thấy nàng trở về, cũng chỉ là hơi hơi cong cong môi. Lý Thu Nguyệt sợ đem tiểu gia hỏa đánh thức, tắt đèn, trón ra trón rén nằm xuống. Mới vừa một nhắm mắt lại, liền nghe thấy bên cạnh có người nói, ta như bây giờ, có phải hay không rất giống cái trói buộc trong đêm đen tôn một dương thanh âm nhiễm vài tiếng khóc nức nở không cần tưởng nhiều như vậy ta cảm thấy ngươi như bây giờ khá tốt nhưng nếu không phải ta ngươi cùng đồng đồng muốn đi ra ngoài chơi cũng không cần chuyên môn suy xét ta cảm thụ liền tính ngươi không có việc gì hai chúng ta nghĩ ra đi chơi kia cũng phải hỏi ngươi nha rốt cuộc hắn là ngươi đệ đệ đương ca ca không đồng ý ta đem tiểu gia hỏa mang đi không biết còn tưởng rằng ta lừa bán hài tử đâu lý thu nguyệt ta không phải ý tứ này ta biết ngươi không phải ý tứ này, không cần tưởng nhiều như vậy, đi ngủ sớm một chút đi, đừng đem tiểu gia hỏa đánh thức. Có người khe khẽ thở dài, nhưng Chung Quy không có tiếp tục mở miệng dây dưa đi xuống. Sáng sớm hôm sau, Lý Thu Nguyệt liền kéo tôn tử đồng hướng chợ đi. Dưới chân bước chân mau đến, tiểu gia hỏa hận không thể chạy chậm lên mới có thể đuổi theo. Ngày mùa đông, còn chưa đi đến địa phương, tôn tử đồng trên đầu mặt ra một tầng mồ hôi mỏng. Tẩu tẩu, có thể hay không chậm một chút ta theo không kịp chính là chúng ta hiện tại đi nhanh một chút đợi lát nữa ở chợ thượng chơi thời gian mới càng nhiều nha tổng không thể trở về quá muộn làm ca ca ngươi đói bụng đi trong miệng nói như vậy lý thu nguyệt dưới chân bước chân một chút cũng chưa chậm lại nghĩ đến trở về chậm ca ca không cơm ăn tôn tử đồng đảo cũng đem oán giận toàn bộ đều nuốt trở vào nếu là đổi làm dĩ vãng như vậy lớn lên lộ hắn có thể kiên trì chính mình đi xuống tới liền không tồi càng đừng nói là một đường chạy chậm đi theo lý thu Nguyệt trong khoảng thời gian này, Tôn tử Đồng Chung Quy là thay đổi rất nhiều. đương nhiên, này hết thảy Lý Thu Nguyệt cũng không cảm kích. thật vất vả đi vào chợ, hai người đều có chút thở hồng hộc. đặc biệt là chạy chậm một đường tôn tử Đồng, hiện tại đã có chút thở hỗn hển. nhưng nhìn trước mặt đủ loại kiểu dáng sạp, nghe này bất đồng thương gia thét to thanh, trao hàng thanh, hắn trong mắt bốc cháy lên hưng phấn quang. nguyên lai like đây là chợ nha. như thế nào, trước kia không có tới quá. Lý Thu Nguyệt nhỏ giọng cười. Không có, ta trước kia chưa từng có đã tới như vậy náo nhiệt địa phương, trên cơ bản đều là bị nhốt ở, trong phòng. Công tử đồng lời này nghe tới mang chịu ủy khuất. Vậy ngươi ca ca đâu? Có phải hay không cũng không có đi qua. Ca ca cùng ta giống nhau, trên cơ bản đều bị nhốt ở trong phòng. Lý Thu Nguyệt trong lòng cả kinh. Đã sớm có thể đoán được này hai anh em nhật tử quá đến thảm, không nghĩ tới, đã thảm tới rồi tình trạng này, ngần ấy năm, thế nhưng liền chợ đều không có đi qua hơn nữa vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng liền tính không nói rõ ngốc tử cũng có thể đoán được bọn họ là đang làm gì kỳ hôm nay tẩu tẩu mang theo ngươi ở chỗ này hảo hảo đi dạo chờ ca ca ngươi chân hảo lúc sau chúng ta ở bên nhau ra tới dạo hảo tôn tử đồng hưng phấn mà nhảy dựng lên đi vào chợ bất quá nửa chén trà nhỏ công phu hai người trong tay liền lấy đầy đủ loại ăn vặt tôn tử đồng vừa đi vừa gặm hồ lô ngào đường hưng phấn khuôn mặt nhỏ, như là ở ăn thế gian này ăn ngon nhất đồ ăn. Xem hắn ăn như vậy hương, Lý Thu Nguyệt thậm chí hoài nghi chính mình trong tay này xuyến hồ lô ngào đường, có phải hay không giả? Rõ ràng ngọc nị nị còn có chút dính nha, vừa thấy chính là bên ngoài đường không có xử lý tốt. Một đường đi đến thịt quán, nàng một lòng nhìn chầm chầm bên cạnh tiểu gia hỏa, cũng không ngẩng đầu lên nói. Lão bản, cắt năm cân thịt, lại đến năm cân xương sườn. Không mua. Có bao xa lăn rất xa. Chương 68 xin lỗi hữu dụng, muốn quan phủ làm. Cái gì? Đồ tể trong tay cầm cái đại thảm đao, râu quai nón thượng còn dính vài dọc linh tinh thịt vụn. Một đôi tam giác mắt trừng cực đại, trên mặt giữ tận hơi hơi run rẩy, nhìn trước mặt hai người biểu tình, muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Công tử đồng bị hoảng sợ, lôi kéo Lý Thu Nguyệt tay, nhỏ giọng nói, tẩu tẩu, nếu không chúng ta đi thôi. Đi cái gì đi? Chúng ta là tới mua đồ vật, lại không phải tới làm chuyện xấu nhi, làm gì muốn xem người sắc mặt. Lời nói là nói như vậy, nhưng không biết vì cái gì, Lý Thu Nguyệt tổng cảm thấy trước mặt vị này đồ tể, nhìn qua có chút quen mắt. Nàng trước đó vài ngày cũng không phải không có cắt quá thịt, bất quá đều là cân quắc không nhường tu mi lão bản nương ở chỗ này, đảo cũng không cùng vị này đánh quá giao tế. Khi trước mặt vị này, hẳn là chính là này cửa hàng lão bản. Nhưng Lý Thu Nguyệt moi phá đầu, cũng không thể tưởng được chính mình cùng đối phương, khi nào, ở nơi nào kết hạ quá sống núi mở cửa làm buôn bán người tới là khách này đạo lý đại gia hẳn là đều hiểu nào có khách nhân vừa vào cửa liền phải đem người đuổi đi đạo lý xem lý thu nguyệt hai người đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích đồ tể có chút không kiên nhẫn phất tay sững sờ ở này làm gì chạy nhanh lăng đều nói không bán cho các ngươi trong tay đại khảm đao múa may giang đều có thể thấy lưỡi giao thượng quan mang sợ tới mức tôn tử đồng cả người một run run sợ vị này thúc thúc một cái không trảo ổn, này đau liền bay đến bọn họ trên người. Người này mở cửa làm buôn bán, như thế nào có thể đem khách nhân ra bên ngoài đuổi đâu. Tổng không thể bởi vì chúng ta mua thiếu, liền không muốn bán đi. Nhìn kia đem múa may đao, Lý Thu Nguyệt cũng là một trận hải hùng khiếp vía. Nhưng này ăn tết thịt, tổng không thể không mua trở về đi. Hôm nay thật vất vả tới này một chuyến, đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, mặc sau mấy ngày liền có thể ở nhà hảo hảo giúp tôn một dương luyện tập đi đường nàng nhưng không nghĩ ngày mai lại đến. Húng chi ngày mai tới, muốn vẫn là vị này lão bản làm sao bây giờ. Con mẹ nó, ngày hôm qua ở tiệm cơm làm lão tử mặt mũi quét rác, hôm nay xoay quanh liền không quen biết người. Đương đồ tể, vốn chính là một chút hung tướng, hiện tại tính tình đi lên, trong tay đại khảm đao hướng trên cái thất hung hăng một băm. Vài dọc ván dầu đều bay lên. Như vậy vừa nhắc nhở, Lý Thu Nguyệt rốt cuộc nhớ tới trước mặt vị này chính là ai. Ngày hôm qua ở tiệm cơm, chính là có người kéo chính mình đương tiền đặt cược khai đường khẩu, cuối cùng ngược lại bị điếm tiểu nhị giáo huấn một phen. Lúc ấy mơ hồ nghe được, điếm tiểu nhị kêu hắn triệu đồ tể. Không nghĩ tới như vậy có duyên, đảo mắt chính mình mua thịt, liền dừng ở trong tay hắn. Đại ca, ngày hôm qua sự tình là ta không đúng, không biết kia rượu giá cả, cho nên mới náo loạn lớn như vậy chê cười. Lý Thu Nguyệt Thanh âm phóng đến nhẹ nhàng chậm chạp chút. Rốt cuộc cũng không kết hạ cái gì sống núi, chính là xính vài câu miệng lưỡi cực nhanh, chịu thua còn chưa tính. Đánh giá không nghĩ tới, Lý Thu Nguyệt nói kiểm liền xin lỗi, triệu đồ tể trên mặt biểu tình cứng đờ. Ngay sau đó, tối đen trên mặt dâng lên một mặt đỏ ửng, nhìn qua nhưng thật ra có vẻ càng thêm hung ác. muội tử, đại ca cũng chỉ là thuận miệng nói nói, rốt cuộc ở như vậy nhiều huynh đệ trước mặt bị bắt mặt mũi. Ta biết, cho nên đây cũng là tới cấp đại ca nhận lỗi, chỉ là này thịt. Lý Thu Nguyệt như cũ cười, ngón tay chỉ thất mặt trên đại khối đại khối thịt heo. Nói vậy triệu đồ tể cũng chính là cái khẩu thẳng tâm mau người, không hoàn toàn đem ngày hôm qua sự tình để ở trong lòng. Bằng không sao có thể một câu chịu thua nói, khiến cho hắn trực tiếp từ bỏ tìm phiền toái. Bán bán bán, đại ca lập tức cho ngươi băm. Triệu đồ tể một tiếng thét to, vớt lên một miếng thịt liền bắt đầu đại khai đại hợp băm. Trong tay bay múa đại khảm đao, cùng với loãng xoảng loãng xoảng băm đi xuống thanh âm, sợ tới mức tôn tử đồng hoàn toàn tránh ở Lý Thu Nguyệt sau lưng, trung bần bật. Đồng dạng tưởng không rõ, vừa rồi còn hung ba ba đại thúc, như thế nào vừa chuyển đầu trở mặt so phiên thư còn nhanh. Tẩu tẩu, cho nên chúng ta mua được thịt sao? Hắn nhỏ giọng hỏi, thanh âm như là mũi giống nhau. Nếu không phải Lý Thu Nguyệt vẫn luôn ở chú ý phía sau tiểu gia hỏa này, tại đây vang dội chặt thịt trong tiếng, phỏng chừng căn bản nghe không được lời hắn nói. Bán nha, thúc thúc không đem thịt bán cho chúng ta nói, chúng ta ăn Tết chẳng phải là muốn ở nhà mỗi ngày ăn cải trắng bọn. Phía trước nói không biết công tử đồng nghe rõ không, dù sao cải trắng bọn vừa ra tới, tiểu gia hỏa sắc mặt đều trắng vài phần. Như là nghĩ tới chút không tốt hồi ức. Tẩu tẩu, chúng ta có thể hay không hỗn chút khác ăn. Gì? Lý Thu Nguyệt không nghe rõ. Công tử đồng cúi đầu, dùng chỉ có chính mình thanh âm nói, không có việc gì. Tới muội tử, ngươi muốn thịt đều cho ngươi chuẩn bị cho tốt triệu đồ tể bàn tay vung lên năm cân nạc mỡ đang xen thịt cùng năm cân đại xương sườn toàn bộ đều đã thu thập hảo hảo bãi ở lý thu nguyệt trước mặt đánh giá vừa mới nghe nàng kêu một tiếng đại ca tìm về mặt mũi triệu đồ tể chính mình trong lòng cũng vui vẻ năm cân đại xương sườn một lưu thủy toàn bộ đều là lạc bài không có hỗn loạn một chút mặt khác bộ vị mừng rỡ lý thu nguyệt chạy nhanh từ túi tiền moi tiền đồng sợ trong chốc lát triệu đồ tể hối hận làm buôn bán người mặt mũi là mặt mũi sinh ý là sinh ý. Chẳng sợ lại như thế nào vui vẻ, triệu đồ tể kia cũng là một cái tiền đồng cũng chưa thiếu thu. Mãi cho đến Lý Thu Nguyệt cầm thịt, mang theo Tôn Tử Đồng đi ra ngoài hảo xa, tiểu gia hỏa lúc này mới phản ứng lại đây. Nguyên lai like bọn họ vẫn là từ cái kia hung thần ác sát thúc thúc trong tay mua được thịt. Tẩu tẩu, vừa rồi cái kia bán thịt thúc thúc vì cái gì ban đầu không muốn bán cho chúng ta, mặt sau lại nguyện ý đâu? Liền hắn này năm sáu tuổi đầu nhỏ đối với đạo lý đối nhân xử thế loại chuyện này xưng được với là dốt đặc tráng mai như thế nào cũng tưởng không rõ đến tột cùng là vì cái gì lý thu nguyệt cười khúc khích ở hắn đầu nhỏ tử thượng xoa xoa giải thích nói ban đầu nhân gia không muốn bán cho chúng ta là bởi vì ngày hôm qua ta tự cấp các ngươi mua ăn khi không cẩn thận đắc tội hắn khi hắn vì cái gì lại muốn bán cho chúng ta bởi vì đã làm sai chuyện tình liền phải dũng cảm gánh vác trách nhiệm ta ngày hôm qua đắc tội nhân gia vừa mới ta cho hắn xin lỗi, cho nên bán thịt thúc thúc liền không cùng chúng ta so đo nha. Nguyên lai like xin lỗi liền hữu dụng sao? Xin lỗi liền hữu dụng sao? Lý Thu Nguyệt không dám trả lời vấn đề này. Ở rất nhiều chuyện thường, xin lỗi cũng không có bất luận cái gì tác dụng, ngược lại sẽ chỉ làm người khác cảm thấy ngươi đang trốn tránh vấn đề. Bằng không, xin lỗi hữu dụng nói, còn muốn quan phủ làm gì đâu? Nàng dừng lại dưới chân bước chân, ngồi xổm xuống, nhìn thẳng trước mặt Tôn Tử Đồng lý thu nguyệt khó được lấy ra đương tẩu tẩu uy nghiêm nghiêm túc nói tiểu gia hỏa có một số việc xin lỗi là hữu dụng bởi vì những cái đó thương tổn có thể đền bù mà có chút thương tổn chẳng sợ ngươi xin lỗi một vạn thứ cũng không thể đạt được nhỏ tí tẹo tha thứ đối với loại này dạy dỗ tôn tử đồng cái hiểu cái không gật gật đầu sau đó hỏi chúng ta đây hiện tại có phải hay không có thể về nhà từ từ lý thu nguyệt đột nhiên nhớ tới cái gì ta cho chính mình làm kiện tân y phục Chúng ta đi cầm lại về nhà được không? Hảo. Chương 69 đã quên trong nhà có cá nhân. Lý Thu Nguyệt đời này cũng không. Thể tưởng được chính mình có thể ở ăn Tết thời điểm, mặc vào một kiện như thế hoa hòe loè loẹt quần áo. Nhìn chính mình trên người kia kiện hồng phản quang sim y, nàng đầu một hồi cảm thấy, thời đại này thế nhưng như thế trào lưu. Tử vong ba bi phấn cùng ánh huỳnh quang hồng kết hợp ở bên nhau, đem nàng kia trương nguyên bản liền ngâm đen mặt, sấn đến như là khối hắc thổ địa cho dù là bên cạnh tuổi tác cực tiểu nhân tôn tử đồng, giờ phút này xinh đẹp lông mày đều ninh thành một đoàn. Không biết đối với thay tân y phục tẩu tẩu, là hẳn là khích lệ, hay là nên làm nàng chạy nhanh cởi. Ta nói trưởng quầy, đây là ngài nói rất đúng xem sim y. Lý Thu Nguyệt cảm giác chính mình quai hàm đang run rẩy. Cho dù là không đối với gương xem, liền thấy này sim y cùng chính mình mu bàn tay làm nổi bật ra tới trên lệch, đều có thể ý thức được đây là như thế nào tai nạn hiện trường. Khó coi nha đầu, không phải ngươi nói muốn một kiện xinh đẹp chút vui mừng chút sim y sao? May vá nói lời này khi, chính mình mí mắt cũng thình thịch thẳng nhảy, cảm giác nhiều ít có chút che lại lương tâm. Có thể ở bên ngoài bộ cái áo khoác sao? Này đã là Lý Thu Nguyệt cuối cùng cuộc cường. Trước cuộc này sim y nhan sắc, đổi làm là ai, cũng ngượng ngùng xuyên đi ra ngoài. Nói như vậy cũng không đúng, nếu là người lớn lên trắng nõn xinh đẹp, cái này sim y không chừng có thể có vẻ người tú khí. Nhưng ở Lý Thu Nguyệt trên người, chỉ có thể làm người nhớ tới ba chữ cây đôi mắt nghe thấy lời này may vá cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra vội vàng nói áo khoác sao vậy các ngươi hơi ngồi một hồi ta xả một khối tân bố ra tới ở bên ngoài bộ một chút trước cuộc này quần áo xấu xấu đến đại gia rõ như ban ngày hắn nhiều ít vẫn là có chút lo lắng cho mình nhiều như vậy thiên công phu xuống dưới lý thu nguyệt không trả tiền như vậy xấu xiêm y nhân gia không muốn cấp nói chính hắn cũng ngượng ngùng muốn a à chúng ta đây ngồi trong chốc lát đi. lời này thế nhưng là từ tôn tử đồng trong miệng nói ra. bởi vậy có thể thấy được, này quần áo xấu đến ngay cả tôn tử đồng cái này tiểu oa nhi đều nhìn không được. hảo. lý thu nguyệt gật gật đầu. hai người liền như vậy ở bên cạnh ngồi xuống, thuận đường lấy ra một phần vừa mới ở chợ thượng mua điểm tâm, liền tiệm may lão bản cấp nước trà, nhưng thật ra ăn có tư có vị. làm mua sim y người, nhìn nhân gia từng đường kim mũi chỉ cho ngươi tân y phục khâu vá ra tới đảo cũng không duyên cớ nhiều vài phần thú vị. Chờ bắt được sim y thời điểm, Lý Thu Nguyệt hai người đã ăn bụng căn phòng. Cũng may phùng thượng một tầng áo khoác sau, cái này sim y nhìn hơi chút một mặt chút, không có ban đầu nhìn qua như vậy kỳ quái. Bất quá hai người tổng cảm thấy trong lòng có chút không yên ổn, giống như đã quên chút cái gì. Vừa mới chuẩn bị trở về, lại gặp được bán hồ lô ngào đường người bán rong. Lý Thu Nguyệt theo bản năng dừng lại bước chân, nói, nếu không lại mua hai căn trở về, cho ngươi ca ca nếm thử. Ân ân. Tôn tử đồng mới vừa gật đầu một cái, hai người đều ngây ngẩn cả người. Ca ca. Xong con bê, bọn họ chính là đáp ứng tôn một dương đáp ứng hảo hảo, ra tới mua xong đồ vật liền trở về. Hiện tại đã tới rồi buổi trưa, hai người bọn họ còn chưa đi lần trước gia lộ. Chờ tới rồi gia, càng không biết là khi nào. Tôn tử đồng có chút sợ hãi thấy Lý Thu Nguyệt, hỏi, tẩu tẩu, chúng ta hiện tại còn không có trở về, ca ca sẽ không sinh khí đi. Ta cảm thấy ca ca ngươi, hẳn là đã sinh khí. Lý Thu Nguyệt chính mình trong lòng cũng không có yên lòng, nhưng bọn hắn hiện tại còn không có xuất phát, liền tính đi lại mau, về đến nhà kia cũng là buổi chiều. Tôn Mộc Dương nhất định phải đói nửa ngày bụng. Tưởng tượng đến hắn trạm cũng đứng dậy không nổi, cơm cũng không đến ăn, quá mót cũng không có biện pháp giải quyết. Khi hình dáng thê thảm, Lý Thu Nguyệt chính mình lương tâm đều băn khoăn. Khi làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa đều mau cấp khóc, cũng không thể làm ca ca một người ở trong nhà đói bụng nha. Chúng ta nhiều mua chút ăn ngon trở về cho hắn ăn, bằng không cũng không có biện pháp. Tại đây chuyện thường, Lý Thu Nguyệt chỉ có thể nghĩ vậy cuối cùng một cái biện pháp giải quyết. Rốt cuộc, hai người bọn họ cũng không có khả năng thật sự bay trở về đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Thu Nguyệt chạy nhanh đi lên ngăn cản bán đường hồ lô người bán trong. Thậm chí đêm này dọc theo đường đi sở hữu ăn vặt, toàn bộ đều mua một lần trước đừng nói phía trước chuẩn bị tốt điểm tâm, ngay cả hạt dẻ rang đường, nàng đều mua căn phòng một đại bao. Liền nghĩ trở về lúc sau, công mục Dương có thể nhìn đến này đó ăn ngon phân thượng, bỏ qua cho bọn họ hai. Từ chợ ra tới, Lý Thu Nguyệt sách theo trong tay bao lớn bao nhỏ, hai cái đùi trang điểm bay nhanh. Ngay cả mặt sau Tôn Tử Đồng, cũng không có cùng buổi sáng oán giận, yêu cầu chạy chậm mới có thể đuổi kịp, thậm chí sau buổi sáng chạy trốn càng nhanh một ít. Nhất định phải chạy nhanh trở về bằng không tôn một dương một người ở trong nhà, quá đến tuyệt đối không phải người quá nhật tử. Thật vất vả đến cửa nhà, một lớn một nhỏ sớm đã thở hỗn hển. Nhìn trước mặt kia phiến môn, giống như ngàn cân trọng giống nhau, ai cũng không dám mở ra. Tẩu tẩu, tôn tử đồng thấp giọng kêu nàng một câu. Lý Thu Nguyệt cực gật đầu nói, mở cửa đi, nên tới luôn là muốn tới. Tiểu gia hỏa nghe được lời này, hung hăng cắn răng một cái, một tay đem trước mặt môn cấp đẩy ra. Nha, còn biết trở về tôn một dương vẫn là ngồi dưới đất lại không phải bọn họ rời đi vị trí cả người giờ phút này ai oán mà nhìn cửa hai người liền kém đem âm dương quái khí mấy chữ viết ở trên mặt ngươi như thế nào tới cửa tới lý thu nguyệt vội vàng buông trong tay đồ vật muốn đi vào đỡ tôn một dương một phen tay còn không có đụng tới hắn cánh tay đã bị hắn né tránh không phải cùng ta nói đi nhanh về nhanh sao các ngươi nhị vị này chân có phải hay không cùng ta chân lớn lên không giống nhau ta sai rồi này không phải tân y phục không có làm hảo nghĩ chờ may vá làm tốt mang về tới cho nên lý thu nguyệt cúi đầu thanh âm càng nói càng tiểu rốt cuộc ngày hôm qua kia lời nói là nàng chính mình trong miệng nói ra đi hôm nay việc này thực sự là nàng đuối lý ca ca chúng ta biết sai rồi ngươi không nên trách tẩu tẩu được không tôn tử đồng miệng dẫu lão trường sắp có thể treo lên một cái chai dầu lần này đệ đệ cầu tình đều không dùng được. đối với cái này ra cửa liền không nhớ rõ nhà mình ca ca tiểu gia hỏa tôn một dương đối xử bình đẳng. quay đầu đi chỗ khác làm bộ không có nghe thấy lời hắn nói. sợ tới mức tôn tử đồng sông lên đi. đột nhiên nhào vào ca ca trong lòng ngực trong miệng còn ở kêu to. ca ca ta biết sai rồi. ca ca chúng ta cho ngươi mang theo thật nhiều ăn ngon. ngươi không được hung ta. ngươi còn không biết xấu hổ nói. hai người các ngươi này vừa ra khỏi cửa. Thời gian dài như vậy cũng chưa trở về, ta còn tưởng rằng. Tôn một Dương nói đột nhiên im bặt, như là nghĩ tới cái gì không thể nói ra sự tình. Lý Thu Nguyệt xem xét hắn liếc mắt một cái, lại xem xét liếc mắt một cái trong lòng ngực hắn tôn tử đồng. Trong nháy mắt kia trong đầu linh quang vừa hiện, giống như nhớ tới sự tình gì. Cho rằng cái gì? Tiểu Gia Hỏa ngẩng đầu lên, mắt trong mông nhìn nhà mình ca ca. Không có gì, cho rằng ngươi là cái không lương tâm tiểu gia hỏa. Tôn một Dương Ngươi nên sẽ không cho rằng, ta đem đồng đồng quải đi bán đi. Chương 70 đứng lên. Tiểu tâm tư bị chọc phá, tôn một dương sắc mặt đổi đổi, quay đầu đi, nỗ lực làm chính mình không nhìn Lý Thu Nguyệt. Có một số việc, cũng không phải. Là trốn tránh là có thể né tránh. Công tử đồng nghiêng đầu, đầy mặt thiên chân hỏi, cái gì kêu đem ta quải đi bán? Đem ngươi cầm đi bán cũng không biết. Lý Thu Nguyệt trong lòng cả kinh. Thời buổi này chẳng lẽ này tiểu oa nhi đã thiên chân tới rồi như thế nông nổi hoặc nhìn cũng không giống a à? rốt cuộc nếu là liền lừa bán là cái gì cũng không biết nói tiểu gia hỏa này sớm đã ở bên ngoài bị ăn liền xương cốt cặn bã đều không còn sao có thể êm đẹp đứng ở chỗ này ta biết a à, ta ý tứ là ta nhìn qua nơi nào đáng giá tẩu tẩu cầm đi bán tôn tử đồng cười tủng tỉm lẻn đến lý thu nguyệt bên cạnh trong tay sờ khởi một chuỗi đường hồ lô thừa dịp tôn một dương không chú ý một chút nhét vào trong miệng của hắn động tác chi nhanh chóng thân thủ chi nhanh nhẹn sợ tới mức mặt khác hai người không biết làm sao ngô ngươi trong miệng ngậm đường hồ lô tôn một dương liền lời nói đều nói không rõ chỉ có thể trừng lớn một đôi mắt đào hoa hung ba ba nhìn nhà mình đệ đệ công tử đồng có người chống lưng tự nhiên là nửa điểm đều không sợ hắn ngược lại là cầm lấy một khát xuyến đường hồ lô vui vui vẻ vẻ ăn lên hồi lâu không có ăn đến loại này đồ ăn cho dù là bản khuôn mặt tôn một dương cuối cùng cũng không có đem đồ vật lấy ra tới ngược lại cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn này xuyến hương vị có chút bất chính tông hồ lô ngào đường xem hắn kia tiểu tính tình bị hống không sai biệt lắm lý thu nguyệt cười đứng lên hai người các ngươi ăn trước ta đi nấu cơm từ từ tôn một dương đột nhiên gọi lại nàng ngươi không phải nói ngươi làm tân y phục sao không mặc cho ta xem tân y phục vừa ra khỏi miệng Lý Thu Nguyệt cùng Tôn Tử Đồng trên mặt biểu tình đều trở nên có chút cổ quái. Khi kiện nhan sắc xung đột quỷ dị Sim Y, ở hai người bọn họ trong lòng để lại quá sâu ấn tượng, thế cho nên phản ứng đầu tiên chính là kia kiện xấu quần áo. Cũng may, bên ngoài cuối cùng lại tráo một tầng, lúc này mới nhìn qua thoải mái chút. Nhưng Lý Thu Nguyệt cũng quả quyết không dám tùy tiện lấy ra tới, rốt cuộc chiếu tôn một dương độc ác ánh mắt, nói không chừng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra trong đó kỳ quặc. Ngày thường còn chưa tính, hiện tại người nào đó đang ở nỗi nóng, nhìn lúc sau không chừng như thế nào cười nhạo chính mình. Nàng lời lẽ chính đáng cự tuyệt nói, ở Tây Y Thượng là vì ăn Tết mua, khẳng định là muốn ăn Tết thời điểm mới có thể lấy ra tới xuyên, hiện tại lấy ra tới, đến lúc đó không phải không xem như từ cựu nên tân sao. Lời này nghe tới, tổng làm người cảm thấy có vài phần không đúng, nhưng lại tìm không ra trong đó sơ hở. Xem hắn không tiếp tục nói, Lý Thu Nguyệt chạy nhanh quay đầu lại đi chuẩn bị cơm trưa thuận đường bồi thêm một câu, đợi chút ăn xong cơm, ta đỡ ngươi ở trong phòng đi một chút, buổi chiều chúng ta nhiều luyện luyện. Hảo. Tôn một Dương gật gật đầu. Chung quy là an tĩnh ăn trong tay đường hồ lô, ánh mắt đình trú ở bể bếp trước kia bận trước bận sau thân ảnh thượng, không nói thêm gì. Hôm qua mang về tới đồ ăn còn có thừa, ở thời buổi này, đại gia cũng không phải kém cá chọn canh chi phí, tự nhiên sẽ không lãng phí. Nửa nén hương công phu, lý thu nguyệt liền đem những cái đó đồ ăn toàn bộ đều nhiệt hảo bưng lên cái bàn nhìn trên bàn nóng hôi hổi đồ ăn lại không có một người động chiếc đũa các ngươi như thế nào không ăn tôn một dương đè nặng thanh âm hỏi mặt khác một lớn một nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt biểu tình nhiều ít có chút xấu hổ lý thu nguyệt ho nhẹ một tiếng trả lời nói vừa mới đuổi lâu lắm lộ hiện tại một chốc có chút hoảng bất quá tới ngươi ăn trước đi ngươi đâu Tôn Mộc Dương nhìn nhà mình đệ đệ. Tiểu gia hỏa né tránh hắn ánh mắt, ấp úng nói, trở về trên đường chạy cấp, hiện tại có chút ăn không vô. Cho nên hai người các ngươi đều không ăn. Nam nhân ánh mắt ở đối diện hai người trên người đảo qua, mang theo vài phần xem kỹ. Làm lý thu nguyệt hai người không dám ngẩng đầu. Ân. Ừ. Các ngươi nếu là đều không ăn nói, ta đây liền một người ăn trước. Hảo. Thanh âm nghe đi lên mơ hồ có chút hưng phấn. Đối với loại này phản ứng, Tôn Mộc Dương đoán cái 89 phần 10. Buông trong tay chiếc đũa, nhìn trước mặt hai người, cuối cùng thật sâu thở dài. Hai người các ngươi nếu là ở bên ngoài ăn mảnh ăn no, cốt xấu trở về cũng muốn trang trang bộ dáng, tùy tiện ứng phó mấy khẩu, mà không phải tìm một ít quay bảy tạp tám lý do. Ca ca, Tôn Tử Đồng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đừng hỏi ta như thế nào biết, ngươi là ta đệ đệ, ta có thể không biết ngươi là cái gì tâm tư sao. Hai chúng ta chẳng qua là ở bên ngoài thời điểm, đồ ăn vặt ăn có điểm nhiều, như thế nào có thể nói chúng ta ăn mảnh đâu. Nói lời này thời điểm, Lý Thu Nguyệt chính mình đều không quá tự tin. Trước cuộc hôm nay buổi sáng, hai người bọn họ đích xác ăn không ít ăn ngon, mà mang về tới cấp tôn một dương, trên cơ bản chỉ có kia một chuỗi không quá chính tông hồ lô ngào đường. Ân. Ừ. Nam nhân trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, liền bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn trước mặt đồ ăn. Nếu là phóng tới nửa tháng phía trước, Tôn một Dương như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, chính mình thế nhưng có thể cùng Lý Thu Nguyệt, có thể có như vậy bình yên ở chung một ngày. Ăn từ từ, không ai cùng ngươi đoạt. Ca ca, ngươi không cần ăn cứ như vậy cấp. Xem hắn từng ngụm từng ngụm lùa cơm, hận không thể một bộ đem chính mình sặc tử bộ dáng, Lý Thu Nguyệt hai người đều có chút sốt ruột. Sớm biết rằng hắn như vậy sinh khí, hai người bọn họ lúc ấy nên một người tạm chấp nhận ăn mấy khẩu. Tôn một dương nhà tù trả lời, ăn no. Mới có. Sức lực đứng lên. Lý Thu Nguyệt mới vừa dơ lên chiếc đũa, nghe được lời này, yên lặng thả xuống dưới. Rõ ràng là như vậy kiêu ngạo người, lại giống một cái phế vật giống nhau, ở chỗ này nằm nhiều ngày như vậy, chỉ có thể dựa vào người khác chiếu cố. Mặc kệ là ai, trong lòng đều sẽ khổ sở. Ăn xong cơm, Lý Thu Nguyệt làm tiểu gia hỏa đi rửa chén, chính mình tắt trực tiếp đi vào tôn một dương bên người. Tưởng đứng lên phải không? Nàng hỏi. Nam nhân thấy nàng trong ánh mắt, phản phất có ngôi sao. Lý Thu Nguyệt vương một bàn tay, cứ như vậy ngừng ở Tôn Mộc Dương trước mặt. Nàng đang đợi chính hắn làm quyết định. Quyết định hắn muốn hay không đứng lên, quyết định hắn muốn hay không đối mặt nhất chân thật chính mình. Giây tiếp theo, một con bàn tay to đáp đi lên. Nương Lý Thu Nguyệt tay, Tôn Mộc Dương dùng ra cả người sức lực, muốn một hơi đứng lên. Vừa rời mà một nửa, vốn nhờ vì hai chân thất lực, hung hăng quăng ngã đi xuống. Nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm vang tôn tử đồng lo lắng nhìn lại đây kêu to ca ca ngươi không sao chứ không có việc gì ngươi không cần phải xen vào hắn làm chính ngươi sự tình liền hảo ta ở chỗ này ta ở chỗ này những lời này đó là cho hắn lớn nhất an ủi tôn một dương không nói gì chỉ là lại lần nữa kéo lên cái tay kia sau đó hai chân dùng sức rõ ràng trước hai ngày hắn là có thể mượn dùng tiểu gia hỏa đứng lên như thế nào hôm nay đổi đến lý thu nguyệt trên người ngược lại ngay cả thẳng hai chân đều khó Tôn một Dương tưởng không rõ, nhưng hắn cũng không cần thiết suy nghĩ cẩn thận. Đứng lên, chính là hắn hiện tại lớn nhất mục tiêu. Chương 71 ngươi có hay không thích ta? Lần lượt đứng lên, lại lần lượt té ngã đi xuống. Cũ nát nhà tranh trung, không ngừng truyền đến nặng nề tiếng vang. Nếu là lúc này, ngoài phòng có người trải qua, tất nhiên sẽ cho rằng Lý Thu Nguyệt cái này lưu manh du côn, lại ở trong. Phòng đối với nàng kia nhặt về tới tiện nghi phu quân, vung tay đánh nhau nếu không nghỉ ngơi một nghỉ nhìn tôn một dương sắc mặt đỏ bừng mồ hôi đầy đầu bộ dáng nàng nhiều ít có chút không đành lòng này không lâu sau quan ngã không biết có bao nhiêu hạ tuy rằng nói hắn vẫn luôn đứng dậy không nổi có hơn phân nửa đều là lý thu nguyệt công lao nhưng là nhìn hắn như vậy vẫn luôn ngã xuống đi chung quy vẫn là không đành lòng không cần tôn một dương kiên định cự tuyệt đương hai tay lại lần nữa nắm ở bên nhau khi lý thu nguyệt âm thầm mang theo vài phần sức lực sau đó bắt lấy nàng cái tay kia bỗng nhiên buông ra tôn một dương thật mạnh ngã trên mặt đất ngươi nói tốt làm ta chính mình tới ngươi không cần phải như vậy giúp ta ta không có khả năng vĩnh viễn đều dựa vào lực lượng của ngươi đứng lên nam nhân trong ánh mắt ẩn chứa chỉ có chính hắn có thể minh bạch cảm xúc lo âu tự ti bực bội bất an sở hữu mặt trái cảm xúc toàn bộ đều bởi vì này hai cái đùi mà vần quanh hắn sớm đã tẩy hảo chén tôn tử đồng giờ phút này cũng ở nhà mình ca ca bên người mắt trông mong nhìn hắn mỗi lần thấy tôn một dương sắp sửa ngã xuống đất thời điểm đều hận không thể xông lên đi đỡ một phen đáng tiếc hắn không thể nhìn ra được trên mặt đất người nọ trong mắt kiên định lý thu nguyệt thở dài chung quy vẫn là bắt tay duỗi đi ra ngoài này chân nàng trị có đoạn thời gian đủ loại kiểu dáng dược uống thuốc ngoại dụng đảo cũng là đều thử một lần nên làm đều làm thương cũng tốt không sai biệt lắm liền kém này cuối cùng một bước đứng lên nhìn lý thu nguyệt trong mắt không đành lòng nghe nhà mình đệ đệ nhỏ giọng khóc nức nở tôn một dương lại lần nữa bắt lấy trước mặt cái tay kia hung hăng cắn răng một cái đứng lên chẳng sợ hai chân run run rẩy rẫy tùy thời đều có khả năng ngã xuống nhưng hắn hiện tại chung quy vẫn là đứng lên không có dựa vào người khác lực lượng lý thu nguyệt đứng ở chỗ này chỉ là đơn thuần đương một cái tay vịn giống nhau tồn tại hắn đột nhiên cười như là một cái được đến âu yếm món đồ chơi tiểu bằng hữu giống nhau cười đến phá lệ vui vẻ tôn một dương tranh công nói ngươi thấy được sao ta đứng lên đương nhiên thấy được ngươi hiện tại chính là đứng ở ta trước mặt ta sao có thể nhìn không thấy lý thu Nguyệt nhìn hắn trong mắt cũng ẩn chứa nhàn nhạt ý cười một giây hai giây ba giây tôn một dương liền như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó vẫn luôn đều không có ngã xuống đi liên quan bên cạnh tôn Tử Đồng đều đã quên tiếp tục khóc đi xuống, đi phía trước đi rồi vài bước, tự hồ muốn ôm ôm nhà mình ca ca, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Hắn lần này nhào lên đi, Tôn Mộc Dương không chừng liền không có sức lực đứng ở nơi đó. Điểm này tiểu gia hỏa, trong lòng vẫn là rõ ràng. Đứng đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, Tôn Mộc Dương trên trán đã che kín mồ hôi, rung rẩy biên độ cũng càng lúc càng lớn. Mắt thấy trên đùi lực lượng đã duy trì không được. Lý Thu Nguyệt vội vàng đỡ hắn chậm rãi ngồi xuống dặn dò nói về sau ăn không thành cái mập mạp chúng ta tuần tự tiệm tiếng một chút tới liền hảo ân tôn một dương gật gật đầu trong mắt như cũ tràng đầy ý cười vạn sự khởi đầu nang hắn hiện tại đã có thể thành công đứng lên sự tình phía sau tất nhiên cũng không phải là quá lớn trở ngại hôm nay đứng lên ngày mai nói không chừng liền có thể ở nâng hạ chậm rãi hành tẩu hậu thiên liền có thể một người một mình đứng ở tại chỗ lại sau này chiếu như vậy đi xuống quá xong năm hắn này chân liền khôi phục ông như vậy ý niệm tôn một dương trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạng hoàn toàn không có chú ý tới nhà mình đệ đệ không biết khi nào bưng một chén đen nhánh chén thuốc đã đi tới ca. ca. tiểu gia hỏa một mở miệng hắn quay đầu thấy kia chén thuốc sắc mặt nháy mắt trở nên giống như chén thuốc giống nhau hắc không phải nói ta này thương tốt không sai biệt lắm sao hắn lời này tuy rằng là nhìn tiểu gia hỏa nhưng rõ ràng là nói cho lý thu nguyệt nghe cơ bản nhất thương là tốt không sai biệt lắm, nhưng là sói mòn khí huyết vẫn là yêu cầu bổ bổ, uống nhiều điểm, sẽ không có cái gì vấn đề, ta ở bên trong thả nhân sâm. Khi nói chuyện, Lý Thu Nguyệt duỗi tay cho chính mình cũng thịnh một chén. Làm trò huynh đệ hai người mặt, đột nhiên rót một mồm to, sau đó. Một ngụm phun ra. Nôn. Thứ này thật khó uống. Dứt lời, nàng còn duỗi tay xoa xoa chính mình khóe miệng, sau đó thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm tôn một dương ta có thể không uống sao? Hắn thử thăm dò hỏi. Được đến chỉ là một ánh mắt đáp lại. Nhìn nhà mình đệ đệ trong tay kia chén đen nhánh chén thuốc, tôn một dương cắn răng một cái, bóp mũi trực tiếp rót đi vào. Đều nói đau dài không bằng đau ngắn. Dù sao cũng trốn không thoát, dứt khoát trực tiếp đối mặt, sớm chết sớm siêu sinh. Uống xong lúc sau, chỉnh trương tuấn tiếu mặt ninh thành một đoàn, vội vàng cầm chén nhét vào tôn tử đồng trong tay, sau đó tiếp nhận lý thu nguyệt trên tay nước trong. Dây tiếp theo, hắn sửng sốt một chút, nhìn người bên cạnh, không biết có nên hay không nói cảm ơn. Ở hắn uống xong đi kia khẩu chén thuốc khi, Lý Thu Nguyệt liền bưng một chén nước trong đứng ở hắn bên người, liền chờ hắn khó chịu thời điểm đưa qua. Tựa như vừa rồi, chẳng sợ hắn lần lượt té ngã, Lý Thu Nguyệt cũng sẽ vẫn luôn đứng ở nơi đó, đem bàn tay ra tới, chờ đợi hắn tiếp theo nếm thử. Lý Thu Nguyệt Ngươi có phải hay không thích ta? Lời kia vừa thốt ra, còn không có được đến trả lời. Tôn Mộc Dương mặt liền chính mình đỏ vài phần. Nàng không phải không có nghĩ tới vấn đề này, cũng không phải không có nghĩ tới, Tôn Mộc Dương có thể hay không hỏi chính mình. Chỉ là không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Ngươi hy vọng ta nói cho ngươi, thích, vẫn là không thích. Tôn Mộc Dương sửng sốt một chút, cúi đầu, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Thích, vẫn là không thích, chính hắn cũng không nói lên được. Tựa như lý thu nguyệt trong lòng, nhiều ít cũng có thể đoán được vài phần tôn một dương hiện tại hẳn là đối chính mình sinh ra hảo cảm nhưng này có ích lợi gì đâu không có từ đối phương nói trong miệng nói ra hứa hẹn chung quy chẳng qua là chính mình lung tung suy đoán thậm chí liền từ đối phương trong miệng nói ra hứa hẹn đều có khả năng là lừa gạt ta không biết tôn một dương ăn ngay nói thật nhìn ca ca tẩu tẩu nói chính mình nghe không hiểu nói tôn tử đồng yên lặng đi tới cửa đi theo nơi này so sánh với hắn giống như càng hẳn là đi trên núi nhặt củi lửa ta đây có thể hay không hỏi một chút ngươi, Tôn Mộc Dương, ngươi có hay không thích ta? Chẳng sợ chỉ là một chút. Lý Thu Nguyệt nhìn hắn đôi mắt, ý đồ từ trong đó nhìn ra cảm xúc biến hóa. Ta, ta đã biết. Nàng đột nhiên cười, ở nhìn thấy Tôn Mộc Dương do dự thời điểm, liền cười. Câu nói kế tiếp đã không cần phải tiếp tục nghe đi xuống, rốt cuộc không có ai sẽ thích một cái bộ dáng thô bỉ, dáng người thô tráng, hơn nữa hơn 20 tuổi gã không ra gái lỡ thì. Lý Thu Nguyệt mở cửa, chỉ để lại một câu, ta cùng tiểu gia hỏa cùng nhau lên núi nhặt củi lửa đi. Chương 72 đệ đệ thần trợ công. Nhìn cái kia rời đi bóng dáng, Tôn một Dương há miệng thở dốc môi, chung quy là cái gì cũng chưa nói. Thích sao? Chính hắn cũng không nói lên được, nhưng chán ghét đó là tuyệt đối không có khả năng. Trong đầu theo bản năng xuất hiện lần đầu tiên thấy Lý Thu Nguyệt thời điểm bộ dáng. Khi đó, nữ nhân kia một thân sức trâu, đem một thân huyết ô hắn, từ chân núi khiên trở về, nhân tiện còn sách theo tôn tử đồng. Bất quá ngay lúc đó Lý Thu Nguyệt. Chính là huynh đệ hai người bóng đè. Rốt cuộc khi nào bắt đầu, hết thảy đều thay đổi đâu. Đóng cửa đi ra ngoài Lý Thu Nguyệt, cũng không có thật sự rời đi, chỉ là một mông ngồi ở ngoài phòng thạch tảng thượng, tâm tình có chút nói không nên lời phức tạp. Nàng thích tôn một dương, ít nhất hiện tại đã có thể xác định chính mình tâm tư. Bằng không, ở không chiếm được đáp lại thời điểm, cũng sẽ không cảm thấy như vậy khó chịu. Không biết qua bao lâu, sắc trời dần dần tối sầm đi xuống. Trong phòng người không có ra tiếng, ngoài phòng người không có động tĩnh, tựa như ở vào hai cái hoàn toàn không giống nhau thế giới. Chờ Tôn Tử đồng ôm một đống lớn củi lửa khi trở về, chỉ nhìn thấy Lý Thu Nguyệt một người ngồi ở cửa. Gào thép gió lạnh, đem nàng mặt thổi đến có chút phát tím, có vẻ kia trương năm đen mặt, càng thêm thô bỉ. Trong thôn người đều xem thói quen, mọi người đều như vậy chỉ có tôn một dương cùng tôn tử đồng, giống như hai cái thiên tiên nhân nhi giống nhau, trắng nõn trên mặt, vĩnh viễn mang theo nhàn nhạt mỏng phấn. Tẩu tẩu, ngươi vì cái gì muốn ngồi ở chỗ này? Có phải hay không ca ca khi dễ ngươi? Tiểu gia hỏa giống củi lửa hướng trên mặt đất một ném, đôi tay chống nạnh, bày ra một bộ hung ba ba bộ dáng. Như là muốn vọt vào đi, vì Lý Thu Nguyệt giáo huấn nhà mình ca ca một phen. Nàng không nói chuyện, chỉ là đem tiểu gia hỏa kéo qua tới, ôm vào trong ngực, đem cầm gác ở kia viên lông xù xù trên đầu bất thình lình thân mật hành động làm tôn tử đồng có chút không biết làm sao chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia banh thẳng toàn thân cơ bắp đừng khẩn trương tẩu tẩu tâm tình không tốt ôm một chút ngươi thì tốt rồi lý thu nguyệt thanh âm nghe đi lên phá lệ trầm thấp tiểu gia hỏa từ cổ họng bài trừ tới một tiếng đáp lại liền cũng không nhúc nhích chỉ là kia một đôi quả nho đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình nhặt về tới những cái đó củi lửa tự hồ ở trong lòng đánh giá, đem củi lửa liền như vậy ném ở trên nền tuyết nửa ngày, có thể hay không triều. Một nén nhang tả hữu thời gian, Lý Thu Nguyệt cảm giác được trong lòng ngực tiểu gia hỏa kia, cứng còng cơ bắp đã hoàn toàn buông ra, thậm chí có chút hơi hơi phát rung. Lúc này mới buông tay, lôi kéo tiểu gia hỏa vào nhà. Lại tiếp tục đi xuống, phỏng chừng đợi chút trong nhà liền lại muốn thêm một cái bệnh nhân. Nhìn hai người bọn họ cùng nhau tiến vào, Tôn một Dương rõ ràng sửng sốt một chút củi lửa nhặt về, buổi tối muốn ăn cái gì? Lý Thu Nguyệt Thanh âm thực bình tĩnh, như là phía trước sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ăn cái gì đều được. Ân. Nàng lãnh đạm có chút quá mức. Tiểu gia hỏa nhịn không được tiến đến nhà mình ca ca bên người, nhìn bể bếp trước bận rộn thân ảnh. Đè thấp thanh âm hỏi, ca ca ngươi có phải hay không khi dễ tẩu tẩu? Ta trở về thời điểm, xem nàng một người ở nhà ở bên ngoài ngồi, mặt đều đông lạnh đỏ. Các ngươi không phải cùng nhau nhặt củi lửa đi. Không có nha, ta nhặt củi lửa trở về, Tẩu Tẩu liền ở cửa ngồi, nhìn đến ta lúc sau, còn lôi kéo ta bồi nàng cùng nhau ngồi trong chốc lát. Tôn Mộc Dương có chút trầm mặt. Hắn không biết nên tiếp tục nói cái gì đó, rốt cuộc này hết thảy đều là chính hắn tạo thành. Trọng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Thu Nguyệt, nàng như là cái gì đều không có nghe thấy giống nhau, tiếp tục làm chính mình sự tình. Nhưng này nhà ở liền lớn như vậy, công tử đồng khả năng đối với lặng lẽ lời nói khái niệm cũng không có thực rõ ràng, cho nên vừa rồi hết thảy Lý Thu Nguyệt cũng nghe đến rõ ràng. Ta không có khi dễ ngươi tẩu tẩu, chẳng qua nói một ít làm nàng tâm tình không tốt lời nói, cho nên ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời, nỗ lực làm tẩu tẩu tâm tình hảo lên. Hắn duỗi tay xoa xoa tiểu gia hỏa đầu, Chung Quy là không có nói vì cái gì. Trước cuộc tôn tử đồng tuổi như vậy tiểu, lại sao có thể minh bạch nam nữ chi gian sự tình? Chờ ăn xong cơm, Lý Thu Nguyệt liền lại lần nữa đỡ tôn một dương thử làm vận động. Như là phía trước hết thảy, thật sự không có phát sinh quá giống nhau. Chỉ là, nàng nỗ lực trốn tránh cùng Tôn Mộc Dương sinh ra ánh mắt đối diện, chung quy vẫn là vô pháp biểu hiện như vậy bình tĩnh. Ca ca. Liền ở Tôn Mộc Dương mới vừa đứng vững, Lý Thu Nguyệt thử buông ra tay kia. Tôn Tử Đồng đột nhiên lôi kéo hắn góc áo, giống như có nói cái gì muốn nói. Truyền đến lực lượng, làm Tôn Mộc Dương bay thẳng đến phía trước tài đi xuống. Nói là muộn khi đó thì nhanh, Lý Thu Nguyệt chạy nhanh xông lên trước tiếp được hắn. Sau đó, hai người liền như vậy cùng nhau ngã trên mặt đất. Nhìn kia trương cùng chính mình chỉ có mấy mờ mờ liền có thể gặp được mặt, Lý Thu Nguyệt cảm giác cả người máu đều dũng hướng về phía đại não. Cho dù là nàng ở phía dưới lót, nam nhân kia ghé vào mặt trên. Chẳng sợ phía sau lưng hung hăng quăng ngã ở lạnh băng trên mặt đất, đem nam nhân kia vững chắc chắn cái toàn. Nàng vẫn là nhịn không được ngượng ngùng lên. Làm sao vậy ngươi đây là? có nói cái gì đợi chút lại nói không được sao tôn một dương đồng dạng hồng một khuôn mặt dùng tay đem chính mình nửa người trên khởi động tới một bộ phận quay đầu hung tợn trừng mắt nhà mình đệ đệ không phải hắn không nghĩ lên mà là không có sức lực ta chỉ là tưởng nói ca ca ngươi nên uống dược tiểu gia hỏa ăn mắng nháy mắt bẹp miệng nước mắt ở hốc mắt đảo quanh một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng làm người không đành lòng lại tiếp tục mắng đi xuống bất quá không đành lòng chính là lý thu nguyệt cũng không ảnh hưởng tôn một dương tiếp tục giáo huấn nhà mình đệ đệ có cái gì quan trọng sự tình ngươi không thể chờ ta đợi lát nữa nghỉ ngơi thời điểm lại nói sao một chén dược mà thôi sớm một hồi vãn một hồi cũng không có gì vấn đề ta lúc này mới vừa mới vừa đứng lên ngươi liền kéo ta còn hảo ngươi tẩu tẩu phản ứng mau nếu là phản ứng chậm đâu phản ứng chậm nhiều nhất cũng chính là đem cánh tay lại quăng ngã ra cái tốt xấu tới chẳng sợ còn nằm trên mặt đất đầy mặt đỏ bừng lý thu nguyệt đánh lên xóa tới kia cũng là không để lối thoát chỉ là này hồi đáp chỉnh đến tôn một dương có chút không biết làm sao nhưng là tẩu tẩu nói này dược thực quý ngươi nếu không đúng hạng uống lạnh nói nói không chừng hiệu quả liền không hảo tôn tử đồng trong mắt tràn đầy chân thành đến nỗi trước mặt hai người vẫn luôn giống điệp la hán giống nhau tư thế hắn cũng đương hoàn toàn không nhìn thấy ngươi tôn một dương vừa giận cánh tay thượng sức lực buông lỏng cả người lại tài đi xuống có thể rõ ràng cảm giác được chính mình ngực, bị nào đó mềm mại địa phương cấp đứng vững. Vốn là đỏ bừng trên mặt, sắp tích xuất huyết. Lý Thu Nguyệt đồng dạng thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác, hỏi, ngươi có phải hay không không chuẩn bị đi lên? Đây là ta không chuẩn bị lên vấn đề sao? Đây là ta căn bản là không có sức lực lên được không? Công một dương thanh âm giống như mũi giống nhau. Lý Thu Nguyệt hơi chút sử chút lực, đem người từ chính mình trên người đẩy ra, lúc này mới đạt được tự do chỉ là cũng không dám nữa xem Tôn một Dương liếc mắt một cái. Chương 73 không xứng. Tôn một Dương nhìn về phía nhà mình đệ đệ ánh mắt, giờ phút này trở nên vô cùng phức tạp. Nếu là đặt ở trước kia, Tôn Tử Đồng quả quyết làm không ra chuyện như vậy, nhưng hôm nay, mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Làm hắn rất khó không nghi ngờ, ở bên ngoài kia đoạn thời gian, Lý Thu Nguyệt có phải hay không cùng tiểu gia hỏa nói chút cái gì? Lý Thu Nguyệt. Tôn một Dương đột nhiên gọi nàng một tiếng làm sao vậy? Nàng nhướng mày, vừa mới chuẩn bị ngắt lời, nhìn. Tôn một Dương biểu tình nghiêm túc, lại ngạnh sinh sinh nghẹn trở về. Ngươi biết cái gì là môn đăng hộ đối sao? Ta đây đương nhiên biết, thân phận địa vị gia cảnh đều tương đương, lúc này mới xưng được với là môn đăng hộ đối. Đối với vấn đề này, Lý Thu Nguyệt trả lời phá lệ trôi chảy. Trong lòng lại nghĩ đến, gia hỏa này đột nhiên hỏi ta môn đăng hộ đối ý tứ, nên không phải là bởi vì chính mình thân phận mà cảm thấy tự ti đi. Môn không đăng hộ không đối, hai người ở bên nhau chung quy sẽ không có cái gì quá tốt kết quả. Tôn một dương rủ xuống mi mắt. Lời này đã có thể đại đại không đúng rồi. Làm tân thời đại mà đến nữ tính, lý thu nguyệt ghép nhất chính là loại này trong mắt chỉ có môn đăng hộ đối khái niệm. Nàng một môn ngồi xuống, liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm trước mặt người. Khí thế mười phần nói, môn đăng hộ đối từ nào đó phương diện đi lên nói, chỉ là vì làm tân hôn vợ chồng có thể quá nhật tử tương đối so với so vững vàng sẽ không có phương nào lệch lạc mà sinh ra hiểu lầm sao có thể nói môn không đăng hộ không đối liền sẽ không có cái gì hảo kết quả đâu chính là tôn một dương bị nàng nói sửng sốt ngẩng đầu trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cái gì chính là không thể là chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau gia đình bối cảnh kia tính cái gì chính là chênh lệch quá lớn ta nói ngươi có phải hay không tiểu thuyết xem nhiều chênh lệch quá lớn lại làm sao vậy chỉ cần đủ nỗ lực tiến tới luôn có có thể sống vai mà đứng kia một ngày, chẳng sợ không có kia một ngày, chỉ cần ta đang liều mạng hướng ngươi tới gần, kia đó là ta có thể làm ra lớn nhất nỗ lực. Một hơi nói xong này đó, Lý Thu Nguyệt đều hận không thể cho chính mình vỗ tay. Loại người này sinh đạo lý, nếu không phải nàng ngày thường tiểu thuyết xem nhiều, cũng là quả quyết nói không nên lời. Huống chi, nàng làm một cái cô nương mọi nhà, còn không có cảm thấy môn đăng hộ đối có bao nhiêu quan trọng, tôn một dương làm một giới nam tử, như thế nào có thể như thế không phóng khoáng đâu hắn là thanh lâu bồi dưỡng ra tới gã sai vặt nàng là người trong thôn người kêu đánh lưu manh du côn đặt ở cùng nhau đảo cũng có vẻ xứng đôi nghĩ thông suốt điểm này sau lý thu nguyệt xem như rốt cuộc minh bạch vì cái gì buổi chiều tôn một dương không trả lời chính mình cái kia vấn đề đơn giản chính là cảm thấy hai người chi gian thân phận có điều bất đồng thôi đối với nàng giải thích tôn một dương có chút tiêu hóa bất quá tới cứ như vậy ngồi ở chỗ kia Ánh mắt ở Lý Thu Nguyệt trên người đánh chuyển. Thẳng đến bên cạnh Tôn Tử đồng kêu to, "Kikaka, chúng ta trở về thời điểm, có thể đem Tẩu Tẩu mang lên sao?" Các ngươi còn tưởng trở về? Lý Thu Nguyệt kinh ngạc. Nàng phản ứng to lớn, làm Tôn một Dương trong lòng chợt lạnh. Trên mặt biểu tình cũng lạnh xuống dưới, ngươi phía trước không phải đã nói phóng chúng ta đi sao? Ta là nói tha các ngươi đi a, à, nhưng không đại biểu ta muốn tha các ngươi trở về. Không quay về nói, chúng ta có thể đi nơi nào? Hắn hiếp một đôi mắt, không tốt hồi ức từ trong đầu hiện lên. Hiện tại Lý Thu Nguyệt nhìn qua giống như thích hắn, nếu là nói chuyện không giữ lời. Nếu là thật sự nói chuyện không giữ lời, Tôn Mục Dương cũng không biết nên như thế nào giải quyết, rốt cuộc nữ nhân này hiện tại, đối bọn họ hai anh em là thật sự hảo. Ta nói các ngươi như thế nào liền như vậy cuộc đâu, thật vất vả chạy ra tới, ở bên ngoài hưởng thụ nhân sinh không hảo sao, liền nhất định phải trở về sao? Lý Thu Nguyệt hận sắc không thành thép vỗ đùi liền kém trực tiếp lấy căng dây thường đem tôn một dương cấp trói lại. Sớm biết rằng chính mình cực cực khổ khổ cứu người, chỉ nghĩ trở lại kia dơ bẩn xấu xa nơi, kia còn không bằng dứt khoát không cứu, làm hắn nằm trên mặt đất, rốt cuộc đứng dậy không nổi tương đối hảo. Chính mình trở về liền tính, tôn tử đồng còn là cái qua qua. Hai người mặt đối mặt ngồi, sắc mặt thay đổi thất thường, trong óc mặt tưởng lại là hai kiện hoàn toàn bất đồng sự tình. Đặc biệt là ở nhìn thấy Lý Thu Nguyệt phản ứng lớn như vậy lúc sau, Tôn Mộc Dương bắt đầu hoài nghi, nàng có phải hay không đã biết bọn họ thân phận. Ngươi, Thu Nguyệt muội muội, có thể khai một chút môn sao? Liền ở Tôn Mộc Dương chuẩn bị thử một chút khi, bên ngoài truyền đến một nữ nhân khác thanh âm. Nghe đi lên tuổi không lớn, hẳn là cùng Lý Thu Nguyệt tương tự. Chỉ là người nào đó mặt, đang nghe thấy thanh âm này lúc sau nháy mắt đen xuống dưới. Khai. Lý Thu Nguyệt nói. Vốn dĩ liền đứng tôn tử đồng, lập tức đem kia phiến không gì quá lớn tác dụng môn kéo ra. Sắc mặt tái nhợt Trương Hoa Sen, giờ phút này đứng ở cửa, có chút ủy khuất nhìn trong phòng người. Nhìn đến Tôn một Dương mặt khi, nàng cả người đều ngây ngẩn cả người. Đây là Thu Nguyệt muội muội, phu quân của ngươi. Trương Hoa Sen có chút không tin. Ân. Ừ. Lý Thu Nguyệt cực cực đầu. Nhìn bên cạnh Tôn một Dương đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, lại thấp giọng giải thích một câu, đây là ta cùng ngươi đã nói Trương Hoa Sen, Trương Tỷ Tỷ, cùng ta cùng nhau từ nhỏ lớn lên bạn chơi cùng. Trương Tỷ Tỷ hảo. Tôn một Dương sáng lạng cười, cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa câu nhân đoạt phách. Làm cửa trương hoa sen, linh hồn nhỏ bé đều bay, cũng không nhớ rõ vào cửa. Lý Thu Nguyệt đầu một hồi cảm giác được chính mình như vậy khó chịu. Đặc biệt là nhìn cùng chính mình cùng nhau lớn lên trương tỷ tỷ, dùng loại này ánh mắt nhìn chầm chầm tôn một dương thời điểm, hận không thể trực tiếp đem nàng đôi mắt hạt châu cấp đào. Khụ khụ, nàng cố ý khụ một tiếng, Trương tỷ tỷ đột nhiên tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Không có sự tình, liền không thể tới cửa đến xem ngươi sao? Trương Hoa sen chậm rãi cười. Ta nếu là nhớ không lầm nói, chúng ta ở Lý Đại Cường nhà ở bên ngoài còn mới vừa đã gặp mặt, này còn không có quá bao lâu, chẳng lẽ Trương tỷ tỷ liền tưởng ta? Thình lình nghe được Lý Đại Cường tên, Tôn một Dương mí mắt nhảy dựng. Tổng cảm thấy tên kia lại muốn tới cửa tới quấy rối. Hắn hỏi: ngươi không phải nói lý đại cường dọn đi rồi sao đích xác dọn đi rồi nha bất quá ta ở trong thôn nơi nơi đi một chút thời điểm trong lúc vô ý đi đến nhà bọn họ cửa vừa vặn gặp ở phụ cận trương tỷ tỷ cùng tôn mộc dương nói chuyện thời điểm lý thu nguyệt thanh âm có vẻ phá lệ ôn nhu làm trương hoa sen có chút ghen ghét nếu là lúc trước nàng phu quân cũng có thể như vậy ôn nhu lấy đãi kia cũng không đến mức đi đến hiện tại nông nổi thu nguyệt muội muội ta biết ngươi sẽ không giúp ta cứu cha ta ta hôm nay tới chính là muốn hỏi ngươi mượn ít bạc, chuẩn bị sự tình ta cùng ta nương chính mình nghĩ cách, chỉ cần có thể đem cha ta cứu ra, về sau làm trâu làm ngựa ta đều tình nguyện. Nói nói, trương hoa sen nước mắt liền theo trượt xuống dưới. Vốn là tái nhợt trên mặt, giờ phút này càng là mang theo vài phần bệnh trạng. Đổi làm người khác, chỉ là liếc mắt một cái, liền cảm thấy lý thu nguyệt khi dễ nàng. Nhưng tôn một dương không phải người bình thường, đối loại chuyện này, chỉ là cười lạnh một tiếng chương 74 nghèo hèn phu thê trăm sự ai. Cô nương, ngươi luôn miệng nói làm ta nương tử cứu cứu cha ngươi, nếu là ta nương tử thực sự có như vậy năng lực, hiện tại cũng không đến mức ở chỗ này. Khi nói chuyện, Tôn Mộc Dương liếc mắt một cái này rách nát bất kham nhà tranh. Đồng dạng trong lòng đánh lên tính toán, Lý Thu Nguyệt gần nhất nhìn qua tránh chút tiền, như thế nào còn không đem này phá nhà ở cấp tu sửa một chút. Chính là Thu Nguyệt muội muội nhận thức huyện lệnh. Trương Hoa sen chém. Đinh chặt sắc nói, như là nhận định Lý Thu Nguyệt sẽ không đem chuyện này, nói cho vị này ngoại lai phu quân. Rốt cuộc nhận thức huyện lệnh, cũng coi như là leo lên mặt trên người. Nếu là có cơ hội nói, ai không nghĩ bay lên cao chi làm phượng hoàng. Ai nguyện ý vẫn luôn đãi tại đây thâm sơn cùng cốc bên trong, không nỗ lực, liền lấp đầy bụng đều khó. Nhận thức huyện lệnh, là có thể giúp ngươi đem cha ngươi cứu trở về tới sao. Công một Dương đầy mặt thiên chân chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Thu Nguyệt như là đang chờ đợi nhà mình nương tử định đoạt. Lý Thu Nguyệt lắc lắc đầu, nói, nếu là đơn giản như vậy là có thể đem người từ trong nhà lao vớt ra tới, kia phạm tội phí tổn nhưng quá thấp. Nghe được lời này, Trương Hoa Sen đã có thể nóng nảy, hoàn toàn quên chính mình là tới cầu người. Cha ta hắn lại không có làm sai cái gì. Nhưng là cha ngươi đánh người là sự thật, lại còn có đem kia nam nhân đánh như vậy trọng, mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Trương Đại Thúc chung quy là đã làm sai chuyện tình thời buổi này, chẳng lẽ giảng đạo lý còn muốn so với ai khác giọng đại. Nếu trương hoa sen gân cổ lên ồn ào, làm lý thu nguyệt tự nhiên cũng không có nửa điểm nhượng bộ. Ba nữ nhân một đại diễn, liền này hai nữ nhân ghé vào cùng nhau, liền sợ tới mức tôn tử đồng trốn đi góc. Cha ta đánh người chỉ là vì bảo hộ ta, nếu không phải bởi vì cái kia không lương tâm đem ta đánh thành như vậy, cha ta sẽ đối hắn động thủ sao? Trương tỷ tỷ, Ta tưởng ta nương tử nói đã nói rất rõ ràng, có chút vội không phải chúng ta không muốn, mà là đích xác không có năng lực này. Những lời này, Lý Thu Nguyệt Trung Quy vẫn là có chút ngượng ngùng nói ra. Nhưng đối với Tôn Mộc Dương tới nói, hắn không có nửa điểm ngượng ngùng mở miệng địa phương, rốt cuộc đối với thôn này người tới nói, hắn Trung Quy chỉ là cái người ngoài. Nhưng ngươi rõ ràng nhận thức huyện lệnh. Trương Hoa Sen vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Nàng liền như vậy đáng thương hề hề, nhìn vị này cùng chính mình cùng nhau lớn lên cô nương. Hy vọng có thể làm Lý Thu Nguyệt động nhất động lòng trắc ẩn. Chẳng sợ đã bị cự tuyệt nhiều như vậy thứ, Trương Hoa Sen cũng tin tưởng Lý Thu Nguyệt là có bổn sự này. Xem nàng như vậy cuộc cường, cho dù là tôn một dương, ở bên cạnh cũng nhịn không được thở dài. Trương Tỷ Tỷ, ngươi tưởng cứu cha ngươi, đó là hết sức bình thường sự tình, phàm là sự đều phải làm theo khả năng, ngươi phải tin tưởng quan phủ người không phải người mù. Quan phủ người không phải người mù, ta đây nhiều năm như vậy tới ăn nhiều như vậy đánh lại xem như chuyện gì xảy ra. Một câu, làm trương hoa sen buông xuống mặt mũi, ở tôn một dương cái này người ngoài trước mặt, ngồi sổn xuống thân mình gào khóc. Lời này nếu là Lý Thu Nguyệt nói, đảo cũng còn hảo chút, nhưng cố tình lời này là từ tôn một dương nơi này nói ra. Như là một cái hung hăng cái tác, trừ ở nàng trên mặt. Này đột nhiên phản ứng, làm trong phòng dư lại mấy người đều bắt đầu không biết làm sao. Lý Thu Nguyệt duỗi tay muốn đỡ, lại không biết bắt tay hướng nơi nào phóng, cuối cùng chỉ có thể ở chính mình trên người lao vài cái. Nhìn qua có bao nhiêu khờ có bao nhiêu khờ. Trương tỷ tỷ, việc này ngươi khóc cũng không phải biện pháp. Ta biết ngươi nói ngươi cùng huyện lệnh không có như vậy quen thuộc, cho nên ta chỉ là nghĩ đến tìm ngươi mượn chút tiền, như vậy đều không được sao. Quả nhiên, vòng đi vòng lại vẫn là về tới vay tiền nơi này. Lý Thu Nguyệt sắc mặt đổi đổi, lại không có nửa điểm muốn bỏ tiền ý tứ. Vừa rồi Trương Hoa Sen nói lên chuyện này, nàng vốn tưởng rằng chỉ là thuận miệng nhắc tới, kết quả là, thật đúng là không có việc gì không đăng tam bảo điện, chuyên môn chính là vì vay tiền mà đến. Nhưng nàng này tiền. Công một Dương nói, ngươi nói vay tiền việc này sợ là so giúp ngươi tìm hạn định đi quan hệ còn muốn khó, rốt cuộc ta này thân mình, ngươi cũng là thấy, nhà ta nương tử liền đi trấn trên làm công tránh trở về ngân lượng, toàn bộ đều dùng để trị ta này hai điều phế chân. Nói nói, hắn còn chuyên môn duỗi tay ở chính mình trên đùi chụp hai hạ, nhìn qua như là không biết đau đớn giống nhau. Sợ tới mức Lý Thu Nguyệt, đầu quả tim cũng đi theo rung vài cái. Nhưng Thu Nguyệt muội muội không phải, Trương Hoa sen lau một phen trên mặt nước mắt, nhưng Thu Nguyệt muội muội phía trước không phải rất có tiền sao, còn chuyên môn mang chúng ta đi trấn trên tửu lầu, điểm một bàn hảo đồ ăn. Nghe thế cái gọi là một bàn hảo đồ ăn, Tôn Mộc Dương nhìn thoáng qua người bên cạnh, trong ánh mắt mang theo vài phần nguy hiểm. Lý Thu Nguyệt vội vàng quay đầu đi, làm bộ cái gì đều không có nghe thấy bộ dáng cố nhân gặp lại, phùng má giả làm người mật, kia cũng là bình thường sự tình, ta nói như thế nào gần nhất mấy ngày, một chút tiền cũng chưa lấy về tới. Không thể không nói, Tôn Mộc Dương thật đúng là trời sinh diễn viên. Nghe được lời như vậy, không có nửa điểm kinh hoảng, ngược lại theo nói đi xuống. Chính là đem nghèo hèn phu thê trăm sự ai bộ dáng, hiện ra ở trương hoa sen trước mặt. Nhưng, đối phương nói đã nói được như vậy rõ ràng, trương hoa sen cũng không biết chính mình hẳn là tiếp tục nói cái gì đó. Đặc biệt là trước mặt này nam nhân nói lời nói thời điểm, Lý Thu Nguyệt vẫn luôn đảm đương giống như người không có việc gì, ở bên cạnh thấp đầu. Nhưng thật ra càng có vẻ tôn một dương, mới như là đương gia làm chủ người. Một khi đã như vậy, là ta hôm nay làm phiền, coi như ta không có đã tới đi, Thu Nguyệt muội muội Dứt lời, Trương Hoa Sen đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến. Trên mặt nước mắt còn không có hoàn toàn khô cạn, gió thổi qua, quát được yêu thích sinh đau. Lý Thu Nguyệt ngồi ở Tôn Mộc Dương bên người, yên lặng triều hắn duỗi dơ ngón tay cái lên. Có điểm bản lĩnh nha. Vốn dĩ Trương Tỷ Tỷ lại đây vay tiền, ta còn không biết hẳn là như thế nào cự tuyệt, kết quả ngươi nhưng thật ra đem sự tình giải quyết như thế viên mãn. Đối với loại này khen, Tôn Mộc Dương không có nửa điểm vui vẻ không nói, ngược lại từ trong lỗ mũi bài trừ một thân hừ lạnh. Ta nói ngươi trước hai ngày, như thế nào tâm huyết dân trào hướng trong nhà mang theo như vậy chút ăn ngon đồ ăn, nguyên lai like là bởi vì mang người khác đi ăn lương tâm băng khoăn lúc này mới nghĩ trong phòng còn có mặt khác hai người này âm dương quái khí ngữ khí làm lý thu nguyệt ra một thân mồ hôi lạnh chỉ có thể cười làm lành giải thích nói này không phải nghĩ trương tỷ tỷ bệnh nặng mới khỏi muốn đi trong nhà lao nhìn xem trương đại thúc sao tự nhiên muốn ăn tốt hơn bổ bổ đưa tới trong nhà lao đi đồ ăn cũng không thể ném thể diện đúng không người khác bệnh nặng mới khỏi phải hảo hảo bổ bổ cho nên ngươi liền tùy ý ngươi xui xẻo phu quân ở trong nhà đói bụng bái. Tôn một Dương quay đầu đi chỗ khác, như là hoàn toàn quên chính mình nói qua như thế nào nói. Này không phải cuối cùng đem ăn ngon uống tốt, đều cho các ngươi mua đã trở lại sao? Lý Thu Nguyệt đuối lý. Đặc biệt là trải qua Tôn một Dương nhắc nhở, nhớ tới chính mình lúc trước còn có một hồ chưa kịp mang về tới rượu, càng là ngượng ngùng. Hảo uống, chỗ nào đâu? Chương 75 ngươi còn muốn ôm mấy cái. Ta vốn dĩ ở tiệm cơm, còn cho ngươi chuẩn bị một hồ rượu ngon, cũng không biết ngươi uống không uống. Lý Thu Nguyệt moi moi đầu, trên mặt biểu tình nhiều ít có chút xấu hổ. cái nào nam nhân không uống rượu? ngươi nếu là mua trở về, ta tự nhiên không có không uống đạo lý. dứt lời, tôn một dương lại khắp nơi nhìn nhìn, nơi nào đều không giống như là có thể tàn một lọ rượu bộ dáng. khi rượu quá quý, ta trên người tiền không đủ, cho nên liền ở Lý Thu Nguyệt đầy mặt ủy khuất cho rằng chính mình muốn bị mắng thời điểm, Tôn Mộc Dương lại trực tiếp cười ra tiếng tới. Ngươi còn có tiền không đủ thời điểm. Ta như thế nào liền không thể có tiền không đủ lúc. Ngươi ở bên ngoài chính là ăn xài phung phí cực kỳ, trở về cùng ta nói trong túi không có tiền, ngươi cảm thấy ta như là sẽ tin tưởng bộ dáng sao. Tôn Mộc Dương quay đầu đi chỗ khác, đầy mặt ngạo kiều, như là đang chờ phu quân tới hống tiểu tức phụ nhi. Lý Thu Nguyệt bị hắn như vậy vừa nói, ngược lại càng ngượng ngùng thuận tiện ở trong lòng nghĩ, chính mình rốt cuộc khi nào ở bên ngoài tiêu tiền ăn xài phung phí. Chính là kia rượu thật sự thực quý, chờ ta mặt sau tránh đồng tiền lớn, lại cho ngươi lấy lòng không tốt. Nàng lần đầu duỗi tay, bắt được trước mặt nam nhân tay, đôi mắt ướt dầm về nhìn hắn. Trong lúc nhất thời, hai người gian không khí ái muội đến cực điểm. Tiền đề là, không có tôn tử đồng cái này nhảy ranh ở. Ca ca, tẩu tẩu ở bên ngoài không có tránh rất nhiều tiền, ngươi không thể nói như vậy tẩu tẩu trước mặt ngoại nhân bị dọa đến trốn đi tiểu gia hỏa, nghe Lý Thu Nguyệt bị mắng, Ma Lưu đứng ra chủ trì công đạo. Trong lúc nhất thời Tôn Mộc Dương thật đúng là không biết, chính mình còn có phải hay không gia hỏa này ca ca. Nào mát mẻ nào ngốc đi, ta cùng ngươi tẩu tẩu khai vài câu vui đùa. Đối với này không biết điều gia hỏa, còn hảo Tôn Mộc Dương đứng dậy không nổi, bằng không khẳng định đi lên, loãng xoảng loãng xoảng liền cấp hai cái đầu băng. Khó được thấy tiểu gia hỏa đứng ra cho chính mình làm chủ, Lý Thu Nguyệt cũng nhịn không được che miệng cười. Trong lúc nhất thời, đảo thật là hòa thuận vui vẻ. Bất quá, vui sướng thời gian luôn là ngắn ngủi. Không không lâu sau, Lý Thu Nguyệt liền lại lôi kéo tôn một dương tay, yêu cầu hắn lại lần nữa thử đứng lên. Nam nhân thở dài, thấy nhà mình đệ đệ cùng Lý Thu Nguyệt sớm đã mặt trận thống nhất. Một bên thử đứng lên, một bên trong miệng còn ở nói thầm, cũng không biết ai phía trước nói chán ghét tẩu tẩu như thế nào hiện tại hận không thể trực tiếp thành nàng thân đệ đệ. Nghe được lời này, tôn tử đồng mặt tạch một chút đỏ. Vội vàng đối với Lý Thu Nguyệt giải thích, tẩu tẩu, ta không có chán ghét ngươi, ta chỉ là chán ghét ngươi phía trước khi dễ ca ca thời điểm. Hiện tại ngươi không khi dễ ca ca, ta rất thích ngươi. Ngươi là thích ta, vẫn là thích ta mua những cái đó ăn ngon. Lý Thu Nguyệt cố ý đậu hắn. Khi khẳng định là thích ngươi mua những cái đó ăn ngon, bằng không sao có thể nhanh như vậy liền thay đổi một bộ sắc mặt. Tôn một dương từ trước đến nay xem náo nhiệt không chê sự đại. Chẳng sợ giờ phút này náo nhiệt đối tượng là nhà mình đệ đệ, hắn cũng một chút đều không lo lắng. Tổng không có khả năng lý thu nguyệt bụng dạ hẹp hòi đến, nghe được lời như vậy, liền đem bọn họ huynh đệ hai người đuổi ra đi thôi. Cậy sủng mà kêu, cái này tự nhưng thật ra ở bọn họ trên người bày ra vô cùng nhường nhuyễn. Không có, ta thích tẩu tẩu, cũng thích tẩu tẩu mua trở về ăn ngon, ca ca ngươi không cần suốt ngày liền biết quan uổng ta đột nhiên bị cáo hắt trạng, tiểu gia hỏa tức giận đến thẳng dậm chân, nước mắt đã bắt đầu ở hốc mắt đánh gãy, bị hắn nghẹn không muốn rơi xuống. Xem hắn như vậy, Lý Thu Nguyệt có chút đau lòng, hảo hảo, không nói ngươi. duỗi ra tay, đem người kéo vào trong lòng ngực. Trong phòng lại lần nữa truyền đến thân thể cùng mặt đất hung hăng chạm vào nhau thanh âm. Nàng duỗi tay quá nhanh, cũng không có làm tôn một dương thu lực, cho nên mới vừa đứng lên một chút người, lại hung hăng quăng ngã cái mông tảng cái này tôn một dương xem như hoàn toàn sinh khí lý thu nguyệt hắn riết gào bên cạnh hai người bị dọa đến co rụt lại cổ chạy nhanh tìm cơ hội trốn chạy ngươi đây là lần thứ mấy tôn một dương nghiến răng nghiến lợi hỏi ta lại không phải cố ý này không phải nhìn đồng đồng muốn khóc cho nên muốn an ủi hắn một chút sao hắn muốn khóc cho nên ngươi liền buông ra ta làm ta hung hăng ngã trên mặt đất phải không ta là phu quân của ngươi vẫn là hắn là phu quân của ngươi nhân gia đều là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tôn một dương đây là khó thở nói cái gì đều ra bên ngoài ném lý thu nguyệt bị hắn hỏi sửng sốt nhỏ giọng nói thầm một câu phu quân không vốn dĩ chính là lừa người trong thôn sao chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là ta phu quân đáng tiếc nàng thanh âm lại tiểu cũng vẫn là bị nổi nóng tôn một dương cấp nghe xong đi vào ngươi ý tứ này là cảm thấy ta không xứng với ngươi đúng không ta không có ta chỉ ngươi không cần phải giảo biện, ngươi nói lời này ý tứ, còn không phải là cảm thấy ta hiện tại chân phế đi, không xứng với ngươi sao. Tôn Mộc Dương cắn răng, trừng mắt trước mặt nữ nhân, như là muốn đem trong khoảng thời gian này chính mình sở hữu bất mãn đều phát tiết ra tới giống nhau. Hắn cái này phản ứng, xem đến Lý Thu Nguyệt trong lòng một trung trung. Như vậy Tôn Mộc Dương, giống như là một con sói con, toàn thân tràn ngập đối những người khác không tín nhiệm. Lần trước thấy hắn như vậy, vẫn là mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm bị trở thành nguyên chủ muốn đối hắn làm chuyện xấu, cho nên mới. Đừng nóng giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nàng ngồi xổm xuống, đột nhiên đem tôn một dương kéo vào trong lòng ngực. Tựa như ban đầu ôm tôn tử đồng như vậy, đem nam nhân nửa người trên ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ hắn phía sau lưng. Phản phất trong lòng ngực không phải một người nam nhân, mà là một cái ở bên ngoài bị ủy khuất tiểu bằng hữu. Này hành động thật sự là quá mức với đột nhiên, đem tôn một dương dư lại nói toàn bộ đều đổ trở về chỉ còn lại có đầy mặt ngốc lăng, cùng không biết phản kháng. Tôn tử đồng ở bên cạnh nhìn đến hai người ôm nhau, vội vàng che lại đôi mắt, lại trộm mở ra một cái ngón tay phùng, từ bên trong nhìn. Ông đại thái có một hồi công phu, cảm giác được trong lòng ngực nam nhân không hề sinh khí, Lý Thu Nguyệt lúc này mới chậm rãi buông ra. Nhìn tôn một dương kia mặt đỏ như là chín cà chua, nàng ha ha cười vài tiếng. Cười cái gì cười, giống cái ngốc tử giống nhau, ai làm ngươi ông ta. Tôn một dương xoay đầu đi, thanh âm có vẻ có chút kỳ quái ngươi có phải hay không thẹn thùng thẹn thùng cái gì thẹn thùng ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau không biết liêm sĩ sao tôn một dương ta vừa mới ôm ngươi thời điểm ngươi tim đập nhưng nhanh lý thu nguyệt cười thấu đi lên đem mặt đưa tới trước mặt hắn nam nhân một chút tăng lớn thanh âm nói ngươi nữ nhân này như thế nào có thể như vậy an ủi ai đều dùng ôm sao không có a à, ta đến bây giờ mới thôi cũng chỉ ôm quá ngươi cùng đồng đồng mà thôi nàng trả lời thật nghiêm túc, ngược lại đem tôn một dương khí một trung trung. Quay đầu tới chính là một câu, thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn chê ít, muốn ôm càng nhiều nam nhân đúng không? Liền tính ta muốn ôm càng nhiều nam nhân, kia cũng đến có người nguyện ý làm ta ôm nha. Lý Thu Nguyệt Phu quân, nàng ngọt ngào kêu một tiếng. Chương 76 lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Như thế ngọt nị thanh âm, tùy ý ai nghe xong, đều nhịn không được hổ khu chấn động huống chi tôn một dương bổn mới vừa tránh ra lý thu nguyệt ôm ấp nghe được nàng như vậy xưng hô chính mình cả người nổi da gà đều xông ra hảo hảo nói chuyện nhà người khác nương tử đã làm sai chuyện tình nhưng đều là như thế này làm nũng lý thu nguyệt bẹp bẹp miệng cảm tình phu quân ngươi vẫn là đem ta coi như người ngoài lời này nếu là đặt ở ngày thường hai người đều chỉ là coi như một hồi vui đùa nhưng cố tình hiện tại không khí chính ái muội người ngoài cái này từ Tôn Mục Dương đó là trăm triệu nói không nên lời, thì ngôn vạn ngữ tới rồi bên miệng, cuối cùng cũng chỉ là hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lý Thu Nguyệt. Về sau hảo hảo nói chuyện, đừng như vậy bốc giọng nói. Đã biết trò đùa dai thành công, Lý Thu Nguyệt nhưng thật ra cũng không nói thêm cái gì, chuyển biến tốt liền thu. Trong phòng dần dần an tĩnh lại, Công Tử Đồng cũng rốt cuộc đem cặp kia cũng không có phát huy bất luận cái gì tác dụng tay nhỏ cầm xuống dưới, nhìn về phía hai người ánh mắt còn có chút nghi hoặc tự hồ là ở tò mò ca ca tẩu tẩu như thế nào không tiếp tục đi xuống nói vì cái gì vừa mới vị kia trương tỷ tỷ biết ngươi nhận thức huyện lệnh tôn một dương trên mặt đỏ ửng đã hoàn toàn rút đi lúc này mới nhớ tới nói chính sự vì cái gì không thể làm nàng biết ta nhận thức huyện lệnh lại không phải cái gì mất mặt sự tình đích xác không phải cái gì mất mặt sự tình nhưng là để cho người khác đã biết sẽ cho ngươi mang đến phiền toái tôn một dương đột nhiên nghẹn một chút ngươi nên sẽ không ở bên ngoài nơi nơi cùng người khác khoe ra ngươi nhận thức huyện lệnh đi lý thu nguyệt nghe được lời này sắc mặt đều thay đổi hận không thể trực tiếp duỗi tay đem trước mặt người này đầu óc gõ khai nhìn xem bên trong rốt cuộc trang đều là chút thứ gì nàng ở trong mắt hắn rốt cuộc là xuẩn thành bộ dáng gì mới có thể làm ra loại chuyện này ngươi cảm thấy ta nhìn qua như là sẽ làm ra loại chuyện này người sao nàng nghiến răng nghiến lợi hỏi ai ngờ tôn mộc dương không hề có ý thức được chính mình không đúng ngược lại gật gật đầu trong ánh mắt tràn ngập chân thành lý thu nguyệt một bụng lửa giận nháy mắt đánh vào mềm hoặc bông thượng không chỗ phát tiết chúng ta ăn cơm thời điểm vừa vặn gặp được huyện lệnh tới cấp phu nhân mua ăn liền như vậy làm trò đại gia mặt kêu tên của ta nào cũng không nên a à. công một dương nhưng thật ra thông minh liền tính ở bên ngoài có người kêu tên của ngươi cũng là bình thường sự tình trương hoa sen mẹ con hai người như thế nào liền biết đó là huyện lệnh lý thu nguyệt nhìn hắn một cái trong ánh mắt xuất hiện một chút tán thưởng, tiếp tục nói, như vậy đại cái tiệm cơm, luôn có chút nhận được huyện lệnh người, chỉ cần bọn họ thanh âm hơi chút lớn một chút, trương tỷ tỷ bọn họ nghe thấy, cũng là bình thường. Như vậy một giải thích, toàn bộ sự tình ngọn nguồn xem như hoàn toàn nói rõ ràng. Nàng nhìn trước mặt người, muốn biết Tôn Mộc Dương có ý kiến gì không? Qua hồi lâu, hắn mới từ trong miệng bài trừ tới mấy chữ, ngươi tưởng cứu sao? Lý Thu Nguyệt lắc đầu, nên làm ta đã làm, đối trương tỷ tỷ ta cũng coi như là tận tình tận nghĩa mà trương đại thúc sự tình hẳn là giao từ quan phủ định đoạt cùng chúng ta này đó bình dân bá tánh không có quan hệ thực thất vọng đi cái gì đề tài này chuyển biến tốc độ lý thu nguyệt thiếu chút nữa không có thể đuổi kịp ta nói thực thất vọng đi thật vất vả nhìn đến khi còn nhỏ bạn chơi cùng đã trở lại đối phương lại lặp đi lặp lại nhiều lần đem các ngươi khi còn nhỏ tình nghĩa lấy tới bắt cóc ngươi nhìn đến như vậy trương tỷ tỷ thực thất vọng đi nghe được mặt sau ngốc tử cũng biết hắn là có ý tứ gì lý thu nguyệt cúi đầu than khẩu trường khí chung quy là cái gì cũng chưa nói tân niên lập tức liền phải tới nàng ở chợ thượng chuẩn bị rất nhiều đồ vật trở về ăn tết sớm mà liền đem bạch diện đem ra liên quan phía trước ở chợ thượng mang về tới thịt cá toàn bộ đều bãi ở trên bàn sáng sớm tinh mơ toàn bộ trong nhà đều là bận rộn thanh âm huynh đệ hai người vừa mở mắt liền thấy lớn như vậy trận trường, trực tiếp bị hoảng sợ tẩu tẩu ngươi đang làm gì nha tiểu gia hỏa xoa đôi mắt còn buồn ngủ hỏi chuẩn bị ăn tết đồ vật a à, nhìn không ra tới sao lý thu nguyệt vẫn là ăn mặc chính mình kia kiện phá áo bông tay áo cao cao loát lên lộ ra hai điều cơ bắp khẩn thật cánh tay tôn một dương có chút thời gian hỗn loạn hỏi không phải quá hai ngày mới ăn tết sao sự tình gì đều chờ ăn tết cùng ngày chuẩn bị nói đến lúc đó hai người các ngươi ăn gì uống gì đối với kia trong cậy vào không thượng hai huynh đệ lý thu nguyệt đảo cũng không cưỡng cầu cái gì chỉ là làm khó chậu cục bột như là bị nàng coi như nào đó căm ghét người dùng sức xoa nắng hận không thể đem sở hữu oán khí đều đánh đi vào như vậy nhìn muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố tôn một dương cùng tôn tử đồng nhìn nhau liếc mắt một cái đều nhìn ra đối phương trong mắt lo lắng nương tử, tẩu tẩu, không phải là đem kia cục bột trở thành chúng ta ở tấu đi. Mau, đồng đồng, rời giường cho ngươi tẩu tẩu hỗ trợ, không nhìn thấy ngươi tẩu tẩu một người bận việc thành bộ dáng gì sao. Còn ở nơi này nằm. Tôn một dương dứt khoát một chân đá vào đệ đệ trên mông, muốn cho hắn đi xung phong. Tiểu gia hỏa bị đá một cái lão đảo, thiếu chút nữa đánh nghiêng trên bàn mới vừa tẩy tốt đồ ăn. Không hỗ trợ phải hảo hảo ngồi, đừng quấy rối. Lý Thu Nguyệt đầu đều không nâng một chút, chuyên tâm cùng trước mặt cục bột làm đấu tranh ăn tết tổng phải có chút ăn tết bộ dáng sủi cảo không thể thiếu nên có hảo đồ ăn cũng ít không được đặc biệt là phía trước kia hồ không mang về tới kia một bầu rượu nàng trong lòng vẫn luôn nhớ mong nhưng thật sự là quá quý ta đợi lát nữa ra một chuyến môn hai người các ngươi ở nhà hảo hảo đợi không phải nói trấn trên không có gì sự tình muốn bận việc gần nhất mấy ngày ở nhà bồi chúng ta sao tôn một dương không cần suy nghĩ liền mở miệng chất vấn nói vừa xong lại có chút hối hận chính mình đương nhiên ngữ khí giống đủ tiểu tức phụ làm nũng ngạch lý thu nguyệt sờ sờ đầu ta chính là đi mua cái đồ vật một lát liền trở về trong nhà đều nhiều như vậy đồ vật còn mua ngươi thật sự là tiền tránh nhiều không địa phương hoa nhìn hắn kia đúng lý hợp tình chất vấn chính mình bộ dáng lý thu nguyệt nhịn không được cười lên tiếng tôn một dương ngươi như vậy giống như cái bà quản gia ta đây là quan tâm ngươi sợ ngươi về sau tìm không thấy phu quân chính mình trên tay có tiền nói nhật tử cũng có thể quá đến thoải mái chút tôn một dương quay đầu đi chỗ khác đầy mặt không vui nhà ai phong hoa chính mậu hảo lan quân bị người ta nói là bà quản gia có thể vui vẻ lên cái gì kêu ta về sau tìm không thấy phu quân ngươi nói như vậy lời nói ta đã có thể không thích nghe ngươi muốn đi ra ngoài mua cái gì chạy nhanh đi tiền nhiều hơn không địa phương hoa ai quản ngươi ta đây liền đi ra ngoài mua cái tuấn tiếu phu quân trở về nhìn này hai người, nói nói lại muốn xảo đi lên. Tôn tử đồng chạy nhanh quay đầu đi chỗ khác, mắt không thấy tâm không phiền. Một bên là nhà mình ca ca, một bên là nơi trốn chiếu cố chính mình tẩu tẩu, lòng bàn tay mua bàn tay đều là thịt. Chương 77 lại ngộ lý đại cường. Lại lần nữa đi vào tiệm cơm cửa, vuốt trong túi kia thỏi bạc tử, Lý Thu Nguyệt nháy mắt có tự tin. Nhất chân đi vào đi, liền cùng điếm tiểu nhị đụng phải cái đối mặt. Cô nương muốn cái gì? Tiểu nhị cười tủm tỉm đi tới. Nhìn qua như là hoàn toàn không quen biết nàng giống nhau. Nghĩ đến cũng là, này tiệm cơm mỗi ngày người đến người đi, đại nhân vật ra vào cũng không ít, chính mình chẳng qua là cái cùng huyện lệnh nhận thức nghèo kiếp hủ lậu nha đầu, nhân gia lại sao có thể vẫn luôn nhớ rõ. Không nhớ rõ càng tốt, ngược lại làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Đêm. Các ngươi này tốt nhất rượu, cho ta đánh một hồ. Dứt lời, nhìn tiểu nhị thay đổi sắc mặt, lý thu nguyệt trực tiếp đem trong túi kia thỏi bạc tử móc ra đặt ở trên mặt bàn đây chính là ngày đó huyện lệnh đưa tới nàng vẫn luôn không bỏ được động nghĩ lập tức muốn ăn tết tôn một dương chân cũng mau hảo khả năng nói tái kiến cũng nhanh lúc này mới nhẫn tâm cầm bạc tới đánh này hồ rượu ngon nhìn nàng hành động tiểu nhị lại đem nàng trên dưới đánh giá một phen như là nhớ tới cái gì một phách đầu cười nói hảo lạc vẫn là lần trước kia hồ rượu ngon ân ừ. Nàng không lại làm quá nhiều đáp lại. Trụ thứ này, so nấu ăn muốn mau nhiều, tiểu nhị đi mặt sau không trong chốc lát, liền xách theo cái kia quen thuộc bầu rượu đã đi tới. Lý Thu Nguyệt vừa mới chuẩn bị duỗi tay đi tiếp, liền bị một con bàn tay to hoành đao đoạt ái. Con mẹ nó, ngươi đem lão tử cả nhà làm hại chuyển nhà, chính mình còn có mặt mũi ở chỗ này uống rượu. Nói xong, Lý Đại Cường đem trong tay bầu rượu hung hăng nện ở trên mặt đất. Một tiếng giòn vang, cùng với mùi rượu thơm nồng sợ tới mức chung quanh người liên tục lui ra phía sau. Còn không đợi Lý Thu Nguyệt mở miệng, tiểu nhị liền quát lớn nói, Lý Đại Cường, ngươi làm gì đâu? Lão tử làm gì? Lão tử hôm nay liền phải ở chỗ này, giáo huấn cái này không biết trời cao đất dày chết bà nương. Một bên nói hắn một bên duỗi tay vén tay áo, như là phải làm mặt khác thực khách mặt, đem Lý Thu Nguyệt hung hăng tấu một đốn. Ngươi lúc này mới vừa đến trong tiệm không mấy ngày liền dám nháo sự, này sống ngươi còn có làm hay không? Con mẹ nó, còn không phải là cái tiệm cơm sao, lão tử không làm, hôm nay không đem này chết bà nương đánh chết, lão tử không tin lý. Nói nói, hắn một quyền hướng về phía Lý Thu Nguyệt Huy qua đi, lẩu niêu đại nắm tay, mang theo một trận mãnh liệt quyền phong. Cũng may Lý Thu Nguyệt trạm vị trí dựa sau, dưới chân bước chân nhanh nhẹn, lúc này mới trốn rồi qua đi. Lý Đại Cường, rõ ràng là ngươi làm ác trước đây, nếu không phải ngươi đem những cái đó lưu manh du côn đưa tới nhà ta, đến nỗi cuối cùng dính một thân tanh sao con mẹ nó hai chúng ta chi gian sự ngươi dựa vào cái gì xả đến lão tử muội muội trên người chúng ta hai người chi gian sự lý thu nguyệt khí cười hai chúng ta không thân chẳng quen ngươi đi đem kia làng trên xóm dưới ác ôn toàn bộ đều kéo đến cửa nhà ta tới muốn đem ta bán cho bọn họ đương tức phụ thế nào có thể làm cho bọn họ cưới ta không thể làm cho bọn họ cưới ngươi muội muội đúng không nghe hắn nói như vậy chung quanh những người đó lập tức hư thanh một mảnh sôi nổi duỗi tay chỉ trích lý đại cường vốn là ầm ĩ tiệm cơm giờ phút này có vẻ càng thêm ồn ào lên ban đầu chỉ nghe được lý đại cường kêu to vốn đang tưởng này tiểu cô nương làm cái gì tội ác tày trời việt hiện tại xem ra hoàn toàn chính là vác đá nện vào chân mình xứng đáng lý đại cường vốn chính là cái không dài đầu óc hiện tại bị chung quanh những người đó như vậy vừa nói tính tình càng thêm lên đây xông lên đi liền phải đối lý thu nguyệt tay đấm chân đá mắt thấy hắn lập tức liền phải đụng tới chính mình Lý Thu Nguyệt chuẩn bị tốt đối hắn yếu hại đặt chân, hậu viện chạy đi lên mấy cái chắc địch gia đình, trực tiếp đem Lý Đại Cường ấn ở trên mặt đất. Hắn nương ân, chúng ta mới là người một nhà, cấp lão tử phóng lên. Lý Đại Cường bị ấn trên mặt đất, không ngừng giải dụa, mặt bên cạnh chính là hắn vừa mới quăng ngã toái cái kia bầu rượu. Nếu là lại hướng bên cạnh tới một chút, nói không chừng gương mặt này về sau liền phải nhiều vài đạo sẹo. Người một nhà, vừa rồi không biết là ai nói chính mình không làm, hiện tại lại mặt khác là người một nhà điếm tiểu nhị trừng mắt hắn theo sau xoay người đem lý thu nguyệt kéo đến góc nhỏ giọng nhận lỗi thực xin lỗi cô nương là chúng ta trong tiệm quản giáo vô phương lúc này mới làm kia không trường đôi mắt ra tới va chạm ngài va chạm ta không có việc gì chủ yếu là trong tiệm còn có nhiều như vậy khách nhân lý đại cường một lời không hợp liền ra tới nháo sự cũng không sợ làm sợ những người khác hảo hảo ra tới mua cái rượu cũng có thể gặp được việc này nhi bất luận là ai, trong lòng đều qua một bụng hỏa. Nghe nàng nói như vậy, tiểu nhị chạy nhanh cười làm lành, nhà của chúng ta trường ca nói, hôm nay này rượu xem như chúng ta đưa cô nương, lập tức liền đi mặt sau lại cho ngài đánh thượng một hồ, mong rằng cô nương xin đừng trách. Đưa. Vừa nghe phải cho chính mình đưa một hồ rượu ngon, Lý Thu Nguyệt đôi mắt nháy mắt liền sáng lên. Cái gì hỏa khí, cái gì không vui, trong nháy mắt tan thành mây khói. Liền biết chính mình này thỏi bạc tử, Xem như hảo sinh sôi đi trở về không nói, này rượu ngon cũng đi theo chính mình cùng nhau đi trở về. Đến lúc đó Tôn một Dương thấy, không chừng đến có bao nhiêu vui vẻ. Nàng này cười, tiểu nhị xem như nhẹ nhàng thở ra. Trước cuộc bọn họ sợ cũng không phải là Lý Thu Nguyệt người này, mà là sợ Lý Thu Nguyệt cùng huyện lệnh Chi Giang, thật sự có cái gì đến không được quan hệ. Đến lúc đó nhà mình xử lý không lo, huyện lệnh đã phát tính tình, vậy xem như thật sự xong rồi. Dẫn theo kia Hồ Tân đánh rượu, Lý Thu Nguyệt Mỹ tư tư đi ra ngoài. Đi ngang qua cửa khi, còn thấy Lý Đại Cường bị mấy cái tráng hán đè ở trên mặt đất, một đống đòn hiểm, cả người bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Trông thấy nàng đi qua, một đôi mắt giống như rắn độc giống nhau thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm nàng. Lý Thu Nguyệt không có đương hồi sự nhi. Bị cẩu cắn, cũng không thể mỗi lần nhìn đến kia chỉ cẩu đều sợ tới mức trốn đi, nói không chừng ngày nào đó kia cẩu xông lên, còn sẽ bị đánh một đốn. Đến nỗi này tiền thưởng, cuối cùng rốt cuộc tính ở ai tên tuổi thượng, nàng càng là không nghĩ quan tâm, chỉ cần không phải nàng tiền là được. Sách theo kia bầu rượu đi ở trên đường, mơ hồ gian còn có thể nghe thấy trong đó phiêu tán rượu hương. Tức thì làm nàng minh bạch, cái gì kêu rượu thơm không sợ hẻm sâu. Lý Thu Nguyệt sách theo bầu rượu hừ ca, xa xa mà thấy có người đứng ở nơi đó, sợ tới mức một cái rung rung. Không thể nào, khi Lý Đại Cường vừa mới còn ở bị đánh, nên sẽ không nhanh như vậy liền ở phía trước chạy tới nhà nàng đi lý thu nguyệt sợ tôn một dương bọn họ có hại chạy nhanh chạy chậm lên còn không quên đem bầu rượu ông vào trong ngực sợ bị va chạm gần một ít lúc này mới thấy tôn một dương một người đứng ở nơi đó liền như vậy xa xa nhìn nàng rất giống một khối vọng thê thạch nhìn đến không phải lý đại cường tới tìm phiền toái lý thu nguyệt cũng là nhẹ nhàng thở ra dưới chân bước chân lại chậm chút mãi cho đến tôn một dương bên người duỗi tay đỡ hắn như thế nào ra tới ngoài phòng không lạnh sao này không phải nhìn xem ngươi cái không lương tâm, rốt cuộc muốn đi mua chút cái gì thứ tốt, thời gian dài như vậy còn không trở lại. Khi nói chuyện, Tôn Mộc Dương đôi mắt nhìn chầm chầm vào Lý Thu Nguyệt trong lòng ngực bầu rượu. Liền tính là cái ngốc tử, cũng có thể nhìn ra tới nàng đi mua chút cái gì. Chương 78 Bồ Đào Mỹ tử dạ quan bôi. Này không phải nghĩ lần trước cho ngươi mua rượu không mua trở về sao, cho nên chuyên môn, Lý Thu Nguyệt như là hiến vật quý giống nhau đem đồ vật đưa qua đi nhìn về phía tôn một dương trong ánh mắt, giống như có ngôi sao ở lập lòe. Hắn vừa mới chuẩn bị duỗi tay đi tiếp, Lý Thu Nguyệt đột nhiên đem bầu rượu thu trở về, như là bảo bối giống nhau hộ ở trong ngực. Ta chính là cho ngươi xem xem, chứng minh một chút ta mua, đây là ăn tết thời điểm lấy tới uống, cũng không thể hiện tại liền cho ngươi. Tôn một dương phốc cười một tiếng. Này không phải còn có ngày mai một ngày liền ăn tết sao? Khi không được, này rượu đáng quý, ngươi nếu là khắc chế không được uống hết, làm sao bây giờ? tuy rằng này bầu rượu không có đưa tiền nhưng là nhân gia giá cả rốt cuộc bãi tại nơi đó là một nhà chi chủ lý thu nguyệt nhưng luyến tiếc lại đi đánh một hồ trở về hai người liền như vậy ở cửa đùa giỡn tôn mộc dương vẫn luôn dùng một bàn tay nắm chặt khung cửa ai ngờ động tác điên độ quá lớn cả người đều lay động một chút lý thu nguyệt sợ tới mức trong lòng hoảng hốt cho rằng hắn lại muốn té ngã thiếu chút nữa liên thủ bầu rượu cũng chưa cầm chắc cũng may tôn mộc dương chính mình ổn định thân mình nàng một bàn tay ôm bầu rượu một bàn tay duỗi hướng hắn hai người bộ dáng nhìn qua nhưng thật ra thập phần hài hòa ngươi sẽ uống sao tôn một dương cười hỏi một chút đều không để bụng chính mình vừa mới thiếu chút nữa té ngã sự tình ta ta sẽ hai chữ thiếu chút nữa buộc miệng thốt ra lại bị ngạnh sinh sinh nghẹn trở về lý thu nguyệt chính mình thật là sẽ uống rượu nhưng là nguyên chủ ở nàng có được trong trí nhớ nguyên chủ uống nhưng thật ra có thể uống một ít chính là này uống xong rượu về sau hành vi có chút khó coi nàng cũng không biết hiện tại đổi làm chính mình ở nguyên chủ trong thân thể có thể hay không tốt một chút Người rốt cuộc là sẽ vẫn là sẽ không ấp úng chẳng lẽ cảm thấy ta đoán được sao ta trước kia không uống qua rượu đến lúc đó hơi chút uống một chút thử xem đi lý thu nguyệt cúi đầu tránh cho bị hắn thấy chính mình trên mặt chột dạ rốt cuộc đã từng lý thu nguyệt ăn nhậu chơi gái cờ bạc trung trừ bỏ phiêu mặt khác mọi thứ tinh thông hiện tại thế nhưng đầy mặt ngượng ngùng nói chính mình trước kia không uống qua rượu, ngốc tử đều không tin. Nhưng mà Tôn Mộc Dương cũng không phải là cái ngốc tử, biểu tình vặn vẹo hỏi, ngươi xác định ngươi sẽ không? Ân. Dù sao lời nói đều đã quăng ra ngoài, Lý Thu Nguyệt dứt khoát cũng không biết xấu hổ rốt cuộc, ngạnh cổ gật đầu. Sẽ không nói, đến lúc đó đừng uống đi, bằng không uống say khó chịu. Tôn Mộc Dương trong mắt mang theo cười, như là ở quan tâm nàng. Ai ngờ Lý Thu Nguyệt không cảm kích, Quay đầu chính là một câu, kia không được, này rượu đáng quý, ta nhiều ít đến nếm thử. Hóa ra tại đây cùng ta nói nửa ngày, vẫn là bởi vì này rượu quý, luyến tiếc. Trước cuộc chờ tới rồi chính mình muốn đáp án, tôn một dương nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. đã sớm đoán được này rượu quý, không nghĩ tới thế nhưng quý đến làm gia hỏa này uống không được rượu, đều phải tăng gia đầu nếm thử. Khi lại quý rượu, ta không cũng đánh đã trở lại sao? Ta tiền đều hoa nếm một chút đều không cho người nếm sao nói đến tiêu tiền người nào đó nhiều ít vẫn là có chút chột dạ nùng liệt rượu hương phiêu tán ở trong không khí một trận gió lạnh thổi qua có khác một phen ý nhị nghe đều có chút say lòng người không vui vẻ ba giây phong tưới cổ lý thu nguyệt thẳng tắp trung lập cập ngươi tại đây đợi chút ta trước đem rượu đưa vào đi dứt lời cũng không đợi tôn một dương đáp lại liền đem bình rượu ôm đi vào khi thật cẩn thận bộ dáng như là sợ ai đem nàng rượu cấp chạm vào sái giống nhau. Chỉ để lại tôn một dương ở bên ngoài thổi gió lạnh, một ngụm ngân nha đều mau cắn. Lý Thu Nguyệt Rốt cuộc là ta quan trọng, vẫn là rượu quan trọng. Trong phòng truyền đến mơ hồ không rõ trả lời, người đương nhiên so rượu quan trọng, nhưng không đem rượu phóng tốt lời nói, đợi lát nữa nếu là một không cẩn thận quan ngã, cắt tới rồi ngươi làm sao bây giờ. Vừa dứt lời, nàng nhanh như chớp từ trong phòng chạy trốn ra tới, đỡ tôn một dương tay, thật cẩn thận bồi hắn hướng trong phòng di động. Đối mặt nàng ân cần tươi cười, Tôn Mộc Dương cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, đắp lý thu nguyệt tay, chậm rãi hướng trong phòng đi. Mới vừa khôi phục chân, nhiều ít vẫn là không dùng được sức lực, rõ ràng liền vài bước khoảng cách, rung rung rẩy rẩy đi rồi non nửa chén trà nhỏ thời gian. Chờ Tôn Mộc Dương một lần nữa trở lại ngày thường nằm chiếu thượng khi, hai người trên đầu đều đã ra một tầng mồ hôi mỏng. Tiểu gia hỏa như thế nào không ra tiếng? Lý Thu Nguyệt đột nhiên nghĩ vậy một chút hài tử im ắng, nhất định ở làm yêu. Nàng vừa mới tiến vào phóng rượu thời điểm, còn nhìn tôn tử đồng một người, ở bể bếp trong một góc ngồi sổn, không biết ở làm chút cái gì. Hiện tại nửa ngày một chút động tĩnh đều không có, như là trong phòng hoàn toàn không có người này. Này quá không bình thường. Có thể là ở trong góc ăn vụng thứ gì đi. Tôn một dương tập mãi thành thói quen, tiểu gia hỏa kia mãn đầu óc chỉ biết ăn, không chừng. Họa tào. Hắn lời nói cũng chưa nói xong, liền nghe thấy lý thu nguyệt quốc túy buộc miệng thốt ra trực tiếp ném xuống tôn một dương phóng đi bệ bếp bên kia như thế đại tương phản xem đến hắn sửng sốt sửng sốt tôn tử đồng một chữ một chữ nghiến răng nghiến lợi mà từ lý thu nguyệt trong miệng nhảy ra tới như là hận không thể đem người nọ sinh nuốt sống xẻo tôn một dương ngồi dưới đất thấy không rõ lắm bên kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì nhưng nghe thanh âm này cũng biết đã xảy ra chuyện làm sao vậy này nhảy ranh trộn uống xong rượu. Lý Thu Nguyệt thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Ngoại tàu, Tôn Mộc Dương cũng không nhịn xuống, đồng đồng không có việc gì đi. Không uống hai khẩu, không có gì trở ngại, phỏng chừng chính là say ngất đi rồi. Lý Thu Nguyệt bất đắc dĩ mà đem tiểu gia hỏa ôm lại đây, nhìn kia trương say đến đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, hai người nhất thời nghẹn lời. Sớm biết rằng gia hỏa này tham ăn, không thành tưởng thế nhưng tham ăn đến như thế cảnh giới. Chính là một hồ rượu ngon đặt ở nơi đó, đều phải chạy ra tới nếm thử. Các ngươi trước kia không có gặp qua rượu sao? Lý Thu Nguyệt nhìn hắn. Gặp qua. Tôn Mộc Dương cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Toàn bộ tinh lực đều đặt ở nhà mình đệ đệ trên người, sợ tiểu gia hỏa uống nhiều quá rượu, ra cái gì ngoài ý muốn. Cũng may Tôn Tử Đồng uống không nhiều lắm, giờ phút này ngủ đến hàm thục, trong miệng còn ở không ngừng hừ hừ. Gặp qua nói, hắn như thế nào sẽ chủ động đi uống loại đồ vật này đâu. Gặp qua về gặp qua, nhưng đồng đồng chung quy là không có hưởng qua phía trước thấy ta uống qua tưởng cái gì thứ tốt tôn một dương lý thu nguyệt nhớ mày về sau không thể làm đồng đồng như vậy lại câu nói kế tiếp nàng không nghĩ nói càng rõ ràng có thể từ cái loại này pháo hoa nơi chạy ra tới nên hiểu đều hẳn là hiểu chỉ là tôn tử đồng tuổi tác quá tiểu lý thu nguyệt không nghĩ thấy hắn bị ô nhiễm bộ dáng tôn một dương nghe được lời này cũng nhăn lại mi ngữ khí lạnh xuống dưới Bất quá chính là hai khẩu rượu, không cần thiết như thế tính toán chi ly đi. Cái gì kêu như thế tính toán chi ly? Ta có câu nào nói sai rồi sao? Hắn chỉ là cái hài tử, có một số việc hắn không hiểu, mới có thể đã làm sai chuyện tình. Chương 79 lại lần nữa độc phát. Hắn tuổi tác tiểu, không hiểu liền tính, những việc này chẳng lẽ ngươi còn không rõ sao? Lý Thu Nguyệt có chút không nghĩ ra, chính mình là câu nào nói sai rồi, có thể làm tôn một dương có lớn như vậy phản ứng chẳng lẽ chọc trúng hắn chỗ đau lý thu nguyệt ta biết kia bầu rượu thực quý đồng đồng trộn uống lên hai khẩu ngươi đau lòng nhưng hắn dù sao cũng là cái hài tử có chút lời nói ngươi làm trò ta nói liền tính làm trò hắn có thể hay không hơi chút nhịn một chút tôn một dương ôm đệ đệ nhìn về phía ánh mắt của nàng dần dần trở nên có chút không tốt nói đến cái này phân thượng lý thu nguyệt rốt cuộc minh bạch vì cái gì trước mặt nam nhân không vui cảm tình này nửa ngày hai người bọn họ lời nói kia kêu một cái ông nói gà bà nói vịt cắt nói cắt ta nói ngươi suốt ngày có thể hay không không cần không có nghe hiểu người khác ý tứ liền bắt đầu tùy tiện sinh khí lý thu nguyệt bị khí cười trực tiếp duỗi tay ở hắn cái mũi thượng quát một chút ngươi làm gì ta ý tứ là tiểu gia hỏa ở trong nhà trộm uống rượu liền tính nếu đi ra ngoài nói ngươi tốt nhất vẫn là muốn xem hảo hắn ai biết uống xong rượu lúc sau có thể hay không bị người khác lợi dụng làm gì chuyện xấu a à. tôn một dương biểu tình cứng lại rồi ngươi không phải cảm thấy hắn tham ăn trộm uống lên ngươi rượu này rượu mua trở về vốn chính là vì uống lại không phải mua trở về cung phụng uống lên liền uống lên bái có cái gì hảo sinh khí ngươi thực xin lỗi là ta hiểu lầm ngươi tôn một dương cúi đầu giây tiếp theo nam nhân thẳng tắt ngã xuống không có bất luận cái gì dấu hiệu giống như là lần trước như vậy trực tiếp hôn mê bất tỉnh Lý Thu Nguyệt trên mặt còn treo vui mừng tươi cười, liền thấy như vậy một màn. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, Tôn Mộc Dương thật mạnh ngã trên mặt đất, chẳng sợ sau lưng có chiếu lót, cũng tạp ra một tiếng trầm vang. Tôn Mộc Dương Lý Thu Nguyệt luống cuốn, lập tức duỗi tay đi thăm hắn mạch đập. Cũng may trong khoảng thời gian này có uống dược điều trị, mạch tượng chỉ là so ngày thường hư nhược rồi rất nhiều, vẫn chưa cùng lần trước giống nhau hỗn loạn, làm người không thể nào xuống tay. Xem hắn như vậy, lý thu nguyệt chạy nhanh đi trong không gian lấy ra một khối linh chi cắt một mảnh nhỏ đặt ở tôn một dương trong miệng hàm chứa ở chi chính thảo đường bận việc một đoạn thời gian trong không gian hoặc nhiều hoặc ít cũng là gia tăng rồi mấy vị dược liệu tuy rằng không tính là quý báu nhưng có chút cũng không phải tầm thường sơn giả trung có thể tìm được tuyển mấy vị tương đối ôn hòa dược đặt ở trong nồi cẩn thận chiên nấu thường thường đứng dậy nhìn xem bên kia bất tỉnh nhân sự hai anh em một cái uống nhiều quá rượu say đến bất tỉnh nhân sự, một cái độc tính phát tác, ngất qua đi. Lý Thu Nguyệt không biết chính mình đến tột cùng là cái cái gì vận khí, mới có thể xuyên qua đến nguyên chủ trên người, gặp gỡ như vậy hai vị sống tổ tông. Hoặc là nói nguyên chủ đến tột cùng là như thế nào vận khí, tùy tùy tiện tiện ở sau núi nhặt hai người trở về, thế nhưng trên người còn mang theo như thế tây vực kỳ độc. Một chén nhiệt chén thuốc rót hết, Tôn Mộc Dương hơi thở vững vàng rất nhiều, chỉ là mạch đập như cũ suy yếu, đứt quảng như là lập tức liền phải biến mất bộ dáng. Lý Thu Nguyệt sợ Linh Chi dược tính không đủ, dứt khoát trực tiếp lấy một nguyên cây nhân sâm, đem này đảo lạng, nhét ở tôn một dương trong miệng, không làm hắn nuốt vào. Dùng một nguyên cây nhân sâm tới đảm đương tham phiến tác dụng, cũng chỉ có nàng loại này dược liệu nhà giàu, mới có thể làm ra như thế hành vi. Không biết qua bao lâu, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Toàn bộ trong phòng trừ bỏ ba người tiếng hít thở, liền rốt cuộc không có mặt khác động tĩnh lý thu nguyệt đứng dậy mới vừa thắp đèn quay đầu lại liền thấy tôn mục dương đã mở bừng mắt liền như vậy nằm trên mặt đất im ắng nhìn nàng ta vừa rồi có phải hay không lại độc tính phát tác nam nhân sắc mặt như cũ tái nhật nàng do dự một chút vẫn là gật gật đầu ta liền biết không có việc gì trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn ở kiên trì uống dược đối với này độc ức chế hiệu quả cũng không tệ lắm cho dù là độc tính phát tác mạch tượng cũng không có quá lớn vấn đề Ngươi không cần an ủi ta, ta thân thể của mình chính mình biết. Tôn một dương cúi đầu, ngữ khí có chút mất mát, mất mát đến làm người cảm thấy không thể hiểu được. Chính ngươi thân thể, ngươi biết cái gì? Ngươi lại không phải đại phu, ngươi nếu là đại phu nói, cũng không đến mức lưu lạc nơi này, chờ ta cho ngươi trị liệu. Nói nói, nàng lại đệ một chén tối đen chén thuốc đi lên, chỉ là nghe bên trong truyền đến vị chua, liền làm người nhịn không được nhíu mày. Có thể không uống sao? Tôn một dương có chút ủy khuất, làm một cái độc tính phát tác ngất xỉu đi, vừa mới mới tỉnh lại người, chẳng lẽ không phải hẳn là sẽ hảo hảo an ủi sao? Này hung ba ba ngữ khí là chuyện như thế nào? Không được. Lý Thu Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này dược ta chính là từ ngươi té xỉu lúc sau liền bắt đầu chiên, đến bây giờ đã không biết nhiệt bao nhiêu lần, ngươi không uống nói, ta đợi lát nữa lại muốn lại nhiệt một lần, không lãng phí củi lửa sao? Này, Tôn một dương si ngốc vươn tay nhất thời không biết là chính mình quan trọng, vẫn là kia củi lửa quan trọng. Mau uống, uống sau khi xong có mức hoa quả, sẽ không như vậy khổ. Lý Thu Nguyệt giống như là hống tiểu hài tử, nỗ lực làm chính mình thanh âm ôm nhu. Thẳng đến tôn một dương uống một hơi cạn sạch. Xoay người phóng chén khi, nàng đầu ngón tay lại ở rung nhẹ nhẹ. Này đã là tôn một dương độc say xe đảo sau, uống thứ năm chén dược. Mỗi một lần đem dược cho hắn uy đi, đi vào, đều có thể cảm giác được mạch đập không có quá lớn biến hóa, chỉ là so với phía trước hơi chút vững vàng một ít, lại như cũ mỏng manh. Mỗi một lần Lý Thu Nguyệt đều hoài nghi, hắn có phải hay không vẫn chưa tỉnh lại. Nếu không phải lần này Tôn Mộc Dương mở mắt, này chén dược, nàng vẫn là sẽ một muỗng một muỗng chậm rãi uy đi vào. Cũng may, người rốt cuộc tỉnh. Bên kia Tôn Mộc Dương, bị khổ đến xinh đẹp ngủ quan nhăn thành một đoàn, cầm lấy mức hoa quả liền hướng trong miệng tắc. Thành thạo, đem chính mình quay hàm tắc đến phình phình, rất giống một con hamster nhỏ chờ lý thu nguyệt quay đầu liền nhìn hắn bao một miệng đầy mặt ngượng ngùng quay đầu sợ bị nàng thấy còn có thể ăn hẳn là không gì sự nàng thấp giọng nhẹ lẩm bẩm một câu ngươi sách xăm sao tôn một dương bao một miệng mơ hồ không rõ hỏi không có gì ngươi ăn ngươi đồ vật đi dứt lời nàng đột nhiên nhớ tới cái gì nhân tiện đem một chút tôn tử đồng mạch nghiêm túc biểu tình làm tôn một dương cũng đi theo khẩn trương lên này Tây vực kỳ độc vốn là không giống người thường, phía trước Lý Thu Nguyệt cấp tôn một dương đem quá vô số lần mạch, đều không có cảm giác được, mãi cho đến hắn độc say xe đảo qua đi, mới ý thức được mạch tượng dị thường. Mà Tiểu Gia Hỏa cùng tôn một dương đến từ một chỗ, hiện tại lại chậm chạp không có tỉnh lại. Nhìn Lý Thu Nguyệt Tây, vẫn luôn không có rời đi tôn tử đồng thủ đoạn, tôn một dương tâm dần dần hiện ra đáy cốc. Nên sẽ không, cái kia cầm thú liền Tiểu Gia Hỏa đều không buông tha đi. Thế nào? Lý Thu Nguyệt cao mày, lắc đầu nói, có chút kỳ quái, ta cũng không dám xác định. Đồng đồng sẽ không cũng trúng độc đi. Cùng ngươi không giống, nhưng hắn trong cơ thể giống như một cổ ước độc. Chương 80 không có cảm giác. Lý Thu Nguyệt lời này vừa ra, tôn một dương cả người đều luống cuốn. Bắt lấy nàng cánh tay, kích động hỏi, thi độc, cái gì thi độc? Có phải hay không có người đối đồng đồng hạ độc? Lý Thu Nguyệt bị hắn bắt lấy cánh tay, đầu đều sắp diêu hôn mê vội vàng đẩy ra hắn nói, chính là ngày thường ẩm thực thói quen không chú ý, hơn nửa hàng khí nhập thể, trong thân thể hơi ẩm quá nặng, uống chút trung dược điều trị điều trị liền không có việc gì. Hơi ẩm, không phải thi thể thượng độc. Lời này nói xong, tôn. Một dương chính mình đều ngốc. Cũng không biết hắn vừa rồi đầu óc rốt cuộc trừ cái gì gân, thế nhưng có thể nghe thành thi độc, còn tưởng rằng là người nọ tìm cái gì giang hồ thuật sĩ, đối tôn tử đồng xuống tay. Ta nói tổ tông, ngươi suốt ngày trong đầu suy nghĩ cái gì? Thế nào, ngươi muốn nhìn ngươi đệ đệ biến cương thi? Cương thi là cái gì? Vừa mới còn khẩn trương tôn một dương, nháy mắt bị cái này mới mẻ từ dời đi trọng điểm. Lý Thu Nguyệt sờ sờ cái mũi, cũng không biết có nên hay không cùng hắn giải thích cương thi thứ này. Rốt cuộc, khi chỉ là phim truyền hình đồ vật. Không có gì, thi thể quá cứng đờ, liền biến thành cương thi. Ta đệ đệ lại không chết, ngươi suốt ngày có thể nói hay không tốt hơn. Nếu chỉ là trong thân thể hơi ẩm quá nặng, ngươi vừa rồi biểu tình như vậy nghiêm túc làm gì? Nhớ tới chính mình nháo Ô Long, công một Dương nhiều ít có chút xấu hổ, nói chuyện tự tin cũng không quá đủ. Hắn không đề cập tới này một vụ, Lý Thu Nguyệt suýt nữa quên mất. Nhìn trên mặt đất nhắm chặt hai mắt tiểu nhân nhi, nhiều ít có chút đau lòng. Gia hỏa hơi ẩm không phải giống nhau trọng, ngày thường hẳn là cũng sẽ có cảm giác, nhưng hắn chưa từng có cùng chúng ta nói qua, ngươi cái này đương ca ca, càng là không phát hiện quá ngày thường đều sẽ khó chịu câu một dương biểu tình dần dần cứng đờ nhìn nằm ở chính mình bên người đệ đệ duỗi tay muốn sờ sờ hắn mặt lại như thế nào đều lạc không đi xuống lý thu nguyệt nhìn không ra tới liền tính chung quy vẫn là có thể nói một câu người ngoài nhưng hắn đâu hắn dù sao cũng là tiểu gia hỏa thân ca ca xem hắn khổ sở lý thu nguyệt thở dài tiếp tục nói ở gặp được ta phía trước các ngươi nhật tử hẳn là cũng không hảo quá đi tiểu gia hỏa trên người này hơi ẩm cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể tạo thành có nhất định thời đại giúp ta hảo hảo chiếu cố hắn có thể chứ tôn một dương khẩn cầu nhận thức thời gian dài như vậy lý thu nguyệt lần đầu tiên nhìn đến hắn cái dạng này tay đặt ở tôn tử đồng trên mặt lại hồng hốc mắt nhìn về phía nàng ngay cả phía trước biết chính mình trúng độc tôn một dương đều không có giống như bây giờ khổ sở nàng gật gật đầu chưa nói cái gì trong lòng đồng dạng ở tự trách vì cái gì ngày thường như vậy đại ý tiểu gia hỏa trên người không thoải mái, hẳn là có thể nhìn ra tới. Tôn Mộc Dương không hiểu y thuật liền thôi, nàng cùng Tôn Tử Đồng ở chung lâu như vậy, thế nhưng cũng cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Tiểu gia hỏa. Quá đáng thương. Lại nhìn về phía chiếu thượng huynh đệ hai người, Lý Thu Nguyệt phản phất tận mắt nhìn thấy đến bọn họ hai người bị nhốt ở thanh lâu phòng chất củi, y không che thể, ăn không đủ no, nhận hết khuất nhục. Càng nghĩ càng đáng thương, Lý Thu Nguyệt ánh mắt dần dần mang lên vài phần thương hại tiểu gia hỏa này một say liền ngạnh sinh sinh ngủ tới rồi ngày hôm sau buổi sáng mới vừa vừa mở mắt liền nhìn lý thu nguyệt đệ đi lên một chén trung dược tẩu tẩu ca ca còn không có tỉnh này dược có phải hay không có chút quá sớm công tử đồng dụi dụi mắt vẫn là ngoan ngoãn đem dược nhận lấy cũng không có ý thức được chính mình ngày hôm qua làm sự tình gì lý thu nguyệt nói này không phải cho hắn uống đây là cho ngươi uống vì cái gì a à? vừa mới còn còn buồn ngủ tiểu gia hỏa, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn lại không có cùng ca ca giống nhau trúng độc, cũng không có sinh bệnh, vì cái gì không duyên cớ muốn uống trung dược a. À? Huống chi, này dược nhìn qua liền khổ làm người chịu không nổi. Ngươi ngày hôm qua có phải hay không trộn uống lên ta mang về tới đồ vật? Lý Thu Nguyệt sủng nịch cạo cạo hắn chóp mũi, sau đó trực tiếp say đến chẳng phân biệt Đông Nam Tây Bắc. Ta không phải cố ý trộn uống, chỉ là kia rượu nghe đi lên, thật sự quá thơm, ta lần sau sẽ không, tẩu tẩu không cần phạt ta. Phạt ngươi. Nàng không từng tưởng, sẽ từ nhỏ gia hỏa trong miệng nghe được nói như thế từ. Nhà ai uống trung dược không phải vì chữa bệnh, mà là vì trừng phạt người. Cố tình hai người bọn họ nói chuyện thanh âm quá lớn thanh, Tôn Mộc Dương cũng sâu kín mở bừng mắt. Nhìn đệ đệ trên tay bưng trong chén dược, không cần suy nghĩ, tiếp nhận tới liền uống một hơi cạn sạch. Tôn Mộc Dương ngươi cái vương bác đảng. Lý Thu Nguyệt bị hắn khí tới rồi, trực tiếp há mồm liền mắng. Ta làm sao vậy ta? Ngoan ngoãn uống dược có cái gì vấn đề sao? Tôn Mộc Dương bị khổ đến, mặt nhăn thành một đoàn, còn không thể hiểu được ăn mắng, muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Cố tình bên cạnh tiểu gia hỏa cũng đi theo cùng nhau đầy mặt ủy khuất, đồng thời nhìn nhà mình ca ca biểu tình, còn có chút không thích hợp. Ngươi nhưng thật ra uống thống khoái, ta nói đây là ngươi dược sao? Này không phải ta dược, còn có thể là ai dược? Nhà của chúng ta trừ bỏ ta bên ngoài, còn có người khác yêu cầu uống dược sao? Lời này nói xong, tôn một dương cặp kia híp lại đôi mắt đột nhiên mở, như là nhớ tới cái gì, hận không thể trực tiếp cho chính mình một bạc tai. Ta nói này dược hương vị như thế nào cũng bình thường có chút hơi chút không giống nhau, nguyên lai like không phải ta biết không phải ngươi ngươi còn uống, ngươi biết ta đại buổi sáng lên chiên này dược hoa nhiều ít công phu sao? Hiện tại khen ngược lại muốn từ đầu lại đến nhìn trước mặt này một cái hai cái làm người không bớt lo, Lý Thu Nguyệt càng nghĩ càng giận, hận không thể trực tiếp đem này hai anh em sách lên tới ném đến bên ngoài tuyết địa thượng. Một cái đánh chết không uống, một cái hỏi cũng không hỏi một chút, liền trực tiếp rót đến trong miệng. Kết quả là, hai người đều ủy khuất ba ba, ngược lại là nàng đương ác nhân. Tẩu tẩu ta sai rồi, ngươi không cần mắng ca ca, ta đợi chút ngoan ngoãn uống là được. Công tử đồng duỗi tay lôi kéo nàng y chân, một đôi mắt to ngập nước, liền kém đem đáng thương hề hề trực tiếp viết ở trên mặt. Tuy rằng không biết vì cái gì chính mình cũng muốn uống dược, nhưng ca ca cũng chưa nói cái gì, hắn tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời. Quả nhiên, sẽ làm nũng hài tử có đường ăn. Nhìn công tử đồng này hành động, Lý Thu Nguyệt tâm lập tức liền mềm. Ngồi sổng xuống thân mình, xoa xoa đầu của hắn, ôm nhu hỏi, ngươi ngày thường có hay không cảm thấy không thoải mái, hoặc là trên người không lý do cảm thấy thực lãnh. Lời này vừa ra, Tôn Mộc Dương cũng đi theo cùng nhau mắt trong mong nhìn. Tiểu gia hỏa do dự một chút, lắc lắc đầu. Ta không có cảm thấy nơi nào không thoải mái, cũng không có cảm thấy thực lạnh, đặc biệt là ở tẩu tẩu cho ta thay tân y phục lúc sau, ta trước nay đều không cảm thấy lạnh. Ngoan ngoãn trả lời, lại làm mặt khác hai người tâm đột nhiên rụt một chút. Như vậy trọng hơi ẩm, tuyệt đối không có khả năng không có bất luận cái gì cảm thụ. Tiểu gia hỏa nói như vậy, chỉ có thể là một nguyên nhân chính là sợ chính mình trên người cũng có vấn đề lý thu nguyệt lo liệu không hết quá nhiều việc bắt đầu chán ghét bọn họ huynh đệ hai cái đều là ma ốm đứa nhỏ ngốc